Mời các bạn nghe phần 4, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mà đã có rất nhiều người ngã xuống trước mắt nàng, như nàng thậm chí còn chẳng sinh ra chút lòng đồng cảm nào, vì nàng hiểu rất rõ rằng, trong thời khắc then chốt, không phải người chết thì ta vong. Như nàng thậm chí còn không biết vì sao bọn họ lại chết, cũng không biết vì thứ gì mà bọn họ phải dũng cảm quên mình như thế. Nàng nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh, nhớ đến kiếp trước của chàng. Chàng của kiếp trước có phải cũng vì hoàn thành nhiệm vụ mà không tiếc cả mạng sống. Nàng chợt cảm thấy lo lắng vô thức nắm chặt lấy tay chàng thiệu đường hử ừ, sau khi đưa thái tử bình an về kinh chúng ta về nhà luôn có được không chàng tiếp tục làm bộ khoái của chàng thiếp cũng tiếp tục buôn bán với đại xuân ca và tố vấn nếu chàng không thích thì sau này thiếp sẽ dành ít thời gian cho lưu phương đường hơn chỉ tập trung chăm sóc cho gia đình chúng ta được không trinh thiệu đường quay người lại đôi mày trao chặt nhìn nàng thật sâu qua hồi lâu mới thấp giọng nói được sau khi đưa thái tử bình an về kinh chúng ta sẽ về nhà luôn ta vẫn là trình bộ khoái của ta nếu nàng thích cũng có thể tiếp tục làm công việc buôn bán của nàng lăng ngọc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm nàng nhắm mắt dựa vào vai chàng thủ thì nói mẹ nói muốn có thêm một cô cháu gái nhưng thiếp cảm thấy vẫn nên sinh con trai rồi mới sinh nữ nhi thì tốt hơn như vậy thì nữ nhi vừa có cha vừa có hai vị huynh trưởng bảo vệ sau này sẽ không sợ bị người ta bắt nạt chàng thấy có đúng không con gái hay con trai cũng được đều là con của chúng ta ta đều sẽ yêu thương chúng nó trình thiệu đường hiếm khi trông thấy dáng vẻ yếu đuối của nàng dường như cảm nhận được sự bất an của nàng chàng vươn tay ra ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng và nói nàng ngủ đi hai ngày nữa nhất định sẽ rất mệt đúng vậy thiếp mệt quá lăng ngọc nói nhỏ dần rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi lúc nào không hay đến giờ thay ca với chử lương trinh thiệu đường nhẹ nhàng bước xuống giường dém chân cẩn thận cho hai mẹ con sau đó đẩy cửa ra ngoài và đi lên bong tàu chử lương ngồi xếp bằng nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu nhìn thấy là chàng bàn tay đang nắm chặt kiếm cũng buông lỏng ra chử thông lĩnh ta tới thay ban, ngài về ngủ đi. Không vội, bây giờ ta cũng không ngủ được, nếu ngươi không phiền thì ngồi xuống đây nói chuyện một lúc. Trình thiệu đường cũng không ngại, bắt trước hắn khoanh chân ngồi trên bong tàu. Thê tử giỏi giang đức hạnh, nhi tử thông minh lanh lợi, trình huynh đúng là người có phúc. Dưới ánh trăng sáng dịu dàng, vẻ mặt trừ lương dịu dàng hơn hồi sáng. Trừ thống lĩnh quá khen rồi, con trai ta lớn lên ở núi rừng vừa nghịch ngợm vừa không biết phép tắc. Nếu nó lỡ đắc tội điện hạ thì xin thống lĩnh niệm tình thằng bé còn nhỏ tuổi mà nói tốt vài câu trước mặt điện hạ để ngài ấy châm trước cho thằng bé. Trừ lương khoát tay, trình huynh đệ nghĩ nhiều rồi, điện hạ sẽ không chấp nhặt với một đứa nhỏ. Huống chi, trên đường đi có một thằng nhóc hoạt bát mạnh dạn cũng thú vị hơn, khiến người ta cảm thấy con đường hung hiểm phía trước không quá đáng sợ. Trình thiệu đường không biết suy nghĩ của hắn mà chỉ cùng hắn trao đổi vài câu, chàng không hề nhắc đến chuyện gặp phải chủ tớ họ hay thái tử triệu ân, như thể không có chút hứng thú nào với những chuyện này trừ lương cố tình nhắc đến sự sầm uất của kinh thành nhắc đến quyền thế huy hoàng của phủ thái tử nhưng càng nói càng phát hiện ra mỗi chuyện hắn nói đều bị trình thiệu đường thản nhiên chuyển hướng hắn đăm chiêu nhìn chàng nghĩ một lúc rồi lơ đãng hỏi sau lần hộ tống điện hạ bình an về kinh trình huynh đệ có dự định gì chăng đương nhiên là về nhà trình thiệu đường trả lời một cách qua loa bản lĩnh võ thuật của ngươi đủ khả năng để ở lại kinh thành sau này ắt sẽ có tiền đồ sáng lạn trình thiệu đường cười khẽ mỗi người một chí hướng hay cho một câu mỗi người một chí hướng trừ lương thở dài một tiếng sau đó nói bóng nói gió nhưng mà trình thiệu đường có biết vẫn còn một câu nữa gọi là thân bất do kỳ không nói xong hắn vỗ lên vai trình thiệu đường đứng dậy phủi áo chậm rãi bước vào khoang thuyền trình thiệu đường câu chặt đôi mày thân bất do kỳ ư con người sống trên đời sợ nhất là bốn từ thân bất do kỳ bởi vì bốn từ này có nghĩa là bất lực đêm đầu tiên ở trên thuyền cứ thế bình yên mà trôi qua không ngờ thuyền nương lại có tay nghề tốt như thế triệu ân ăn một mạch hai bát cháo cá mới đặt bát xuống lau khóe miệng hiếm khi cất tiếng khen ngợi từ lúc gặp phải kiếp nạn này đây là lần duy nhất hắn nuốt trôi đồ ăn nếu như công tử thích không bằng ăn thêm mấy bát nữa nương tử trình ra nấu rất nhiều đủ cho một đám người ăn thấy hắn ăn ngon hơn trước trừ lương thầm thở phào sau khi cất kim bạc thử độc thì vội nói cháo này là phụ nhân kia nấu ư triệu ân hơi bất ngờ thưa đúng sáng sớm trình nương tử đã dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người triệu ân cười nhẹ có vẻ như ta lại chiếm hào quang của cha con bọn họ rồi. Hắn không nghĩ rằng phụ nhân kia có lòng tốt đến mức tự mình xuống bếp nấu cháo cho hắn ăn. Nhất định là vì nàng ta đau lòng cho tướng công và nhi tử nên mới làm một bữa ngon để bồi bổ cho bọn họ. Trừ lương vừa như không nghe thấy, vội vàng ra ngoài múc thêm một bát nữa. Bất kể phụ nhân kia xuống bếp vì nguyên do gì, dù sao bọn họ có đồ ăn ngon chẳng phải được rồi sao. Đúng như Triệu Uân nói, vì thương hai cha con trình thiệu đường nên Lăng Ngọc mới chủ động giúp thuyền nương làm bữa sáng. Ban đầu nàng muốn làm mỗi bữa ăn ngon cho cha con họ, nhưng tiếc là trên thuyền chỉ có nhiều nhất là cá, cho nên nàng chỉ đành làm cháo cá, sau đó nàng lại tỉ mỉ nhặt hết xương cá rồi mới múc vào bát nhỏ để bón bé đá. Lúc triệu uân đi vào, nhìn thấy thằng nhóc đang ăn ngon lành, đôi mắt đen lấy cong thành hai vầng trăng non. Hắn thoáng nhíu mày, chẳng qua chỉ là một bát cháo cá bình thường mà cũng đáng để thành bé đó vui đến mức này sao. Trẻ con lớn lên nơi sơn giã quả nhiên dễ thỏa mãn. Lăng Ngọc phát hiện hắn tới, nàng khom người xem như làm lễ. Triệu Ân cũng không quá để ý, chọn một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Lăng Ngọc nhẫn nại bón nhi tử ăn hơn nửa bát cháo, rồi dặn dò con ngồi yên một chỗ không được chạy nhảy chung quanh, sau đó mới thu dọn bát đũa mang vào khoang sau rửa sạch. Phụ thân ngồi ở đây mà, Triệu Ân đang nhìn mặt sông trắng xóa mênh mông qua ô cửa sổ, nghĩ về những chuyện này lần này mình gặp phải bằng đôi mắt âm trầm. Bỗng nhiên giọng nói không vui của trẻ nhỏ vang lên làm cắt ngang dòng suy tư của hắn hắn quay đầu nhìn thì trông thấy bé đá không biết đã chạy đến trước mặt mình tự lúc nào bé đang bất mãn hết cảm chừng mắt nhìn mình hắn cười lạnh một tiếng coi như không thấy mà quay đầu tiếp tục nhìn ra cửa sổ song tay lại giỏng lên lắng nghe thằng nhóc nói phụ thân ngồi đây cơ mà bé đá thấy hắn không để ý đến mình vội vàng vươn tay kéo hắn lúc cánh tay hắn bị một bàn tay nhỏ bé mềm mại kéo lấy cả người hắn cứng đờ toan vung ra trong vô thức nhưng chính hắn cũng không biết vì sao mình lại bất động để mặc bé đá kéo cánh tay hắn lên một lát sau, hắn đột nhiên vươn tay ra, xách thằng nhóc lên rồi thả lên chiếc ghế dài đối diện, "Thằng nhóc nhà ngươi to gan lắm, dám đuổi cô đi à, cô cứ thích ngồi ở đây đấy, ngươi làm gì được ta." Bé đá chớp chớp đôi mắt đen láy, cánh tay nhỏ bé bỗng chỉ về phía hắn, "Đồ xấu xa, ngươi dám mắng cô?" Triệu Ân như bị đâm trúng xịt một tiếng, trừng mắt hàm hàm với thằng bé. "Đồ xấu xa, thằng nhóc không biết trời cao đất dày, lại nhìn hắn mắng to một câu." Triệu Uyên không ngờ thằng bé dám mắng mình một câu những hai lần hắn nhất thời vừa hận vừa tức chỉ hận không thể chém thằng nhóc điêu dân mạo phạm bề trên này một kiếm xong khi đối diện với khuôn mặt nhỏ mũm mĩm còn không bằng lòng bàn tay kia hắn lại không cách nào rút trường kiếm ra được nhưng nếu bỏ qua như vậy thì hắn lại cảm thấy không cam lòng chỉ đành hầm hầm tiếp tục trừng thằng bé bé đá bị hắn trừng mắt thì mếu máu, thình lình ngửa mặt lên trời oa một tiếng bật khóc dữ dội triệu ân bị giật mình bởi tiếng khóc của thằng bé một lát sau khóe miệng hắn không ngừng run lên khi trông thấy phu thê trình thị và trừ lương vừa nghe thấy tiếng khóc đã vội chạy tới bọn họ đều đứng sững lại khi nhìn thấy cảnh tượng trong khoang thuyền ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta xong hết thảy đều là vẻ mặt do dự không dám tin cuối cùng hắn không nén nổi tức giận mà nói trừ lương ném tên điêu dân mạo phạm bề trên này ra ngoài cho ta trừ lương ngớ ra phải mất một lúc lâu mới hiểu ra bé đá chính là tên điêu dân mà triệu ân đang nói tới đôi môi hắn hơi mấp máy mãi một lúc lâu mới tiến lên phía trước xách tên điều dân lên vứt nó vào trong lòng trình thiệu đường vào khoảnh khắc rơi vào lòng cha bé đá lập tức ngừng khóc ngước khuôn mặt khô giáo lên rồi cất tiếng gọi ngọt ngào cha ơi trình thiệu đường không biết nhi tử đã nghịch thế nào mà chọc giận vị thái tử tính tình thất thường kia Hắn rất muốn hỏi rõ ràng nhưng lại sợ lần nữa chọc tức hắn nên chỉ xoa đầu nhi tử rồi bé bé ra ngoài lăng ngọc nhìn triệu uân bằng ánh mắt ngờ vực nhưng vẫn đi theo hai cha con ra ngoài đúng là đáng ghét cái nhà này ai cũng cực kỳ đáng ghét Tuy Triệu Uân vô cùng tức giận khi phát hiện ra lúc nãy bé đá chỉ có sấm mà không có mưa. Nhưng vì hắn cũng phát hiện ra rằng mình đã bị một thằng danh ba tuổi lừa nên chỉ có thể thốt lên một câu đầy cam tức. Trừ lương, thái tử điện hạ, ngài đang hơn dõi với một đứa trẻ ba tuổi sao. Đợi cô về kinh nhất định phải dạy cho bọn chúng một bài học để chúng biết rằng thế nào là quân thần cương, như vậy mới có thể chút hết mối hận trong lòng cô. Triệu Ân hít một hơi thật sâu trước khi nói một cách gay gắt. Trừ lương bỗng thấy mặt mình đau đau đêm qua hắn mới nói với trình thiệu đường rằng điện hạ sẽ không chấp nhặt với một đứa nhỏ nhưng giờ đây hắn hãng giọng lại thấy chủ tử gầm ghè nhìn gia đình ba người đang cười nói vui vẻ trên bong thuyền vội vàng chuyển đề tài lúc nãy phu thuyền nói rằng sợ là ngày mai sẽ có bão nên chắc hôm nay chúng ta phải đậu thuyền vào bờ để tạm lánh lúc thuyền phu có khuôn mặt hàm hậu nhắc đến chuyện này ông ấy còn tỏ ra lo lắng vì sợ bọn họ không đồng ý mãi cho đến khi nhận được lời chấp thuận của bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng triệu ân đáp Vậy cũng được, cứ cho thuyền cập bến đi. Ngừng một lát, hắn lại hỏi, trước khi mặt trời lặn có thể tìm được thôn trấn thích hợp để cập bến không? Cách nơi đây một khoảng không xa, chắc là không có vấn đề gì, trừ lương nghĩ một lát mới trả lời. Vậy thì tốt. Lăng Ngọc cảm thấy hơi đau đầu, nàng không bao giờ tưởng tượng được rằng nhi tử lại dám cả gan trêu chọc vị sát thần kia, nàng chỉ muốn kéo thằng nhóc này ra đánh cho mấy cái vào mông. Nhưng Trình Thiệu Đường lại một mực che chở cho nhi tử và luôn miệng nói đồng ngôn vô kỵ, đại nhân hữu đại lượng vân vân. Lăng Ngọc hết nói nổi, với dạng ban nãy của vị thái tử này, trông hắn giống như người khâu chấp vật sao? Càng nghĩ càng thấy tức, cuối cùng nàng vươn tay véo lên mặt con trai, nhỏ giọng dạy bảo, "Hổ ngủ gật thì nó vẫn là một con hổ, con không thể thấy nó tạm thời dễ gần nên không e ngại nó được." Thằng nhỏ bĩu môi, ấm ức nói, "Chỗ của cha, cha ngồi mà." "Đúng đúng đúng, cái gì cũng là của cha con, sao con không nói cái thuyền này cũng là của cha con đi?" Lăng Ngọc tức giận véo má con trai thêm cái nữa thằng quỷ ngang ngược này thấy cái gì cha nó dùng qua thì đều cho là của cha nó bé đa ấm ức xúc đầu vào lòng cha trình thiệu đường bất đắc dĩ vỗ nhẹ lên mông con bấy giờ mới nói với lăng ngọc chắc ngày mai sẽ có bão lát nữa chúng ta sẽ đỗ vào thôn gần đây nhất để nghỉ tạm bọn họ đồng ý sao lăng ngọc bĩu môi nhìn về phía khoang thuyền trừ thống lính đã đồng ý rồi bây giờ đang trưng cầu ý của vị kia nhưng nếu không có gì ngoài ý muốn thì hẳn là đồng ý dù sao mưa to gió lớn thì thuyền cũng không đi được nguy hiểm quá lớn Chẳng mấy chốc, họ đã nhận được câu trả lời xác thực của Trừ Lương và con thuyền sẽ cập bến ở ngôi làng gần nhất rồi lại ra khơi sau khi cơn bão đi qua. Trình Thiệu Đường thầm thở phào, mặc dù hắn tỏ ra vô cùng chắn chắn trước mặt Lăng Ngọc, nhưng thật ra trong lòng vẫn lo lắng vị thái tử điện hạ kia vì nóng lòng về kinh mà bất chấp mưa gió. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, người khác thì cũng thôi, nhưng thê nhi của hắn làm sao mà chịu đựng nổi. Có được sự đồng ý của khách thuê, thuyền phu trung niên vui vẻ rời đi, một lát sau, lăng ngọc cảm nhận được tốc độ của thuyền nhanh hơn rất nhiều chỗ này cách thôn gần nhất khoảng bao lâu lăng ngọc nắm bàn tay nhỏ bé của nhi tử thuận miệng hỏi cha nó nếu đi với tốc độ hiện giờ có lẽ khoảng 2 canh giờ nữa là đến nàng yên tâm chúng ta nhất định sẽ đến đó trước khi trời tối trình thiệu đường đáp lăng ngọc gật đầu lại không kiểm được mà thở dài chuyến này đi thật sự là thật sự là gì tuy nàng không nói ra miệng nhưng trình thiệu đường cũng hiểu rõ chuyến này đi thật sự là tai bay vạ gió lúc hai vợ chồng dẫn con trai về khoang thuyền đập vào mặt họ là khuôn mặt đen xì của triệu ân trinh thiệu đường do dự một lát cuối cùng vẫn quyết định tạ lỗi thay nhi tử triệu ân chỉ hừ lạnh một tiếng quay phát mặt đi lần nữa nhìn ra sông nước mênh mông bên ngoài cửa sổ trinh thiệu đường không sao đoán được ý của hắn trái lại bé đá thì ở cạnh chu mồm hừ hừ lăng ngọc lại véo con một cái bây giờ thằng nhóc mới ngoan ngoãn hơn nửa canh giờ sau sắc trời càng ngày càng u ám chẳng bao lâu gió lớn đã nổi lên mọi người trong khoang thuyền đều ngồi không vững lăng ngọc thậm chí còn cảm thấy con thuyền này sắp bị gió lớn thổi bay khách quan gió to quá e rằng mưa sẽ đến sớm hơn chúng ta phải tìm nơi cập bến trước thôi thuyền nương cuống cùng bước vào cập bến cập bến mau cập bến trình thiệu đường ôm chặt nhi tử chàng cũng không đợi chủ tớ triệu ân mở lời đã vội nói ngay thuyền nương nghe vậy sải bước rời đi một trận gió thổi tới trong khoang thuyền phát ra tiếng đồ vật rơi xuống choang 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 rèm cửa đón gió đinh cuồng lật tung phát ra âm thanh phần phật con thuyền bắt đầu lắc lư dữ dội trong tranh đến núi lăng ngọc không thể đứng vững một tay nàng cố gắng bắt chặt lấy song cửa tay kia bám chặt trình thiệu đường trình thiệu đường ôm nhi tử đang quấn lấy chàng như bạch tuộc miễn cưỡng ổn định cơ thể tình hình của triệu ân và trừ lương tốt hơn bọn họ rất nhiều hai người đều là người tập võ lại không cần che chở cho ai nên có thể nhanh chóng ổn định lại tiếng gió rít nghe như tiếng quỷ khóc và tiếng sói chu không ngừng vang bé đá sợ đến nỗi giúp cả người vào trong lòng cha tứ chi quấn chặt lấy trình thiệu đường hơn trừ lương ngươi đi giúp đỡ để thuyền nhanh chóng cập bến triệu uân chợt ra lệnh trừ lương hơi trần trừ không yên tâm để điện hạ ở lại đây một mình triệu uân không vui liếc hắn hắn mới nói vâng thuộc hạ đi ngay sau khi trừ lương lảo đảo ra ngoài con thuyền mới tạm thời ổn định hơn nhưng ngay sau đó lại là một trận gió lớn thổi tới con thuyền bắt đầu lắc lư kịch liệt hơn cha ơi con sợ lắm bé đá cuối cùng cũng bật khóc nức nở trình thiệu đường thơm lên trán con an ủi giọng nói của chàng vẫn bình tĩnh như cũ đừng sợ có cha ở đây Thằng bé khóc nức nở ôm cha chặt hơn. Trình Thiệu Đường định ra ngoài giúp đỡ, nhưng bây giờ con trai lại khóc như thế, thành ra có chút lưỡng lự. Lăng Ngọc nhận ra sự do dự của chàng, nàng vươn tay toàn bế bé đá, nhưng nhi tử bình thường thích dính nàng lại không chịu để nàng bế, mà chỉ giúp vào lòng Trình Thiệu Đường. Thôi vậy, cứ quan sát xem thế nào, Trình Thiệu Đường đành chịu. Trước, không bao lâu, khi hạt mưa to như hạt đậu nện xuống mái thuyền, Trình Thiệu Đường không còn do dự nữa. Chàng quyết đoán nhét con vào lòng Lăng Ngọc, đi thẳng ra ngoài muốn cùng trừ lương giúp thuyền phu cấp tốc cập bến. Thằng nhỏ bị cha bỏ rơi, lập tức bật khóc oa oa. Lăng Ngọc ôm con an ủi vài câu, thằng nhóc khóc thút thít bắt đầu tố với nàng rằng cha không tốt, cha không cần bé nữa. Lăng Ngọc nhẫn nại vừa thơm vừa dỗ bé, nhưng cậu nhóc lần đầu bị cha bỏ rơi, trong lòng vô cùng tủi thân, khóc dưng dứt không ngừng. Im mồm, nam tử hán đại trưởng phu, khóc sứt mướt còn ra thể thống gì. Triệu uất lớn tiếng quát nạt, chẳng những dọa sợ bé đá mà còn dọa Lăng Ngọc phát khiếp bé đá ngừng khóc ngay tắp lự nhìn về phía hắn bằng đôi mắt ngấn lệ một lát sau bé oa lên khóc còn to hơn lúc trước đồ xấu xa hu hu ghét đồ xấu xa gân xanh trên trán triệu uân giật đùng đùng sắc mặt xanh mét đến đáng sợ lăng ngọc sợ đến nỗi tim đập loạn hận không thể bịt mùm con lại nàng sợ triệu uân nổi giận nên vội vàng nghiêm mặt nạt con con còn không nghe lời là mẹ bực đó nha thằng nhóc nghe vậy thì càng ấm ức hơn nhưng sau cùng vẫn sợ mẹ nổi giận nên chỉ dám khóc thút thít Dơ cánh tay mũm mĩm lên lau nước mắt sau khi so sánh mức độ ảnh hưởng của hai bên sắc mặt triệu ân càng trở nên xa sầm hơn dưới sự trung sức của mọi người chưa đến nửa canh giờ con thuyền đã cập bến ở một ngôi làng hoang vắng và đổ nát trình thiệu đường đón lấy nhi tử trong lòng lăng ngọc hai người gần như ướt sũng lúc này bọn họ đang đi vào thôn dưới sự dẫn dắt của vợ chồng người lái thuyền gió mạnh thổi vù vù đập vào cửa sổ của những căn nhà đổ nát ven đường hạt mưa tạt lên người khiến lăng ngọc bỗng nhiên nảy sinh vài cơn ớn lạnh thiệu đường đây là thôn gì thế, vì sao lại đổ nát đến mức này. Còn chưa xảy ra chiến loạn, đáng lẽ không nên như này mới đúng. Trình thiệu đường cũng lấy làm khó hiểu, chàng liếc nhìn phu thê lái đỏ và chủ tớ triệu ân, trái tim thắt lại, bắt đầu đề phòng. Đừng sợ, chắc không sao đâu, chàng nói lời an ủi. Mặc dù chàng nói như vậy, nhưng trong lòng Lăng Ngọc vẫn rất hoảng sợ. Bốn người dẫn đầu bỗng nhiên dừng bước, Lăng Ngọc đang định hỏi xem xảy ra chuyện gì thì đột nhiên bị trình thiệu đường kéo vào trong lòng nàng còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy phía trước có hai tiếng vật đổ xuống đất nàng giật mình trình thiệu đường lúc nãy còn ôm nàng giờ đã buông ra chàng bước nhanh tới bên cạnh triệu ân căm phẫn chỉ trích vì sao ngài phải giết bọn họ lẽ nào trong mắt hoàng thất quý tộc các ngài tính mạng của dân chúng bình thường rẻ mạt như bùn đất vậy sao lăng ngọc kinh hoàng nhìn xuống đất thì trông thấy phu thê lái thuyền lúc nãy còn khỏe mạnh giờ đang nằm trong vũng máu nàng ấn mạnh cái cổ đang ló ra vì tò mò của con trai cả người run lên bần bật vì sợ hãi cùng phẫn nộ hai sinh mạng vừa mới đây còn tốt đẹp, nháy mắt đã không còn. Triệu Uân sầm mặt, ngươi đang chỉ trích cô. Bậc quân tử phải yêu dân như con, ngài coi thường mạng người như thế thì sau này làm vua của một nước như thế nào, lại làm thế nào để muôn dân quy phục. Trình thiệu đường tức đến nỗi không ngừng run lên, tay phải giữ chặt chuôi kiếm, hận không thể vung lên chém chết tên bạo quân sau này tại đây. Trình huynh đệ, nếu không phải ngươi quen người không đáng tin thì làm sao chúng ta lại rơi vào hiểm cảnh này, ngươi nhìn kỹ bốn phía mà xem, trừ lương đột nhiên lạnh lùng nói. Trình Thiệu Đường ngây ra, ngẩng đầu lên theo bản năng thì trông thấy xung quanh không biết đã xuất hiện hơn 10 tên áo đen tay cầm binh khí từ lúc nào. Mặt Lăng Ngọc biến sắc, ôm trầm lấy Nhi Tử rồi sải bước trốn ra phía sau Trình Thiệu Đường. Ngươi nhìn lại phu thê lái thuyền mà vừa rồi ngươi còn uất ức vì bọn họ đi, giọng nói lạnh lẽo của Trừ Lương lần nữa vang lên. Trình Thiệu Đường cúi đầu nhìn xuống, trông thấy dưới lớp da mặt bị Trừ Lương lột ra của phu thê lái thuyền, lại là hai gương mặt hoàn toàn xa lạ. Chàng lập tức sững sờ, mạch máu toàn thân như thể cũng ngừng chảy vì thế cho nên đây thật sự là lỗi của hắn sao lăng ngọc nhìn hai thi thể có diện mạo hoàn toàn khác trước mà giật nảy người cho nên từ lúc bắt đầu đám bọn họ đã rơi vào bẫy của đối phương sao chẳng trách thái tử lại dễ dàng lìa đời tại trấn long loan nơi táng thân của hắn ở kiếp trước như thế chuyện đã đến nước này có hối hận hay căm giận cũng đều vô ích trình thiệu đường cởi áo khoác phủ lên đầu bé đá lại lấy xiêm y làm dây nhanh tay buộc con lên lưng lăng ngọc sau đó cúi đầu nói nhỏ con đừng sợ cứ nhắm mắt vào cha sẽ nhanh chóng đưa con và mẹ con về nhà. Thằng bé sợ đến nỗi khóc thút thít, nhưng nghe lời cha nói vẫn ôm chặt lấy cổ của Lăng Ngọc, vừa khóc vừa đáp, vâng. Thiệu đường, mặt Lăng Ngọc trắng bệch, trông thấy những kẻ mặc đồ đen đã nâng kiếm lao về phía bọn họ. Chủ tớ Triệu Uân ở đằng kia đã bất chấp tiến lên nhanh chiến, chiêu nào cũng chí mạng, không chút kiêng rẻ, đây thật sự là một trận chiến sinh tử. Ở bên này cũng có hai kẻ mặc đồ đen đang vung trường kiếm đâm về phía trình thiệu đường. Chàng giơ thanh kiếm lên để chặn thanh kiếm đang đâm vào ngực mình, rồi đột ngột kéo tay Lăng Ngọc thật mạnh, ôm nàng vào lòng trước khi nàng hét lên, sau đó bang một tiếng, chàng bất ngờ bổ một kiếm lên kẻ còn lại, ngay sau khi lưỡi kiếm hạ xuống, chàng vừa che chở Thê Nhi, vừa giơ kiếm chống đỡ các nhát kiếm của hai gã áo đen đang vây công. Lăng Ngọc cõng Nhi từ lúc thì bị chàng đẩy ra, lúc thì bị chàng kéo về, có vài lần, trường kiếm của kẻ địch suýt chút nữa đâm trúng tim nàng, dọa nàng sợ đến nỗi xém nữa hôn mê. Trình Thiệu Đường liên tục xuất chiêu, xoạt 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 dùng hơn 10 chiêu bức lui đối phương, sau đó lập tức kéo tay Lăng Ngọc đi. Lăng Ngọc không nói hai lời bám sát theo chàng, chạy như điên về phía đông của ngọn núi. Hai ga áo đen cầm kiếm đuổi sát phía sau. Ở bên kia, Triệu Ân khó khăn lắm mới đánh lui được một tên áo đen thì vai trái lại trúng một kiếm của đối phương. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lệ khí tuôn trào, xông lên nghênh đón trường kiếm của một tên áo đen đang đâm tới, đối phương không ngờ hắn sẽ xông tới với một thân đẫm máu nên động tác hơi chững lại trong chốc lát. Triệu Uân nhanh tay nhanh mắt, vung mạnh trường kiếm xoẹt qua cổ đối phương, gã kia rên một tiếng rồi ngã chết. Ngay sau đó lại có thêm vài gã đồ đen vây đánh, Triệu Ân vừa vội vừa giận vừa hận, cuối cùng vẫn liều mạng xuất chiều. Tuy cơ thể lại trúng thêm hai vết thương nữa, nhưng cũng đã thành công giết chết hai đối thủ. Tình hình của Trừ Lương cũng không tốt hơn Triệu Ân là bao nhiêu, cơ thể hắn có cô số vết thương, máu tươi cùng nước mưa chảy ròng ròng từ trên trán hắn xuống, xiêm y đã nhuộm màu máu từ lâu. Điện hạ cẩn thận hắn dùng kiếm đâm kẻ đang lao về phía mình, nhưng khi nhìn thấy một người mặc đồ đen chuẩn bị đánh lén sau lưng triệu ân hắn lập tức hoảng hốt vừa hét lớn vừa ra sức lao về phía hắn ta triệu ân chỉ nghe thấy tiếng gào của thuộc hạ còn chưa kịp phản ứng thì lưng lại bị đâm trúng hắn thấy một kiếm tiếp theo sắp đâm xuống trong thời khắc mảnh chỉ treo chuông trừ lương nhất kiếm cản lại nhưng không ngờ lại có một kẻ đánh lén ở phía sau lưng hắn hắn chỉ kịp rên một tiếng xiêm y sau lưng đã bị trường kiếm của đối phương cắt qua chỉ trong thời gian ngắn trên người của đôi chủ tớ đã trồng chất vết thương, máu tươi loang lổ. Thế nhưng, khi bọn họ trông thấy Trình Thiệu Đường đang kéo Thê Nhi vừa đánh vừa chạy ở phía xa, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đôi mắt tưởng chừng như có thể phun ra lửa. Tên phản bội ban đầu trừ lương tán thưởng Trình Thiệu Đường bao nhiêu thì lúc này lại cam phẫn hắn bấy nhiêu. Nếu không nhìn thấy Trình Thiệu Đường đánh nhau với hai gã mặc đồ đen đang đuổi giết hắn, thì hắn sẽ nghi ngờ rằng liệu hắn có phải đồng đảng của đối phương không. Có như vậy thì Trình Thiệu Đường mới cố tình dẫn chủ tớ bọn họ lên thuyền, cuối cùng lại rơi vào hiểm cảnh ngày hôm nay. Trái lại, Triệu Ân như thể đã quá quen với điều này, hắn thản nhiên lau vết máu trên mạnh, cười lạnh rồi nghênh đón một kiếm đang bổ tới với đôi mắt tràn ngập sát khí. Nếu như lần này hắn có thể báo toàn tính mạng, ắt sẽ không buông tha cho bất kỳ kẻ nào dám cả gan phản bội hắn. Dù sao Trình Thiệu Đường cũng không phải mục tiêu chính, cho nên khi hắn kéo mẹ con Lăng Ngọc rời khỏi chủ tới Triệu Ân, tuy đám mặc đồ đen có hơi bất ngờ, nhưng chỉ phân ra hai gã đuổi giết, còn những kẻ khác tập trung đối phó với triệu ân và trừ lương thế phải giết được bọn họ trước lăng ngọc suy cho cùng vẫn là phụ nhân thể lực có hạn hú chi trên lưng còn đang cõng bé đá chạy lâu như thế cũng đã kiệt sức tốc độ cũng dần chậm lại thế nên chẳng mấy chốc hai tên sát thủ đã đuổi tới hợp lực vây công trình thiệu đường trình thiệu đường vung kiếm nghênh chiến từ từ dẫn dụ bọn chúng cách xa mẹ con lăng ngọc khi chàng cảm thấy khoảng cách đã đủ an toàn thì lập tức phát huy hết sở học cả đời chưa nào cũng chí mạng vung kiếm không lưu tình hai gã kia vốn chẳng coi trọng chàng ban đầu còn có ý nghĩ khinh địch song lúc này thấy chiêu kiếm của chàng mạnh mẽ sắc bén tuy lấy một địch hai nhưng lại dần dần chiếm thế thượng phong bọn chúng thầm kinh ngạc hối hận vì mình đã khinh thường địch hai gã này võ nghệ vốn yếu kém hiện giờ lại phải đương đầu với kẻ địch mặt nên trong lòng sinh ra sợ hãi càng đánh càng lùi không có sự trở tay gã sát thủ hơi cao liếc thấy lăng ngọc đang thở hồn hển trốn sau thân cây gã cố tỉnh để sơ hở nhân lúc trình thiệu đường trở tay tấn công đồng bạn hắn nhún mũi chân chĩa kiếm về phía mẹ con lăng ngọc rồi phi như bay thiệu đường lăng ngọc sợ đến nỗi hồn bay phách lạc nàng muốn quay người bỏ chạy theo bản năng nhưng chợt nhớ ra bé đá đang ở sau lưng mình nàng dừng bước quay người lại hét to tên của tướng công cha ơi ngay cả bé đá vẫn luôn bị chùm xiêm áo lên đầu cũng cảm nhận được sự sợ hãi của mẹ bé sợ đến nỗi khóc quả lên nhìn thấy trường kiếm sắp đâm vào ngực thê tử trình thiệu đường phi nhanh như mũi tên bất ngờ xuất hiện trước người lăng ngọc đỡ cho nàng một kiếm này ngay sau đó chàng vung kiếm lên nàng chỉ thấy máu tươi văng ra bốn phía gã kia bị chàng cắt ít hầu ngã ẩm xuống đất thấy đồng bạn bị giết gã còn lại biến sắc biết mình không bằng địch nên quay phát người toan bỏ chạy nhưng trình thiệu đường nào để cho hắn có cơ hội chạy thoát chàng phi thân lên trước cắm thẳng trường kiếm vào giữa lưng đối phương gã ta không kịp rên lên một tiếng đã ngoẻo đi trình thiệu đường cấp tốc chạy về cạnh lăng ngọc thoăn thoát cởi nhi tử buộc ở trên lưng nàng xuống một tay chàng bế con tay còn lại nắm lấy tay nàng tiếp tục chạy về phía đông. Vết thương của chàng, vết thương của chàng, Lăng Ngọc đã không phân biệt được trên mặt mình là nước mắt hay nước mưa, nàng chỉ biết đi theo chàng trong vô thức, trong đầu nàng chỉ toàn là cảnh tượng trường kiếm đâm vào ngực chàng ba nãy. Nhưng Trình Thiệu Đường không quan tâm đến nó, chàng kéo tay nàng cất sải bước chạy như bay, mưa càng ngày càng to nên đã nhanh chóng che đậy toàn bộ dấu vết bỏ chạy của hai người. Trình Thiệu Đường dẫn hai mẹ con nàng chạy thẳng vào rừng cây, sau khi tìm được một hang để núi ẩn náu chàng nhét con trai đang khóc thút thít vào lòng nàng sau đó nhanh chóng chuyển cành cây cỏ dại che kín cửa hàng thiệu đường chàng làm gì thế mau dừng lại vết thương trên người chàng lăng ngọc kêu khóc đòi chàng dừng lại để xử lý vết thương nhưng chàng lại coi như không nghe thấy động tác ngày càng nhanh cha 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 ơi bé đá bị mẹ ôm chặt vào lòng vùng vẫy muốn nhào về phía cha tiểu ngọc nàng nghe ta nói nàng và nhi tử ở yên tại đây dù xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài ta sẽ mau chóng quay về tìm nàng và con thấy cửa động đã ngụy trang xong xuôi chàng bỗng nhiên dừng lại nắm chặt lấy bả vai lăng ngọc trầm giọng dặn dò cuối cùng chàng lau nước mắt cho nhi tử lại thơm lên gương mặt lem nhem có chiếc mũi đo đỏ vì khóc của bé đá khan giọng nói nghe lời cha con phải bảo vệ mẹ thật tốt cha sẽ nhanh chóng tới đón hai người chàng muốn đi đâu chàng định bỏ mặc mẹ con thiếp rồi đi đâu lăng ngọc bắt lấy cổ tay của chàng khóc hỏi ta không thể bỏ rơi chủ tớ họ nếu không phải ta thuê người không rõ lai lịch thì bọn họ sẽ không rơi vào hiểm cảnh như bây giờ. Trình Thiệu Đường nghẹn giọng, đôi mắt đỏ bừng, chàng hít sâu một hơi, giằng ra khỏi tay Lăng Ngọc, sau đó xoay người lai khỏi miệng hang, nhanh chóng ngụy trang cửa hang trong tiếng khóc của hai mẹ con họ. Nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào từ trong hang truyền ra, đôi mắt chàng dần ngấn nước. Đợi ta quay lại, chàng khẽ nói, sau đó hạ quyết tâm, nhấc kiếm, quay người, phi thân về nơi bọn họ vừa chạy thoát. Lăng Ngọc đè Nhi Tử vào lòng, bụng chặt miệng mình để tiếng khóc không bị lọt ra. Cha, hu hu, cha ơi, bé đá nằm trong lòng mẹ khóc dương dức, tiếng mưa rào rào ngoài hàng đã nhanh chóng che đậy tiếng khóc kiềm nén của hai mẹ con. Mặt trình thiệu đường đỏ ao, mặt mày tiêu điều, chàng đề khí vận công mà đi như tên bắn, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng giao đấu kịch liệt ở phía trước. Xuyên qua màn mưa trắng xóa, chàng nhìn thấy chữ lương người dính đầy máu đang ôm triệu ân đã mất đi chi giác, một tay vung trường kiếm nguyên đón đám sát thủ đang dần vây lấy mình nhưng hắn vốn đã bị thương nặng hiện giờ còn đỡ thêm một triệu quân còn chưa rõ sống chết đối phương người đông thế mạnh hắn nào phải là đối thủ của bọn chúng chẳng bao lâu đã bị chúng mấy kiếm của bọn họ trong đó có hai kiếm đấm về phía triệu quân nhưng đều bị hắn bất ngờ lấy cơ thể mình che chắn trình thiệu đường chấn động mãnh liệt không chậm trễ nữa mà phi mình lên không giơ trường kiếm chém về phía bọn sát thủ tay phải của trừ lương bất ngờ trúng một kiếm của đối phương kiếm trong tay dao động sảng một tiếng rơi xuống đất ngay sau đó hắn lại bị đối phương đá trúng vào lưng cả hắn và triệu uân đều ngã vào trong nước bùn không còn sức để đánh trả hắn tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt chờ đợi thanh kiếm đoạt mệnh vùng tới chợt có một tiếng choang của binh khí giao nhau vang lên ngay sau đó có người kéo bọn họ từ dưới đất lên hắn đột nhiên mở bừng hai mắt nhìn chằm chằm trình thiệu đường như thể vừa từ trên không giáng xuống với vẻ không dám tin bảo vệ điện hạ trình thiệu đường đâm kiếm vào giữa trán của tên sát thủ ở bên trai liếc mắt nhìn về phía trừ lương đang ngây ra như phỗng cả giận quát trừ lương cuối cùng cũng hoàn hồn hắn lập tức nhặt trường kiếm rơi trên đất lên cắn răng đỡ triệu ân đang nằm bất động nửa dìu nửa ôm dậy trình thiệu đường xoay người đá bay mấy gã sát thủ đang đâm vào lưng triệu ân sau đó bổ ra một kiếm làm rơi vũ khí của tên sát thủ bên phải không đợi đối phương kịp trở tay đã đâm một kiếm vào tim gã ta đi mau chàng che chở trừ lương trừ lương nửa dìu nửa ôm triệu ân hai người vừa đánh vừa lùi những nơi họ đi qua đều không biết được đây là máu tươi của ai máu hòa cùng nước mưa trên đất đỏ đến gai mắt đám sát thủ ngã xuống hết tên này đến tên khác kẻ địch càng ngày càng ít nhưng vết thương của trình thiệu đường cũng càng ngày càng nhiều còn cánh tay phải của trừ lương sau một lần thứ nữa bị kiếm đâm chúng đã không còn sức để đỡ triệu ân trình huynh đệ ngươi mau đi đi mặc kệ chúng ta trừ lương thấy đám sát thủ còn lại chuẩn bị tấn công lần nữa thì cuối cùng cũng tuyệt vọng hắn nhìn chủ tử chưa rõ sống chết trên đất rồi nhìn sang trình thiệu đường người dẫn bị chúng nhiều nhát kiếm nhưng vẫn ra sức giết định lớn tiếng hét bớt nói nhảm đứng lên trình thiệu đường lại đâm chết một gã sát thủ khác, không thèm quay đầu mà quát. Ta không được rồi, trình huynh đệ, đù má ta thật sự không được rồi trừ lương vừa vô lực vừa tuyệt vọng mà hết. Hắn ngay cả nửa phần sức lực cũng không có, miệng vết thương trên người thì nứt toác, từng cơn đau này đến cơn đau khác ập đến, đừng nói là chống địch, đến cả việc đứng dậy cũng trở nên khó khăn. Có thể kêu gào như thế thì vẫn chưa chết được, đứng lên. Lẽ nào ngài muốn để điện hạ cùng ngài đi vào chỗ chết sao? Vai trái của trình thiệu đường bị kiếm đâm, nhưng chàng không cho mày lấy một cái mà chỉ thuận thế vung kiếm về phía sát thủ đã đâm mình cách đánh liều mạng này của chàng khiến cho đám sát thủ vây đánh chàng đều không nén nổi khiếp sợ những kẻ có thể làm sát thủ đương nhiên không phải loại người tham sống sợ chết nhưng khi thật sự đối diện với sinh tử thì không ai có thể thản nhiên trừ lương chấn động đúng vậy hắn chết thì không sao nhưng nếu liên lụy đến chủ tử làm ngài ấy táng thân nơi này thế chẳng phải hắn chết một trăm lần cũng không chuộc hết tội sao nghĩ đến đây hắn nghiến chặt răng cũng không biết lấy sức ở đâu mà nhặt trường kiếm trên đất lên rồi chật vật đứng dậy. Sau đó cùng trình thiệu đường mỗi người một bên bảo vệ triệu ân vẫn đang không rõ sống chết, chỉ cần có thể giết được địch, vết thương trên người hắn không đáng để ý. Phập một tiếng, trường kiếm của đối phương đâm vào ngực hắn, hắn không chút chần chừ vung kiếm chém vào cổ đối phương, gã ta thẳng thốt. cuống cùng rút kiếm thối lui, nhưng chiêu kiếm của hắn quá nhanh, trong nháy mắt đã cắt qua ít hầu của người nọ. Lại là một kẻ không sợ chết. Bốn tên sát thủ còn lại mặt mày đại biến, chúng đưa mắt nhìn nhau cả bọn cắn răng nhất loạt xông lên đâm về phía triệu ân đang nằm trên đất dù sao đây mới là mục tiêu cuối cùng của bọn họ chỉ cần giết được hắn thì nhiệm vụ hoàn thành trình thiệu đường và trừ lương đồng thời tiến lên dùng thân mình đỡ kiếm ra sức phung kiếm ngân chiến chưa thức hung hãn nhưng lộ đầy sơ hở Chiêu nào cũng chỉ muốn hạ gục đối phương mà không đến xỉa đến an nguy của bản thân đây chính là cách đánh lấy mạng đổi mạng nhưng chẳng bao lâu sau đối phương đã bị bọn họ đánh cho liên tục lùi bước giết hắn ta trước thấy mưa đã tạnh dần người dẫn theo đã thương vong quá nửa mà người nên chết thì vẫn còn sống tên cầm đầu bọn áo đen vừa cuống vừa tức chĩa mũi kiếm về phía trình thiệu đường đanh giọng hạ lệnh ba tên sát thủ đưa mắt nhìn nhau ngay sau đó thì cùng nhấc kiếm lên đâm về phía trình thiệu đường trình huynh đệ cẩn thận trừ lương định lên cứu giúp nhưng tên cầm đầu đã đánh tới trước người bức hắn không thể không nghênh chiến trình thiệu đường trầm mặt không hề sợ hãi mà cũng ba tên sát thủ giao chiến chỉ là dù chàng có dũng mãnh đến đâu thì cơ thể đã chằng chịt vết thương cộng thêm song quyền còn khó địch nổi bốn tay chứ đừng nói là lấy một địch ba, vì thế chàng nhanh chóng rơi vào thế yếu. Chàng phun ra một ngụm máu tươi, binh khí trong tay bị đối thủ đánh rơi, nhưng mặt vẫn không đổi sắc mà lao nhanh về phía tên sát thủ cách chàng gần nhất. Tay phải siết chặt cổ gã ta, chỉ có tiếng xương gãy vang lên, cổ gã kia đã mềm oặt, người đổ ầm xuống đất, không còn cả dãy ruộng. Hai tên sát thủ khác thấy thế thì hoảng hốt, thậm chí còn dừng cả tấn công, Trình Thiệu Đường thấy thế thì tận dụng thời cơ, lập tức phi thân lên trước, cướp binh khí của một tên trong đó, trở tay đâm vào ngực của tên còn lại, đối phương bị đâm thì chết đứng tại chỗ. Tên còn lại sắc mặt tái mét, nhìn cả người chàng đằng đằng sát khí mà hai chân mềm nhũn, mắt thấy mũi kiếm lại đâm về phía mình, hắn quay ngoắt người, bỏ chạy. Trình Thiệu Đường nâng kiếm định đuổi theo, sau lưng chợt truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Trừ Lương, chàng quả quyết xoay người lại, hướng kiếm về phía tên cầm đầu. Tên cầm đầu một chiêu đắc thủ, đang định giết chết chủ tớ Triệu Lương ngay tại trận, nào ngờ lại bị một trường kiếm đầy sát khí ngăn cản thế kiếm hắn trợn mắt dữ tợn lập tức bỏ mặc chủ tớ triệu uân quay người giao chiến với trình thiệu đường tiếng giao đấu choang 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 vang vọng khắp núi rừng tuy hai người đều tinh thông võ thuật song đánh nhau trong thời gian dài như vậy nên sức lực đã hao dần không còn giữ được khí thế lúc đầu mà trình thiệu đường còn lấy một địch nhiều thể lực đã cạn kiệt chưa đến chục hiệp đã bị kiếm của đối phương đâm chúng chàng bị đánh lui mấy bước hai mắt đột nhiên nhòe đi sau đó lại bị đá vào ngực máu tươi tràn ra khóe miệng cuối cùng chàng không thể chống đỡ được nữa cơ thể lảo đảo ngã dầm xuống đất trình huynh đệ trái tim trừ lương thắt chặt khi trông thấy trường kiếm của đối phương sắp đâm vào tim trình thiệu đường nhưng ngoài hét lên thảm thiết thì hắn không còn sức để tiến lên cứu bỗng nhiên trong không trung vang lên tiếng xe gió sắc bén ngay sau đó là một mũi tên sắc nhọn lao qua người hắn đâm thẳng vào giữa lưng của tên thủ lĩnh một cách vô cùng chính xác thấy người nọ đổ rầm xuống đất trừ lương ngơ ngác quỳ dạp trên đất phải mất một lúc lâu sau khuôn mặt mới nở ra được một nụ cười mừng rỡ Trình đại ca trình thiệu đường vốn cho là lần này mình chắc chắn sẽ phải chết nên vào khoảnh khắc trường kiếm sắp đâm vào ngực mình, trong đầu chàng lại hiện lên gương mặt của Lăng Ngọc và Nhi Tử. Lần này, rốt cuộc chàng vẫn thất hứa với mẹ con các nàng. Khi tiếng gọi trình đại ca quen thuộc vang lên bên tai, chàng mới ngỡ ngàng thốt lên, tiểu mục. Tiểu mục chạy nhanh đến cạnh chàng, dìu chàng đứng lên, do mạch của chàng, hốc mắt đỏ ửng, nói, may quá, cuối cùng cũng đuổi kịp. Sao để lại ở đây, trình thiệu đường vịn vào người hắn để đứng vững, sau đó mới hỏi. Để phát hiện thi thể của phu phụ lái thuyền, biết huynh hẳn là đã trúng bẫy nên mới vội vàng chạy tới đây, tiểu mục dìu chàng, đáp. Trình thiệu đường cũng không có tâm trí hỏi kỹ, chàng chật vật đi đến cạnh trừ lương, chậm chậm ngồi xuống, mở miệng gọi, trừ thống lĩnh. Khá lắm huynh đệ, mạng ngươi lớn thật đấy, trừ lương cười ha ha, niềm vui sướng sau tai nạn tràn ngập trong lòng. Trình thiệu đường ra hiệu cho tiểu mục đến kiểm tra tình hình của triệu ân. Trình đại ca, vết thương của hắn khá nặng, nhưng vẫn còn hơi thở, phải nhanh chóng chữa trị mới được. Tiểu mục nhíu mày nói. Để có mang theo thuốc trị thương không? Trình thiệu đường vội hỏi. Có mang ạ. À. Ba người hợp lực khiêng triệu ân đang bị thương nặng bất tỉnh đến một căn nhà nát. Trình thiệu đường thấy tiểu mục bắt đầu giúp triệu ân trị thương thì cũng xử lý qua loa vết thương trên người mình. Sau đó đứng dậy định ra ngoài. Trình huynh đệ, ngươi đi đâu thế? Trừ lương phát hiện ra, lấy làm lạ hỏi. Ta đi đón nương tử và nhi tử. Trình thiệu đường bỏ lại một câu, sau đó đi thẳng. Trừ lương sững sờ, lát sau lại thở dài thườn thượt. Hóa ra là như vậy, Lúc đó hắn ta chỉ muốn đưa vợ con đến nơi an toàn, chứ không phải chạy trốn như hắn nghĩ. Dù sao hắn cũng là người có vợ con, có vướng bận, không như hắn chỉ lẻ loi một mình, ngoài chủ tử ra thì không còn mối bận tâm nào khác. Sau khi Lăng Ngọc bị Trình Thiệu Đường bỏ lại, nàng ôm chặt lấy nhi tử lặng lẽ rơi lệ, bé đá nằm trong lòng nàng khóc một trận thì chìm vào giấc ngủ. Nàng ngồi một mình trong hang, nghe tiếng mưa gió bên ngoài, nghĩ đến Trình Thiệu Đường không rõ tung tích mà nước mắt bất giác tuôn rơi. Nàng biết chàng chắc chắn sẽ quay lại cứu chủ tớ Triệu Uân, nhưng nhiều sát thủ như vậy kiếp trước triệu uân còn chẳng thể thoát được cái chết tuy kiếp này có thêm chàng trợ giúp nhưng thật sự có thể thay đổi được gì sao e rằng chẳng những không cứu được người mà đến cả tính mạng của chàng cũng không còn nước mắt rơi mãi không ngừng nàng đưa tay lên lao loạn nghĩ đến kiếp trước chàng cũng bỏ rơi mẹ con nàng như vậy trong lòng vừa oán vừa giận vừa hận sao chàng có thể làm như vậy sao có thể bỏ rơi nàng lần nữa nếu như chàng quay về nàng nhất định sẽ dạy cho chàng nếu chàng quay về nàng nên làm gì đây mũi nàng chua xót nước mắt lại trào ra nếu chàng quay lại nàng nghĩ nàng sẽ nhào vào lòng chàng ôm chặt lấy chàng không để cho chàng bỏ rơi mình nữa khốn khiếp nói không giữ lời rõ ràng đã hứa sẽ quay lại đón bọn ta thời gian cứ chậm chậm trôi qua không biết bắt đầu từ lúc tiếng mưa gió ngoài hang nhỏ dần nhưng người nọ thủy chung không xuất hiện cha ơi bé đá gọi mớ trong mơ tiếng gọi của con khiến nàng càng khó nhịn nỗi xót xa trong lòng thích đi thì đi đi dù sao dù sao kiếp này thiếp nhất định sẽ dẫn theo con trai và toàn bộ gia sản của chàng đi tái giá, từ đó sống hạnh phúc suốt đời. Nàng nói một cách quyết liệt, nhưng lệ nóng nhanh chóng làm nhòe tầm nhìn của nàng. Đã gả vào trình gia ta thì chính là người của trình gia, nàng đừng có hão huyền nữa. Giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên bên tai, nàng ngừng thở, vừa hoảng vừa mừng mà ngước đầu lên nhìn. Qua tầm mắt ướt nhòe, nàng nhìn thấy người nọ khẽ cười, đang vươn tay về phía nàng và nói, nương tử, ta tới đón nàng và con đây. Nàng sụt xịt mũi, ôm chặt bé đá vào lòng, nghẹn ngào nói, chàng còn về đây làm gì, cứ mặc mẹ con ta tự sinh tự diệt đi. Trình thiệu đường cười khổ, tiểu ngọc, ta bị thương rồi. Vừa dứt lời, chàng đã ngã ẩm xuống đất. Lăng ngọc sợ đến nỗi trái tim gần như ngừng đập, nàng đặt con trai vừa tỉnh dậy vẫn còn đang dụi mắt xuống đất, lao nhanh về phía trình thiệu đường, thiệu đường. Lúc nàng đến gần mới phát hiện ra trên người nam nhân này toàn những vết thương, vết nào cũng dớm máu, chúng đập vào mắt khiến mắt nàng nhói đau. Chỉ nhìn thế này nàng cũng có thể tưởng tượng ra chàng đã phải trải qua một trận chiến ác liệt như thế nào. Nàng khó nhọc đỡ chàng tựa lên người mình, cúi đầu, phát hiện ra hai tay của mình dính đầy máu tươi. Bé đá mơ màng mở mắt, phải mất một lúc lâu mới nhận ra người mà mẫu thân đang ôm chính là cha của mình, bé lập tức chạy một mạch tới và gọi: "Cha ơi." Hai tay lăng ngọc run rẩy muốn tìm thuốc trị thương trên người mình, những thứ như túi tiền, khăn tay, khăn lau mồ hôi của nhi tử đều bị nàng vứt hết xuống đất, nhưng lại không thể tìm thấy một chút thuốc trị thương nào sao ta lại không mang theo thuốc trị thương chứ, sao ta lại không mang theo thuốc trị thương. Nàng gấp đến độ trực khóc, không ngừng tự trách mình, cũng chẳng hơi đâu để ý đến nhi tử đang chạy tới. Tiểu mục vô cùng lo lắng cho trình thiệu đường vì hắn đã bị thương nhưng vẫn kiên quyết đi tìm thê nhi, hắn băng bó qua loa của triệu ân xong. Đang định bôi thuốc cho trừ lương thì trừ lương lại dục ta tự làm cũng được, ngươi mau đi tìm trình huynh đệ đi, hắn cũng bị thương rất nặng. Tiểu mục chỉ chờ câu nói này của hắn, nghe vậy không hề do dự chia một phần thuốc trị thương mà mình mang theo cho hắn, sau đó hớt hải đuổi theo trình thiệu đường hắn ở phía xa trông thấy trình thiệu đường đi vào một hang núi khuất nẻo thì cũng vội vàng theo sau nào ngờ mới đi đến cửa hang đã nghe thấy tiếng khóc nôn nóng tự trách của nữ tử truyền ra thỉnh thoảng còn có cả tiếng trẻ nhỏ gọi ra tim hắn siết chặt rảo bước vào trong thì trông thấy trình thiệu đường đang tựa vào người lăng ngọc bất tỉnh nhân sự tẩu tử trình đại ca lăng ngọc nghe thấy tiếng gọi thì nhìn sang nhận ra ngay là tiểu mục để mau tới chàng bị thương rất nặng trên người toàn máu thôi song ta lại chẳng mang theo thuốc tẩu tử không cần lo lắng chỗ để có thuốc trừ lương vừa an ủi vừa cùng lăng ngọc hợp lực nâng trình thiệu đường đến nơi sạch sẽ sau đó bắt đầu kiểm tra vết thương trên người chàng trên ngực vai trái cánh tay sau lưng hay trên chân trình thiệu đường hoặc là bị sưng tấy chảy máu hoặc là bị bầm tín một số chỗ bị thương do kiếm có chỗ bị thương do chúng quyền có chỗ thị bị thương do đá thật sự có thể nói là thương tích trồng chất nhìn thấy mà đau lòng lăng ngọc cắn mạnh cánh môi mới khiến bản thân không đến nỗi khóc ra tiếng nhưng tầm mắt dần trở nên mơ hồ nàng giơ tay lau loạn xọa đôi môi mím chặt cẩn thận giúp chàng làm sạch vết thương đến cả tiểu mục hai tay của hắn cũng phải run lên khi bôi thuốc cho chàng bé đá cũng trông thấy vết thương trên người cha mình cái miệng nhỏ nhắn chề xuống như thể muốn khóc như thể muốn nhào tới nhưng cuối cùng chỉ biết đứng đó tủi thân khi cả hai cùng nhau di chuyển trình thiệu đường và chủ tớ triệu ân đang bị thương nặng lên con thuyền lúc tới của bọn họ thì trời đã quang mây lặng gió cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa. Lăng Ngọc cố gắng đè nén nỗi sợ hãi để cùng Tiểu Mục chôn cất đám sát thủ, mỗi tên sát thủ đều chết theo những cách khác nhau làm đôi tay đào hố của nàng run mãi không ngừng. Không phải nàng chưa từng thấy người chết, nhưng chưa bao giờ thấy kiểu chết nào đáng sợ như vậy, nhất là một tên sát thủ trong số đó, cổ mềm oạt rõ ràng là bị người ta bẻ cổ mà chết. Phải có sức mạnh đáng sợ đến nhường nào mới có thể bẻ gãy cổ của người ta đây. Tiểu Mục trầm mặc xử lý nốt cỗ thi thể cuối cùng, sau đó buộc chiếc thuyền con của mình vào chiếc thuyền lớn của đám người trình thiệu đường không khỏi quay đầu nhìn lại ngôi làng hoang vắng đang dần chìm vào tĩnh lặng khuôn mặt dần trở nên nặng nề khi lăng ngọc trở về với sắc mặt tái nhợt thì trông thấy nhi tử đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh trình thiệu đường vẫn đang hôn mê chưa tỉnh bàn tay nhỏ nhắn thỉnh thoảng vươn ra chạm nhẹ gương mặt mang đầy vết thương của cha dường như sợ cha đau nên bé chỉ dám chạm nhẹ một cái rồi rụt tay về ngay bé đá nàng cất giọng khàn khàn thằng nhỏ nghe thấy giọng nói của mẹ thì chạy một mạch đến ôm chân nàng dầu dĩ gọi mẹ ơi lăng ngọc ôm con rồi ngồi xuống bé đá dựa vào nàng lưu díu hỏi bao giờ cha mới tỉnh lại với bé đá hả mẹ cha đang rất mệt con để cha ngủ nhiều một chút được không dạ thằng bé ngoan ngoãn gật đầu con càng ngoan ngoãn nghe lời thì lăng ngọc càng xót xa nhớ đến những khiếp sợ mà con phải trải qua trong những ngày gần đây là nàng lại cảm thấy buồn đau lòng cùng hối hận đáng lẽ hôm ấy nàng không nên đưa con ra ngoài nếu không dẫn con đi có lẽ bấy giờ con đang yên ổn ở nhà sẽ không giống bây giờ, đi theo nàng để rồi phải chịu biết bao lo sợ hãi hùng. Bé đá có sợ không? Nàng khẽ nói. Thằng bé gật đầu rồi lại lắc đầu, ôm cổ nàng nũng nịu nói, có cha, có mẹ, con không sợ. Lăng Ngọc thở dài ôm bé một lúc, rồi mới nhỏ giọng dặn, mẹ đi làm đồ ăn cho cha, cho các vị thúc bá và bé đá ăn nhé, con ngoan ngoãn ngồi đây chăm sóc cha, đừng chạy lung tung nhé, được không? Vâng, bé thạch đầu gật đầu đánh dục lanh lảnh đáp. Con thuyền bọn họ đang dùng chính là chiếc thuyền của đôi phu phụ già kia, tuy nó đã trải qua một trận bão trong khoan thuyền thì lộn xộn nhưng vì không gian của nó đủ rộng thuận tiện cho mọi người dưỡng thương cho nên lăng ngọc và tiểu mục vẫn quyết định sử dụng chiếc thuyền này tiểu mục đã kể với nàng rằng vợ chồng người lái đỏ thật đã bị đám sát thủ này giết chết nghe xong nàng im lặng hồi lâu không thốt nên lời nếu nói đám sát thủ kia có chết cũng không đền hết tội song đôi phu phụ lái thuyền kia thì sao bọn họ đã làm sai điều gì đây rõ là cuộc tranh giành của con cháu hoàng thất nhưng người chịu hậu quả lại là những người dân vô tội giống như dân chúng phải chạy đựng chiến loạn ở kiếp trước, giống như đôi vợ chồng lái thuyền chết oan ở kiếp này. Nàng vô thức nhìn sang bên Triệu Uân vẫn còn đang hôn mê, vị thái tử đoàn mệnh này đáng lẽ đã phải chết vào thời điểm này ở kiếp trước. Nếu như kiếp này hắn có thể bảo vệ được mạng sống và thành công lên ngôi, thì hắn sẽ mang đến cho dân chúng điều gì? Sau khi con thuyền dần dần ổn định, Tiểu Mục dành chút thời gian đi thăm ba người đang bị thương, chơi đùa với bé đá một lát. Lúc hắn bước từ trong khoang thuyền ra thì tình cờ gặp Lăng Ngọc trên bong thuyền, Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà hỏi một điều vẫn luôn khiến hắn phiền não. "Tẩu tử, hai người kia rốt cuộc là ai, vì sao các tẩu lại ở cùng với bọn họ? Hôm đó Trình Thiệu Đường chỉ vội vàng nhờ người chuyển tin cho hắn, để hắn giúp họ báo tin bình an về nhà, chứ không hề nói rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nói bây giờ có việc gấp phải làm, tạm thời không tiện quay về vân vân. Còn nữa, vì sao lại có nhiều sát thủ đuổi giết bọn họ như vậy? Có phải bọn họ đã phạm phải tội gì không?" Để nhìn ra được những sát thủ kia ai cũng võ công phi phàm, có thể điều động được nhiều sát thủ như thế, người phía sau át không phải kẻ đầu đường xó chợ. Lăng Ngọc im lặng hồi lâu, sau cùng vẫn lắc đầu, nói, những vấn đề này đệ vẫn nên đợi bọn họ tỉnh lại rồi hãng hỏi. Ta chỉ có thể nói với đệ rằng bọn họ không phải người mà chúng ta có thể chọc vào, tốt hơn hết là nên cẩn thận trong mọi việc. Tiểu mục nhìn nàng với vẻ khó hiểu, song cũng không hề gặng hỏi. Trình thiệu đường là người đầu tiên tỉnh lại, vừa mở mắt đã phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, chỉ cần cử động thì sẽ kích thích đến vết thương trên người đau đến nỗi chàng không khỏi nhíu mày chàng nằm yên trên giường chờ cơn đau qua đi sau đó hơi nghiêng đầu trông thấy lăng ngọc đang nằm cạnh gối mình mệt mỏi ngủ thiếp đi dường như cảm nhận được gì đó chẳng mấy chốc lăng ngọc đã chậm rãi mở mắt ra trong nháy mắt bắt gặp ánh mắt đau lòng của chàng chàng tỉnh rồi lăng ngọc vừa mừng vừa sợ không ngờ chàng lại tỉnh sớm hơn dự kiến như thế cũng cùng lúc đó trinh thiệu đường mới biết mình đã hôn mê một ngày một đêm hơn nữa tình hình của hắn vẫn còn tốt chán chủ tớ triệu ân đến giờ còn chưa tỉnh đại phu nói không hề nguy hiểm tới tính mạng chỉ vì bọn họ bị thương quá nặng nên e rằng tạm thời chưa thể tỉnh lại thế nhưng cũng không cần quá lo lắng thể trạng của hai người rất tốt lại là người tập võ có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ tỉnh lại thôi lăng ngọc thấy chàng lo lắng cho chủ tớ triệu ân đã hôn mê lâu thì vội vàng giải thích trình thiệu đường trầm mặc một lát bấy giờ mới thở dài hỏi đây là đâu đây là một trang viên nằm trong phạm vi quan lý của trấn lạc bình Tiểu mục thuê riêng một tiểu viện để tiện cho các chàng dưỡng thương. Ngừng một lát, sợ chàng vẫn không vui, Lăng Ngọc vội nói tiếp, vết thương của các chàng quả thức quá nghiêm trọng. Trên thuyền có nhiều bất tiện, đây cũng là ý của thiếp, thiếp muốn để mọi người nghỉ ngơi thật tốt trước khi lên đường. Trình thiệu đường nhìn nàng thật lâu, bỗng nắm lấy tay nàng, cất giọng khàn khàn, xin lỗi vì đã để nàng phải lo nghĩ. Sông mũi Lăng Ngọc chua xót, định bảo sau nàng chàng dừng bỏ rơi mẹ con nàng như lần này nữa nhưng lời đến đầu môi đã bị nàng nuốt xuống nàng nắm lấy tay chàng để nó nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mình nói những lời đó thì có ích gì chứ dù hiện giờ chàng có thành tâm đồng ý nhưng đến thời khắc mấu chốt chàng thật sự sẽ khoanh tay đứng nhìn thấy chết không cứu sao nếu chàng làm thế thật thì đã không phải kẻ sĩ trung thành mà nàng biết rồi nàng quả thực đã gả cho một người như vậy nàng phải biết trước điều đó mới đúng khoảng sau giờ trưa ngày hôm sau triệu ân và trừ lương đều lần lượt tỉnh lại tuy từng cơn đau nhức ập đến nhưng đôi mắt của triệu ân lại ánh lên sự kích động và mừng rỡ hắn vẫn còn sống, hắn không chết, hắn vẫn còn sống khỏe mạnh. Sự phát hiện này đã làm hắn vô cùng kích động, cũng khiến không thèm để ý vết thương đang đau đớn trên người. Không có chuyện gì khiến hắn vui sướng hơn là chuyện hắn còn sống. Chủ tử, ngài, trừ lương thấy nét mắt kỳ lạ của hắn lo lắng gọi. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng, triệu ân cắt ngang lời hắn, ngay sau đó trông thấy một nam tử xa lạ dìu trình thiệu đường bị thương nặng chậm rãi tiến vào. Hắn lập tức dấy lên lòng cảnh giác, định muốn chụp lấy trường kiếm, nhưng lại vớ vào khoảng không, trên giường của hắn không hề có thanh kiếm mà hắn thường mang theo bên người. Hắn ta là ai, vì sao lại ở cùng người? Hắn nhìn Trình Thiệu Đường bằng ánh mắt sắc lẹ, sầm mặt quát. Chủ tử, vị này là, trừ lương ở cạnh định giải thích, nhưng chưa nói hết câu đã bị hắn cắt lời. Ta không hỏi ngươi. Khi hắn cất tiếng hỏi tiểu mục, trái tim Trình Thiệu Đường thoáng trùng xuống. Tuy lần này may mà có tiểu mục kịp thời đến cứu mạng bọn họ, nhưng sự xuất hiện của tiểu mục xét đến cùng vẫn là vì hắn đã âm thầm liên lạc với đệ ấy mà không cho hai chủ tớ triệu ân biết mặc dù mục đích khi ấy của hắn chỉ là mong tiểu mục thay hắn báo bình an cho người nhà để bọn họ không cần vì nhà hắn mà lo lắng mất ăn mất ngủ nhưng trong mắt một người đa nghi như triệu ân mà nói hành động lần này của mình chẳng khác nào là phản bội điện hạ trừ lương muốn nói đỡ cho họ vài câu nhưng triệu ân lại lạnh lùng lườm xéo hắn im ngay cô không hỏi ngươi ngươi không được lắm lời hắn lập tức im bặt thở dài nhìn về phía trình thiệu đường ý bảo hắn tự mình cầu phúc đi đệ ấy là huynh đệ vào sinh ra tử của thảo dân họ mục tên mục lần gặp phải sát thủ này may mà có đệ ấy tới cứu giúp kịp thời thảo dân mới giữ được cái mạng này trình thiệu đường bĩnh tĩnh đáp làm sao hắn biết ngươi đang gặp nạn làm sao có thể kịp thời đến cứu ngươi ngươi liên lạc với hắn lúc nào mặt triệu uân xa sầm liên tiếp chất vấn trình thiệu đường im lặng một lát song vẫn thành thật nói hôm ở trấn long loan thảo dân từng nhờ đệ ấy báo bình an về cho gia đình có như vậy mới khiến những người quan tâm thảo dân yên tâm quả nhiên ngươi đã giấu cô liên lạc với hắn ta xem ra cô đã xem thường ngươi rồi trong mắt triệu uân như thể có một cơn lốc âm u đến đáng sợ trừ lương cuối cùng vẫn không kìm được mà nói giúp điện hạ trình huynh đệ quả thực có tội khi tự ý để lộ hành tung nhưng nể tình hắn có công cứu giá thần xin điện hạ hãy tha thứ cho hắn triệu uân lại cười khẩy cô nhớ rõ ràng là hôm đó hắn đã bỏ cô để chạy trốn cho dù sau đó hắn có vòng về cứu giá thì vẫn là tội đáng chém điện hạ trừ lương quỳ sụp xuống đất còn tiểu mục thì sững sờ khi nghe thấy trình thiệu đường tự xưng thảo dân cả người hắn ngây ra như bị xét đánh lại nghe thấy triệu uân luôn miệng xưng cô thế này cô thế khác bấy giờ dẫu hắn có đần độn đến đâu thì cũng đã tỏ tường thân phận của người trước mặt đầu hắn trống rỗng im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của ba người trong phòng sau đó lại biết rằng trình thiệu đường đã giấu vị quý nhân trước mắt này khi đến tìm mình xem ra hiện tại vị này đang định tính nợ cũ lần nợ mới hắn quỳ sụp xuống nghiêm giọng nói thảo dân dám lấy đầu mình đảm bảo rằng chưa từng tiết lộ tung tích của điện hạ cho bất kỳ người nào ngày ấy thảo dân chỉ tình cờ phát hiện thi thể của vợ chồng lái thuyền thật vì lo lắng cho trình đại ca nên mới tìm đến đây đúng lúc cứu được trình đại ca triệu ân nhìn về phía hắn với ánh mắt sắc bén nheo mắt để quan sát thật kỹ tính biểu cảm trên gương mặt hắn qua hồi lâu hắn chậm rãi nhìn về phía hai người đang quỳ một người là Trử lương với nét mặt không đầy nỗi sầu lo người còn lại là trình thiệu đường với sắc mặt thản nhiên cuối cùng điềm nhiên nói đứng lên đi trừ lương thở phào nhẹ nhõm biết chắc ngài ấy không định truy cứu việc này nữa tiểu mục trần trừ một lát sau đó đỡ trình thiệu đường rồi cùng đứng lên ngươi tên là mục mục là người ở đâu hiện đang làm việc gì trong nhà có những ai hắn vừa đứng lên triệu ân đã hỏi tiếp hắn lấy lại bình tĩnh thành thật trả lời khi nói đến người cha họ mục vừa qua đời năm ngoái hiện giờ hắn đang một thân một mình sắc mặt hắn thoáng hiện lên vẻ ảm đạm triệu ân lạnh lùng lắng nghe trong lòng lại có suy nghĩ khác hôm đó bị vây công trên người bị chúng mấy nhát kiếm vào khoảnh khắc ngã xuống đất hắn tưởng rằng mình chết chắc rồi nào ngờ cuối cùng ông trời vẫn chiếu cố hắn vẫn để hắn nhặt lại cái mạng về người duy nhất mà hắn có thể tín nhiệm chỉ có một mình trừ lương người đã bảo vệ hắn suốt dọc đường người vì hắn mà vào sinh ra tử còn trinh thiệu đường thì chưa chắc đã đáng tin bởi vì bên cạnh hắn còn có vợ con hai người đó được coi là nhược điểm lớn nhất của hắn cho nên chỉ có thể tin tưởng ở một mức độ nhất định xong hiện tại dù là bản thân hắn hay trừ lương và trình thiệu đình thì đều đang bị thương nặng muốn bình an về kinh e rằng không phải là chuyện dễ dàng mục mục này trong tình hình hiện tại không có người để tin dùng có lẽ có thể miễn cưỡng dùng hắn trình thiệu đường vẫn luôn quan sát sắc mặt của hắn thấy thế thì thầm thở dài sau đó quay sang nhìn tiểu mục với ánh mắt phức tạp xem ra vận mệnh của tiểu mục cũng giống chàng e rằng không thể không ngồi lên thuyền của thái tử chàng nghĩ có lẽ ngày ấy mình không nên quay về tìm hắn như vậy thì hắn sẽ không đi đến bước ngày hôm nay. Trình Thiệu Đường nghe Mục Mục nói, ngươi là người trong công môn. Trình Thiệu Đường đang mải suy nghĩ thì chợt nghe thấy Triệu Uyên hỏi, "Vâng, thảo dân là bộ đầu của huyện nha Thanh Hà." Hắn giật mình, thành thật đáp. "Tri huyện Thanh Nha là người nào?" Triệu Uyên lại hỏi. "Quách Kỳ, Quách đại nhân hạ." "Quách Kỳ?" Triệu Uyên bỗng cười lạnh, cô cứ tưởng là kẻ nào, hóa ra lại là hắn. Trình Thiệu Đường giật mình. Nghe khẩu khí của vị này, chẳng lẽ hắn biết Quách đại nhân ư? hay là hắn và quách đại nhân có thủ cũ xong triệu ân đã quay người không thèm đếm xỉa tới chàng nữa chàng cũng không dám hỏi hiểu làm lễ rồi lui ra tiểu mục cũng theo sau chàng rời đi trình đại ca vị bên trong thật sự là thái tử điện hạ ư đệ thật sự không dám tin là mình có thể gặp được thái tử đương triều trên đường về phòng giọng nói của tiểu mục không giấu nổi sự kích động ôi là thái tử đó là hoàng thượng tương lai đó không thể ngờ rằng hắn lại may mắn đến thế vậy mà có thể diễn kiến thiên nhan Ngài ấy đích thực là thái tử điện hại đương triều. Chuyện đã đến nước này, Trinh Thiệu Đường cũng không cần phải giấu hắn nữa. Vì là thái tử điện hạ, bảo sao hôm đó ngài ấy không chịu nói thật. Nhưng, rốt cuộc là kẻ nào mà dám ám sát thái tử đương triều, tiểu mục cho mày, lo lắng nói. Trinh Thiệu Đường trầm mặc. Đây cũng là điều mà đến giờ hắn vẫn không rõ, nhưng lại không dám nghĩ sâu. Tiểu mục, đệ có biết là lần này, cho dù đệ có nguyện ý hay không thì về sau đệ chỉ có thể đi theo thái tử điện hạ. Một lát sau, chàng vẫn không nhịn được mà nhắc nhở. Tiểu mục lắc đầu, lại thở dài, bấy giờ mới kiên định nói, hiện tại đệ một thân một mình, đi đâu mà chẳng giống nhau. Thay vì sống một kiếp soàng sĩnh vô vị, đệ chẳng thà đi theo thái tử điện hạ làm một phen đại sự, như vậy mới không uổng kiếp này. Đệ đã nghĩ kỹ chưa, từ trước tới nay, cơ hội luôn đi kèm với nguy hiểm, hiện tại đệ cũng đã thấy rồi đó, ngay cả thái tử đương triều mà đám người kia cũng dám ám sát, có thể thấy chuyến này có bao nhiêu hung hiểm. Bọn họ còn chẳng thèm để thái tử điện hạ vào mắt, hú chi là chúng ta, Trình Thiệu Đường bình tĩnh nói. Bản thân đệ biết rõ cơ hội và thử thách cùng tồn tại. Nhưng mà Trình Đại ca, đệ đã nghĩ cả rồi, cho dù mai sau tương lai thế nào, chỉ ít thời khắc này đệ vẫn muốn thử nghiệm. Thật ra, nếu không gặp được huynh lần này, đệ cũng định xin nghỉ việc ở phủ viên ngoại để đến phủ tề vương ở thành trường lạc nhờ cậy bọn tống đại ca, tiểu mục đáp. Trình Thiệu Đường lại rơi vào trầm mặc một lúc lâu sau mới cất tiếng thở dài. Khi đó, bởi không muốn có giao thiệp với người trong hoàng thất, nên chàng mới không vào phủ tề vương ai ngờ ngược xuôi ngang dòng chàng vẫn tiếp xúc với người trong hoàng thất nếu sớm biết có ngày này chi bằng ngày đó hắn theo đám huynh đệ đến nương nhờ tề vương chí ít tề vương còn có ân với chàng hơn nữa chàng còn có thể làm việc chung với đám huynh đệ ngày xưa nhóm người tạm thời nán lại trong trang viên dưỡng thương thế nhưng dù là lăng ngọc hay trình thiệu đường thì đều không muốn ở lại đây lâu bởi vì chỉ cần một ngày triệu ân chưa về kinh là bọn họ sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn quả nhiên nửa tháng sau đó khi đã có thể miễn cưỡng đi lại, triệu ân nhắc đến việc tiếp tục lên đường về kinh, trừ lương khuyên hắn một lát, thấy hắn vẫn khăng khăng như thế thì không tiện nói thêm nữa, chỉ đành thu dọn hành lý, bàn bạc với đám người trình thiệu đường về tuyến đường mới để chuẩn bị khởi hành. Vì sao điện hạ không ra lệnh cho quan lại thân tín tới đây hộ giá? Sau khi thu dọn tất cả thuốc trị thương mà mọi người thường dùng, tiểu mục vẫn không nhịn được mà hỏi. Trình thiệu đường lắc đầu. Một lát sau, chàng không đáp mà lại căn dặn: với thân phận của chúng ta thì chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là được đệ chớ hỏi nhiều đệ hiểu rồi ạ à, tiểu mục nhanh chóng hiểu ý của chàng đúng vậy tâm tư cùng kế hoạch của đám quý nhân con trời ấy đâu phải là điều mà những người như bọn họ có thể nghe ngóng và hiểu rõ được lăng ngọc vô cùng bất mãn khi vết thương của trưởng phu chưa khỏi mà đã phải gấp rút lên đường nàng thâm mắng tên thái tử chán sông kia trình thiệu đường nhìn biểu cảm của nàng là biết ngay nàng đang nghĩ gì an ủi nói đừng lo lắng lần này chúng ta sẽ cải trang rồi trà trộn vào thuyền buôn chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu hơn nữa Tiểu mục vẫn là một gương mặt xa lạ với bọn chúng, mọi việc cứ để đệ ấy lộ mắt chắc sẽ ổn thỏa cả thôi. Lăng Ngọc cũng biết nếu đã là ý của thái tử thì nào đến lượt nàng có ý kiến, nghe vậy chỉ thời dài, chỉ mong dọc đường bình an, không còn xảy ra điều gì bất chắc nữa. Sẽ không sao đâu, ngoài an ủi nàng ra, trình thiệu đường cũng không biết phải nói gì hơn, chàng vân vây cánh tay nhỏ bé của bé đá đang nép vào người mình, dịu dàng hỏi, bé đá sợ không? Con không sợ, bé đá đáp một cách vang dội. Trình thiệu đường khẽ cười, thấy con đã trở về với vẻ hoạt bát đầy sức sống của trước đây thì lòng ngập tràn vui sướng. Lần này do tiểu mục đứng ra tìm thuyền buôn về kinh, Trình Thiệu Đường giả làm con trai của một nhà có gia cảnh xa sút dẫn vợ con cả nô bộ lên kinh nương nhờ thân thích, Lăng Ngọc và bé đá đương nhiên là vợ con của chàng, Triệu Uân, Trừ Lương và tiểu mục là nô bộc trong nhà. Điều khiến Lăng Ngọc bất ngờ là Triệu Uân không có bất kỳ phản đối nào với sự sắp xếp này. Ngay cả khi phải mặc quần áo của hạ nhân, hắn cũng không cho mày lấy một cái, thậm chí còn tự giác kiềm chế gai nhọn toàn thân. Nàng không khỏi cảm thám, người này cũng coi như biết có biết rũi, chưa đến nỗi không phân biệt rõ hoàn cảnh mà chỉ biết trưng ra vẻ mặt thạch dịch của đám hoàng thất quý tộc. Vì vô cớ bị cuốn vào vòng nguy hiểm nên trong lòng Lăng Ngọc quả thực có oán trách hắn. Hiện giờ thấy hắn trở thành đầy tớ của mình, dẫu biết hết thảy chỉ là giả, nhưng trong lòng nàng vẫn có cảm giác hả hê. Triệu Uân thản nhiên dương mặt lên nhìn nàng, thầm cười lạnh. Hắn đã nói mà, gia đình này cực kỳ to gan, Nàng ta tưởng hắn không nhìn ra sự hả hê trong mắt nàng ta chắc. Có lẽ đối phương đã nảy sinh ý định rút lui sau nhiều lần tiếp bị thiệt hại nghiêm trọng, hoặc có thể là vì nhân lực không đủ, song cũng có thể là vì lần này bọn họ đã che giấu quá kỹ, từ hôm khởi hành đến nay đoàn người cứ an toàn thuận lợi đi về hướng bắc, càng ngày càng gần kinh thành hơn. "Mẹ ơi, chúng ta sắp đến nơi rất lớn rất đẹp ư?" Bé Đá vươn cổ ra ngoài xe ngựa muốn xem cảnh náo nhiệt trên bến tàu, nhưng lại vị Lăng Ngọc kéo một phát vào. "Con không được nghịch." rơi xuống nước thì phải làm sao lăng ngọc nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con mắt nhìn ra bến đò cách bọn họ ngày càng gần mà lòng đầy bất an theo như kế hoạch thì bọn họ sẽ xuống thuyền ở đây sau đó đi đường bộ về kinh nhưng nàng cũng không nắm chắc được rằng hành trình tiếp theo có còn an toàn như lúc ở trên thuyền hay không nếu lại xảy ra chuyện gì người khác thì không biết thế nào chứ nàng thì sợ mình không thể chịu nổi nữa đi thôi trình thiệu đường không biết đã bước đến bên nàng tự lúc nào nhẹ nhàng kéo lấy tay nàng và khẽ nói vâng nàng giấu đi sự lo lắng nhìn chàng bế con lên dẫn đầu bước lên bến tàu sau đó vươn tay về phía nàng nàng nắm tay chàng đi lên cả người nàng có chút loạn choạng khi hai chân vừa chạm xuống đất triệu Ân, trừ lương và tiểu mục cũng lần lượt xuống thuyền theo gia đình bọn họ chỗ này đông người qua lại hay là tìm nơi nghỉ ngơi trước rồi trình thiệu đường còn chưa nói hết câu thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân rồn dập trận tự ở phía trước ngay sau đó là mười mấy quan sai chạy về phía bọn họ chàng và tiểu mục lập tức che chắn trước người đám người lăng ngọc triệu ân mặt mày thản nhiên tuy trừ lương có trao mày nhưng cũng không thấy vẻ hoảng hốt trên gương mặt hắn đám quan sai chạy càng ngày càng gần khi cách bọn họ chừng 10 bước thì dừng lại đứng vây quanh bọn họ chẳng bao lâu sau một nam tử trung niên mặc áo gấm sải bước đi thẳng tới trước mặt triệu ân quỳ một gối xuống rồi nói thần cứu giá chậm trễ xin thái tử điện hạ giáng tội đứng lên đi giọng của triệu ân nhàn nhạt, nhạt khiến người ta không nghe ra tâm trạng của hắn bề tôi thân tín của thái tử đuổi tới rồi lăng ngọc suy đoán có trợ thủ càng tốt hành trình tiếp theo sẽ an nhàn hơn quan sai nhiều như vậy thì dù sát thủ có tới cũng không đến lượt nam nhân của nàng ra mặt đây là dịch tướng quân của phủ trấn quốc tướng quân có hắn ở đây chặng đường còn lại của chúng ta có thể kê cao gối mà ngủ rồi sau khi sắp xếp mọi việc xong xuôi trừ lương dành chút thời gian tới tìm đám người trình thiệu đường và tiểu mục như vậy tốt quá dù là trình thiệu đường hay tiểu mục khi nghe thấy lời này của hắn đều thở phào nhẹ nhõm đây là thuốc trị thương mà dịch tướng quân mang tới đều là đồ tốt trong cung cả các ngươi bôi lên thì miệng vết thương sẽ mau lành hơn. Trừ lương đưa chỗ thuốc trị thương trong tay cho Trình Thiệu Đường. Tiểu mục thay chàng nhận lấy. Được rồi, ta cũng không làm phiền các ngươi nữa. Tối nay nghỉ ngơi sớm để sáng sớm mai còn lên đường. Đến kinh thành át sẽ lại có một trận phong ba khác. Trừ lương đứng dậy. Trình Thiệu Đường và tiểu mục tiễn hắn ra cửa. Trình đại ca, chẳng phải về đến kinh thành là sẽ an toàn sao. Vì sao lại còn có một trận phong ba nữa? Sau khi trừ lương rời đi, tiểu mục khó hiểu hỏi. Trình thiệu đường trầm mặc không nói, qua hồi lâu mới khẽ nói lần này thái tử gặp thích khách còn mấy lần cận kề sống chết sao ngài ấy có thể nuốt trôi tổn thất lớn như vậy ngài ấy nhất định sẽ tính sổ từng người lúc đó sẽ không chỉ đơn giản là rông tố mà ta sợ sẽ là một trận gió tanh mưa máu chỉ tiếc rằng hiện giờ chàng đã là người trong cuộc dù có là gió tanh mưa máu thì cũng chỉ có thể tiến lên nghênh đón chàng sớm đã không còn đường lui nữa chưa đầy hai tháng sau khi trải qua vô số lần đối mặt với sống chết thái tử triệu ân cuối cùng cũng an toàn về đến kinh thành dưới sự bảo vệ của phủ trấn viễn tướng quân cùng hắn trở về còn có trình thiệu đường người từng làm bộ đầu trấn thanh hà và trấn quốc công chịu đủ mọi tranh luận sau này lăng ngọc căn bản không có cơ hội ngắm nhìn sự phồn hoa của kinh thành bởi nàng nhanh chóng bị xếp đến một tiểu viện tương đối yên tĩnh trong phủ thái tử vũ già dẫn đường không ngừng cố gắng tìm hiểu lai lịch của nàng dù sao đây cũng là người mà chử thống lĩnh đích thân dẫn về phủ lại còn là một phụ nhân mang theo một đứa trẻ nhìn thế nào cũng thấy bất thường Lăng Ngọc nào hay những người xung quanh đã gắn ghép nàng với Trử Lương, song có một điều mà đến giờ nàng vẫn không sao hiểu nổi, rốt cuộc gia đình nàng là sự tồn tại thế nào trong phủ đệ nguy nga trắng lệ này? Cho nên, khi đối diện với sự dò xét của vú già kia, nàng chỉ đành vờ như không biết. Nào hay kể từ đó, sự qua loa của nàng càng khiến vú già càng thêm khẳng định mối quan hệ không tầm thường giữa nàng và Trử Lương. Trước đó bà chỉ nghe nói Trử Lương vẫn chưa thành thân, thì ra là để người ta ở bên ngoài, nay ngay cả con trai cũng đã lớn bằng từng này, đúng là dấu kín như bưng mà vú già âm thầm tặc lưỡi cùng lúc đó tin đồn về việc trừ lương đã có vợ sinh con nhanh chóng lan truyền giữa những người hầu trong phạm vi nhỏ cũng bởi có quan hệ này với trừ lương mà dẫu có vô số người cảm thấy tò mò với lai lịch của lăng ngọc nhưng cũng không có ai dám tới hỏi cho ra nhé vì suy cho cùng chẳng ai dám cả gan trêu chọc người của trừ lương vị đại thống lĩnh có khuôn mặt đen như sát thần lăng ngọc chưa bao giờ dám nghĩ rằng kiếp này mình sẽ có cơ hội tiến vào phủ thái tử hơn nữa Nhìn cách sắp xếp này thì có vẻ như còn cho nàng ở đây một thời gian, nghĩ vậy khiến lòng nàng ngổn ngang trăm mối. Nếu về muộn vài ngày nhưng vẫn được về thì không sao, những chuyện trải qua trong suốt thời gian này đã đủ để trở thành đề tài tám chuyện của nàng trong nhiều năm. Đợi khi tóc nàng trắng xóa, vẫn có thể kiêu ngạo mà nói với người khác rằng kiếp này nàng đã đến Kinh Thành, từng ở phủ thái tử, từng gặp hoàng đế, còn để hoàng đến làm nô bộc cho mình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải là vị thái tử kia có thể thuận lợi đăng cơ xưng đế. Từ khi đến Kinh Thành, Trình Thiệu Đường và Tiểu Mục đã bị Trừ Lương gọi đi, cũng không biết là bận việc gì mà đã mấy ngày không thấy mặt mũi. Lúc đầu Lăng Ngọc còn thấp tha thấp thỏm, nhưng dần dần cũng nghĩ thông. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, dù sao cũng đã đi đến ngày hôm nay, chuyện sau này đến đâu hay đến đó. Nghĩ thông suốt điều này, nàng bèn yên tâm mà ở lại, thỉnh thoảng còn dẫn Nhi Tử đi dạo xung quanh tiểu viện, coi như để thằng nhỏ trải nghiệm khí thế bất phàm của Trạch viện hoàng gia. Hôm nay, sau khi dùng xong bữa trưa, nàng rửa sạch bát đũa rồi tự tay mang đến phía sau nhà bếp, hạ nhân giúp việc bếp núc cũng đã quen với sự tự túc của nàng thấy nàng mặt mày dịu dàng lúc nào cũng nở nụ cười trông rất dễ gần thì dần già cũng chịu nói đôi câu với nàng chẳng mấy chốc lăng ngọc đã trở nên thân quen với bọn họ đồng thời cũng đã biết đến sự hiểu nhầm kia nàng giờ khóc giờ cười mà giải thích lại nhiều lần rằng nàng không có quan hệ dây mơ dễ má gì với trừ lương chỉ là hiện giờ tướng công nàng đang đi theo trừ đại thống lĩnh làm việc nên mẹ con các nàng bị bố trí tạm ở đây nàng nói cực kỳ chân thành ai cũng thấy có lý nên cũng tin vì đã biết nàng không phải gia quyến của đại thống lĩnh nên mọi người đều đối đãi với nàng rất tùy ý thái y trong cung tới hết tốp này tới tốp khác sau khi hoàng thượng biết thái tử bị ám sát thì nổi trận lôi đình hạ chỉ điều tra rõ ràng trong kinh hiện giờ ai cũng hoang mang lo lắng hôm nay phủ này bị xét nhà ngày mai phủ kia bị đi đày. giờ khắc này vẫn là quan lão ra chỉ tay năm ngón nhưng sau một khắc đã trở thành phạm nhân kinh thành này ấy à loạn hết cả lên rồi bà lão đang nhặt rau lắc đầu nói Lăng Ngọc vừa trông ra bé đang hăng say chọc tổ kiến dưới gốc cây, tay vừa đổ nước sạch rửa rau, nghe vậy nhíu mày hỏi, "Loạn như vậy thật sao?" "Cháu lần đầu tới nên không biết đấy, trong kinh thành phồn hoa thế này thôi nhưng hễ loạn lên cái thì chẳng khác nào Trốn Thâm Sơn cùng cốc." Lăng Ngọc nghĩ một lát thì cũng cảm thấy thế, thái tử phải chịu tổn thất lớn như thế, chẳng lý nào không báo thù, e rằng kinh thành còn phải loạn một trận nữa. Song, nàng chỉ không biết là vị nào trong số các hoàng tử suýt nữa lấy được tính mạng của thái tử, là Lỗ Vương tề vương hay là hàn vương hoặc những hoàng tử khác kiếp trước sau khi thái tử chết thì hàn vương xảy ra chuyện hình như lúc đó hoàng thượng cũng lâm bệnh nặng ngay sau đó thì tề vương được sắc phong làm thái tử lỗ vương không cam lòng nên khởi binh tạo phản mãi đến khi tề vương bình định phản loạn thì hoàng thượng mới băng hà cuối cùng tề vương đăng cơ thiên hạ thái bình nàng là một người dân bình thường tất cả những gì nàng biết đều là những chuyện mà mọi người đều biết còn chuyện thật giả hoặc là có dính dáng đến âm mưu quỷ kế nào hay không thì nàng thật sự không biết nửa tháng sau trình thiệu đường quay về cùng với một thân toàn mùi máu tanh bé đá ghét bỏ bịt mũi không chịu để chàng lại gần chàng chỉ cười bất lực cầm lấy quần áo sạch mà lăng ngọc đưa cho rồi đi tắm gội sau khi tắm rửa sạch sẽ và trở về phòng chàng nhìn thấy nương tử đang ôm con trai vào lòng khẽ dạy dạy con đọc tam tự kinh chàng tắm xong rồi à đã đói chưa hay là thiếp đến nhà bếp làm cho chàng chút đồ ăn nhé lăng ngọc đặt con xuống rồi ra đón chàng thời gian này nàng đã trở nên thân thiết với các chủ nương trong phủ mọi người thấy nàng cần mẫn tháo vát khéo ăn khéo nói khiến người ta mặt mày ham hở cộng thêm bé đá hoạt bát đáng yêu hai mẹ con nàng ở đây đúng là như cá gặp nước không cần đâu ta đã ăn cũng đám chử đại ca rồi trình thiệu đường đỡ lấy con trai đang nhào vào lòng mình lắc đầu nói lăng ngọc nghe vậy thì dừng bước ngồi xuống bên cạnh chàng những ngày qua chàng đã đi đâu vậy bé đá ngày nào cũng hỏi điện hạ có việc giao cho ta làm trình thiệu đường đáp qua loa nhưng nhưng đôi mắt lại có phần ảm đạm. Hơn một tháng ngắn ngủi này đã có vô số quan viên bị bỏ tù, xét nhà lưu đày, những lão quan ngày thường chỉ tay năm ngón tự cao tự đại đã mất đi vẻ ngạo mạn chỉ trong một đêm. Nhưng chàng thậm chí còn không biết rằng những người kia có tội thật hay không, họ có thật sự tham gia vào chuyện mưu sát thái tử hay không. Lúc còn làm bộ đầu ở huyện Thanh Hà, cho dù là huyện thái gia quách kỳ hay là những bộ khoái bên dưới thì khi bắt hung thủ đều phải có chứng cứ, nhưng bây giờ đến kinh thành, hắn lại chỉ biết làm việc theo mệnh lệnh về việc người phải có bắt có đáng bị trừng phạt hay bị hàm oan thì đó cũng không phải việc hắn cần cân nhắc sự chênh lệch quá lớn khiến hắn nhất thời khó mà chấp nhận nổi có những lúc hắn thậm chí còn hoài nghi rằng có phải thái tử đang lợi dụng chuyện bị ám sát này để mượn cơ hội loại bỏ và chèn ép đối thủ của mình hay không còn về những người kia có tham gia ám sát hay không nó hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy nghĩ của ngài ấy vua không thấy bên cạnh thiếu chức quan nào là vì bên kia đã nhanh chóng bổ sung người tới sao tốc độ nhanh như vậy có thể thấy hết thảy đều đã được chuẩn bị xong từ trước, chỉ đợi vị trí bị bỏ trống mà thôi. Tranh chấp trong triều đình quả thực biến hóa khôn lường, hôm nay nhìn trông phong quang, nhưng không chừng ngày mai đã hai bàn tay trắng. Đúng rồi, ta đã nhờ người thuê một tòa nhà ở hẻm Tây, tuy không lớn nhưng cũng đủ chứa cả gia đình chúng ta, mấy ngày nữa ta sẽ bảo trừ đại ca cho chúng ta chuyển ra ngoài, nàng thấy sao, trình thiệu đường hỏi. Như vậy cũng tốt, dẫu sao nơi này cũng không phải chỗ để ở lâu. Lăng Ngọc chẳng có lý do gì không đồng ý, Phủ thái tử dù có khí thế, có giàu sang phú quý đến đâu thì cũng không phải là nơi nàng có thể ở lại, chi bằng sớm chuyển ra để sống thoải mái hơn. Vết thương trên người chàng thế nào rồi, mau để thiếp nhìn xem. Nhớ đến vết thương khi trước của chàng, Lăng Ngọc không sao yên tâm nổi. Đã sắp khỏi rồi, trước đó điện hạ đã lệnh cho thái y chữa trị cho ta, mấy hôm nay ta vẫn luôn dùng thuốc của thái y kê, thỉnh thoảng còn được điện hạ ban cho linh dược trong cung, nên vết thương đã gần như bình phục rồi. Lăng Ngọc vẫn không yên tâm mà cởi quần áo của chàng ra kiểm tra quả nhiên trông thấy nhiều miệng vết thương đã kết vẩy. Vậy tốt quá, Điện Hạ cũng thật có lòng với chàng. Vừa dặn thai y chữa bệnh, vừa ban cho linh dược, với thân phận và tính tình của hắn, làm được đến mức này coi như cũng hiếm thấy rồi. Trình thiệu đường mỉm cười, không tiếp lời nàng. Mặc dù hiện giờ thánh thượng trầm mê tu đạo luyện đan, không màng chính sự, nhưng ông vẫn đối xử tốt với trưởng tử và cũng là thái tử của mình. Khi nhìn thấy thái tử trở về với vết thương khắp người, lại nghe trừ lương kể về sự hung hiểm trong mấy lần bị ám sát trên đường, ông không sao kìm được lửa giận. Đã thế, Triệu Uân thừa cơ thêm dầu vào lửa càng khiến ông nổi trận lôi đình, ông tin chắc vào danh sách thật giả lẫn lộn về những kẻ xúi dục ở phía sau mà trừ lương dâng lên. Sau đó lập tức hạ chỉ xử lý nghiêm khắc, khi tin quan viên liên tiếp bị xét nhà lưu đày truyền ra, quân thần nơm nớp lo sợ, triều đình trở nên hỗn loạn. Triệu Uân tập trung vào việc chèn ép thế lực của Lỗ Vương Triệu phủ, tùy tiện xếp người của mình thay thế người của Lỗ Vương. Khi Lỗ Vương biết chuyện thì năm trong số 10 quân cờ của hắn ở vài vị trí quan trọng trong triều đã bị loại bỏ, hắn tức đến nỗi mặt sắc xanh mét. Thứ ăn hại, cả đám đều là lũ ăn hại. Nếu ngày đó giết được hắn trên đường về kinh thì hôm nay bản vương đâu đến nỗi bị rơi vào thế bị động này. Bên cạnh thái tử có kẻ võ nghệ cao cường, ám vệ quỳ trên đất còn chưa nói hết câu đã bị hắn đá mạnh một phát. Rác rưởi, đã như vậy, bản vương nuôi các ngươi có tác dụng gì? Nhiều người như thế mà còn không đánh nổi một người triệu phủ chỉ muốn chém chết hắn ngay tại chỗ nhưng gần đây nhân lực bị tổn thất nặng nề nên chỉ đành nén giận nói kẻ kia là ai vì sao lại đi cùng triệu uân một lúc lâu sau hắn mới nguôi giận và hỏi thuộc hạ đã cho người đi thăm dò kỹ về người này hắn họ trình tên thiệu đường là bộ đầu của huyện thanh hà hình như giữa đường bị thái tử uy hiếp nên mới buộc phải đi theo bọn họ huyện thanh hà chẳng lẽ là huyện thanh hà mà quách kỳ nhậm chứ triệu phủ cau mày hỏi tiếp đúng ạ à. triệu phủ cười gằn huynh đệ nhà ngoại của Trác phi bản vương quả thực đã thay triệu ân bồi dưỡng một trợ thủ giỏi người nọ cúi đầu không dám nói gì thêm tuy hành động lần này không thể dồn lỗ vương vào chỗ chết nhưng triệu ân vẫn khá hài lòng khi có thể làm thế lực của đối phương bị thiệt hại nặng nề còn về những kẻ phản bội thì đều đã bị hắn kết án tử hình ngũ mã phanh thây vứt thi thể ngoài đồng cho chó hoang ăn Bây giờ thái tử phi đang hầu hạ hắn thay xiêm áo nhìn thái tử phi dịu dàng đoan trang trước mắt hắn bỗng nhiên nhớ đến phụ nhân trong mắt không có bề trên kia dặn dò ngày mai phái ma ma dạy phép tắc tới chỗ của trừ lương thái tử phi lấy làm khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều dịu dàng thưa vâng ngày mai thiếp thân sẽ sắp xếp ừ bấy giờ triệu ân mới cảm thấy hài lòng phụ nhân kia quả thực vô lễ đợi nàng ta bị ma ma hành mất một lớp ra thì mới biết hôm đó mình đã sức sược và quá phận đến nhường nào hắn sải bước đến thư phòng khi cẩn thận đọc xong thư mật do thuộc hạ dâng lên thì đã là một canh giờ sau điện hạ tạ trắc phi và đại công tử cầu kiến hắn vừa nhấp xong vài ngụm trà thì có một tiểu thái giám tiến vào bẩm báo cho họ vào triệu ân cũng thấy nhớ trưởng tử lâu ngày không gặp của mình tuy chỉ là con thứ nhưng cũng là đứa con trai duy nhất của hắn hiện giờ cho nên quan tâm hơn chẳng mấy chốc một nữ tử mặc cung trang lộng lẫy dắt theo một đứa trẻ hai ba tuổi thất tha bước vào uyển chuyển làm lễ hỏi thăm triệu ân cho họ đứng lên rồi nhìn về phía trưởng tử đang sợ hãi nép mình phía sau tạ chắc phi thấy vậy hắn không khỏi nhíu mày con qua đây hắn sầm mặt không vui phụ thân gọi con kia mau đi ai dè thằng bé chẳng những không đi qua ngược lại còn rụt lại sau lưng tạ chắc phi tạ chắc phi cuống đến nỗi kéo thằng bé ra đẩy về phía tạ ôn không muốn không muốn đâu hu hu thằng bé sợ đến nỗi òa khóc vừa khóc vừa đòi mama nhất định không chịu lại gần triệu ôn sắc mặt triệu ôn ngày càng u ám tạ chắc phi vốn định dựa vào con trai để có được vài ngày ân sủng thì bấy giờ vừa cuống vừa tức con khóc cái gì chứ đây là phụ thân của con chẳng phải hôm trước con đòi gặp phụ thân sao đủ rồi ra ngoài triệu uân mất kiên nhẫn đuổi thẳng mặt tạ chắc phi cứng đờ song cũng không dám chọc giận hắn chỉ đành ấm ức dẫn con rời đi triệu uân dây thái dương vô cùng buồn phiền vì bị chính con mình đối xử như vậy ngươi đi với trình lỗi vào phủ hắn chợt ra lệnh cho tiểu thái giám bên cạnh tiểu thái giám ngẩn ngơ muốn hỏi hắn xem ai là trình lỗi nhưng lại sợ chọc giận hắn chỉ đành thư vâng rồi lui xuống định ra ngoài tìm sư phụ hỏi thăm là vị thống lĩnh họ trình mới tới phủ chúng ta hắn có một cậu con trai tên là Trình Lỗi. Thái giám thân tín của Triệu Uân lắc đầu, nhắc nhở đồ đệ. Khi biết nhi tử được thái tử cho vời, sắc mặt của Lăng Ngọc trở nên nặng nề, nàng nhìn bé đá đang háo hức chờ ăn điểm tâm. Sau một thoáng do sự, nàng hỏi, công công có biết vì sao điện hạ cho vời thằng bé nhà ta không? Tiểu thái giám cũng không ngờ Trình Lỗi chỉ là một thằng nhóc 3 tuổi, hắn sững sờ nửa ngày, lại nghe Lăng Ngọc hỏi vậy. Vốn đã mất kiên nhẫn nhưng vì kiêng rè Trình Thiệu Đường nên không dám vô lễ, sao ta có thể hiểu được suy nghĩ của điện hạ chứ? Trình phu nhân chớ rề rà nữa, mau chóng chỉnh trang cho tiểu công tử rồi theo ta đi gặp điện hạ. Lăng Ngọc không còn cách nào khác đành thay bộ xiêm y mới làm cách đây không lâu cho bé đá, dặn dò con đến phủ thái tử phải nghe lời, không được nghịch ngợm. Cuối cùng còn lén nhét cho thái giám kia một thỏi bạc và nói, con ta còn nhỏ, lại là đứa trẻ lớn lên nơi thôn dã, sợ rằng sẽ xúc phạm quý nhân, xin công công hãy nhắc nhở nó nhiều hơn. Bấy giờ sắc mặt tiểu thái giám mới dễ chịu hơn, hắn cười nói, trình phu nhân khách sáo rồi. Nói xong hắn bế bé, đá rời đi. Lăng Ngọc đuổi ra tận cổng, nhìn con trai bị nhét vào kiệu khiêng đi, nàng đóng cửa lại, lo lắng trở về phòng. Thái tử muốn gặp một đứa bé 3 tuổi như bé đá để làm gì? Lẽ nào lại muốn dùng thằng bé ép buộc phu thê nàng? Nhưng bây giờ tướng công nàng đã là thuộc hạ chân chính của hắn, có việc gì mà không thể trực tiếp phân phó chứ? Nàng đứng ngồi không yên, sốt ruột đợi Trình Thiệu Đường trở về để hỏi cho rõ ràng. Triệu Ân cho người chuẩn bị một bàn đầy áp các loại điểm tâm đẹp đẽ và hấp dẫn, còn bản thân thì ngồi trước bàn lật xem hồ sơ, trong bộ dạng không hề có ý định dùng thiện của hắn khiến cho những người hầu hạ chẳng hiểu gì cả. khoảng một khắc sau, có thái giám tiến vào bẩm báo, bẩm điện hạ, trình lỗi đã đến, cho thằng bé vào. triệu Uân đặt hồ sơ xuống, đưa mắt nhìn ra cửa thì trông thấy bóng dáng nhỏ bé của bé đá. còn không mau làm lễ vấn an điện hạ, thái giám dẫn bé đá vào thấy cậu nhóc chỉ mở to đôi mắt đen láy ra nhìn đông ngó tây, trong bộ dạng hết sức hiếu kỳ nhưng lại không có ý định làm lễ vấn an nên hắn gấp đến độ vội vàng đẩy bé một cái. Thằng bé bị hắn đẩy một cái thì ngồi phịch ra đất, há hốc miệng nhìn hắn chằm chằm. To gan, ngươi làm gì thế hả? Triệu Uân lớn tiếng quát. Thái giám kia sợ đến nỗi quỳ sụp xuống đất, điện, điện hạ thứ tội. Cút ra ngoài. Thái giám kia nào dám ở lại, lộn nhanh như bay ra ngoài. Bé đá vẫn ngồi ì trên đất, cắn đầu ngón tay chớp chớp đôi mắt. Triệu Uân chừng thằng bé một lát, lạnh giọng nói, mẹ nhóc thế mà vẫn chưa dạy nhóc những phép tác cơ bản như làm lễ vấn an à đúng là một phụ nhân không đáng tin nhóc qua đây bé đá nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc sau đó tự giác bò dậy thúc thúc ai là thúc của ngươi ngươi không sợ tổn thọ à triệu Ân lại chừng mắt nhìn bé cậu nhóc bĩu môi đầy bất mãn trước đôi mắt chừng lớn của hắn triệu uân bỗng cảm thấy tâm trạng tốt hơn trước hắn dựa lưng vào ghế chỉ về phía cái bàn đầy áp điểm tâm đang tản ra hương thơm hấp dẫn rồi hỏi muốn ăn không bé đá nhìn theo hướng hắn chỉ Đôi mắt lập tức phát sáng, gật đầu cái dục, lanh lảnh đáp, "Muốn ạ." À. Thế thì nhóc đứng giữa phòng, nói to bốn tiếng "Ta là đồ ngốc, toàn bộ số điểm tâm này sẽ là của nhóc." Triệu Ân khẽ cười. "Cháu không phải đồ ngốc." Thằng nhóc không vui, cất cao giọng phản bác. "Đến làm lễ còn không biết, không phải đồ ngốc thì là gì?" Triệu Ân cười nhạo. "Nói đi, nói xong số điểm tâm này sẽ là của ngươi, nếu không chịu nói thì đứng yên ở đấy, đứng đến khi nào chịu nói thì thôi." "Cháu không phải đồ ngốc." Bé đá càng nói to hơn. Triệu Uyên không thèm để ý tới thằng bé, lại lật hồ sơ trên bàn ra xem. Bé đa ấm ức bĩu môi, thấy hắn không quan tâm mình, lại thấy đây là một nơi xa lạ, nhưng cha mẹ đều không ở đây, khóc cũng chẳng có ích gì. Thoạt nhìn thì có vẻ Triệu Uyên đang chăm chú xem hồ sơ trên tay, nhưng thật ra lại đang dồn toàn bộ lực chú ý lên người cậu nhóc, thấy bé miêu máu muốn khóc, nhưng không biết vì sao lại không khóc. Một lát sau, cậu bé vụng về trèo xuống thềm đá định rời đi, nào ngờ đi được vài bước thì lại bị thị vệ bên ngoài xách trở vào khuôn mặt nhỏ nhắn sắp nhăn nhúm lại hắn tưởng rằng lần này sẽ khóc không ngờ thằng nhóc chỉ sụt sịt tủi thân lau mắt song vẫn không có ý định khóc hắn lấy làm khó hiểu suốt chặng đường lánh nạn này hắn đã nhiều lần trông thấy tên nhóc này khóc lóc ăn vạ đến cả hắn cũng từng nếm qua chiêu này của nó bé đá đứng đó một lúc lúc hai chân bắt đầu run lên thì dứt khoát ngồi bệt xuống đất mở to đôi mắt đen tròn lúng liếng chừng hắn khi hắn phát hiện ra thì vội đảo mắt sang chỗ khác lớn tiếng nói cháu không phải đồ ngốc triệu ân bỗng muốn cười lại vội dần xuống, giả vờ không nghe thấy lời bé nói mà tiếp tục vùi đầu vào hồ sơ. Bẵng một lúc không nghe thấy tiếng động của cậu nhóc, hắn nhíu mày nhìn sang, nhất thời giận không để đâu cho hết. Hắn thấy thằng oát không biết đã bỏ lên trường kỷ từ lúc nào, đang co người ngủ đến ngon lành, cũng không biết mơ thấy thứ gì ngon mà thỉnh thoảng còn nhót nhép cái miệng nhỏ nhắn để nhấm nháp dư vị. Hắn tức giận trừng mắt nhìn cu cậu một lúc, thấy bé vẫn ngủ ngon lành thì không nhịn được mà lấy ngón tay chọc vào khuôn mặt mũm mĩm của bé, vốn định chọc cho bé tỉnh nhưng không ngờ bé đá trượt cua cánh tay hất văng vào bàn tay gian ác của hắn ra sau đó tiếp tục ngủ ngon lành hồn nhiên không biết có người suýt nữa tức đến vẹo cả mũi thuộc hạ trình thiệu đường xin gặp điện hạ triệu ân chỉ muốn sốc thằng nhóc đáng ghét này dậy đánh cho một trận bỗng nghe thấy tiếng cha nó ở ngoài truyền tới hắn lại cười khẩy vào đi hắn ngồi về ghế nhìn trình thiệu đường sải bước tiến vào lạnh lùng hỏi sao nào trình hộ vệ sợ cô làm hại con người à trình thiệu đường đi vào trông thấy nhi tử đang ngủ say sưa ở trường kỷ thì nhẹ nhàng thở ra lại nghe thấy câu nói đầy buồn bực của triệu ân chàng lập tức kính cẩn nói điện hạ nặng lời rồi con nhỏ vô tri tính tình nghịch ngợm không biết nặng nhẹ thuộc hạ chỉ sợ con sẽ xúc phạm điện hạ triệu ân cười lạnh một tiếng đưa nó đi đi cô nhìn mà tức vâng trình thiệu đường thư vâng rồi bước đến ôm con vào lòng lại làm lễ với hắn sau đó mới lui ra người đâu vứt hết chỗ điểm tâm này ra ngoài cô thấy mà ghét đi được một đoạn bỗng nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng nói của triệu ân chàng khó hiểu cho mày song chân không hề dừng bước ôm con trai ra về nhà thấy chàng mang con bình yên quay về lăng ngọc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm vội vàng đón lấy con nghe nói nhi tử chỉ ngủ trong thư phòng của triệu ân nàng có chút nghi ngờ song càng ngày càng không hiểu nổi vị thái tử vui giận thất thường kia tuy điện hạ là người có thủ đoạn nhưng không đến nỗi làm hại một đứa nhỏ ba tuổi ta thấy nàng lo lắng thái quá rồi trinh thiệu đường nói con chẳng phải là vì thiếp lo lắng quá nên bị loạn ư Tự nhiên thái tử đương chiều cho với một thằng bé 3 tuổi thì ai mà không lo cho được, Lăng Ngọc hơi ấm ức. Thực ra Trình Thiệu Đường cũng không sao hiểu nối triệu ân tự dưng đòi gặp con trai mình để làm gì, nhưng sau những ngày này, chàng đã quen với việc dù không hiểu cũng không được tùy tiện hỏi. Dẫu sao, nơi chàng đang sống hiện giờ không phải là nơi để chàng hiểu rõ mọi chuyện. Có những lúc, biết nhiều cũng không phải chuyện gì tốt. Chỉ là, ngày hôm sau, khi Trừ Lương dẫn ma ma dạy lễ nghi của phủ thái tử đến nhà, nói là thái tử phi điều tới để dạy Lăng Ngọc học phép tắc hắn lập tức vỡ lẽ lăng ngọc cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nàng là một người dân bình thường học những thứ lễ nghi của thế gia vọng tộc này làm gì nhưng người trên đã điều người tới không đến lượt bọn họ từ chối ngày hôm sau khi toàn thân nàng đau nhức cứng đờ cố gắng nhượng bộ ma ma dạy học thì cuối cùng nàng cũng hiểu ra thâm ý hiểm ác của bề trên đêm đó nàng nằm sấp lên giường để trình thiệu đường xoa bóp cơ thể đau nhức cho mình mặt buồn rười rượi nói chàng có thể tìm lý do cầu xin thái tử điện hạ để thiếp không cần phải học những phép tắc lễ tiết kia không thiếp là phụ nhân phố phường học những quy củ của thế gia vọng tộc này để người ta cười rớt răng à thật ra mama chỉ dạy nàng một số lễ nghi và những điều cần chú ý khi gặp quý nhân những gì bà ấy dạy đều phù hợp với thân phận của nàng không có những quy tắc dường già dạ của thế gia vọng tộc chẳng qua là vì lăng ngọc không quen trong nhà bỗng dưng có thêm một người xa lạ cũng không muốn vô cớ nhận lòng tốt của người khác nên mới cố tình nói cho chuyện này trở nên phức tạp chỉ mong trình thiệu đường có thể giúp nàng thoái thác việc này trình thiệu đường cũng thương nàng chịu khổ nhưng lại cảm thấy học những thứ này chẳng có gì là không tốt dù sao hiện tại cũng không giống ở nhà mọi người trong kinh đều coi trọng phép tắc nàng có biết có bao nhiêu phu nhân của thế gia vọng tộc trong kinh thành muốn mời một vị ma ma dạy học đáng tin khó đến nhường nào không càng không cần nói vị ma ma này còn đến từ phủ thái tử không biết có bao nhiêu nhà muốn mời mà chẳng được Huống chi, đây là người mà thái tử phi phái đến, ta chạy đến xin thái tử sao được. Thiếp chưa từng gặp mặt thái tử phi, sao ngài ấy lại phái người tới dạy thiếp phép tác chứ, nhất định là ý của thái tử. Chắc ngài ấy ghi thù nhiều lần thiếp bất kính với ngài ấy trên đường về kinh, nhưng lại không tiện trả thù một phụ nhân như thiếp, cho nên mới nghĩ ra cách này để giày vò thiếp. Thiếp nghi tối qua ngài ấy cho gọi bé đá cũng là vì muốn báo thù. Người này đúng là nhỏ nhen, có thủ tất báo. Lại ăn nói bậy bạ rồi phải không, thái tử là người để nàng có thể tùy tiện nhắc đến sao trình thiệu đường nghiêm mặt gian bỗng cảm thấy tiểu nương tử nhà mình quả thực cần có một ma ma dạy phép tắc lăng ngọc cũng biết mình đã nói sai vội vàng sửa lời ma ma dạy học này hiếm thấy như vậy mà lại bị phái tới dạy thiếp nếu để người ta biết chẳng biết sẽ nói khó nghe như thế nào lần trước trừ thống lĩnh chỉ lĩnh mệnh sắp xếp chỗ ở cho chúng ta trong phủ thái tử vậy mà hạ nhân ở đó đã đồn ầm lên rằng thiếp là ngoại thất của ngài ấy trình thiệu đường cau mày có chuyện như vậy sao thiếp có thể lấy chuyện này ra để lừa chàng chắc may mà bọn họ sợ trừ thống lĩnh nên không dám rêu dao ra ngoài về sau thiếp phải giải thích lại nhiều lần thì chuyện này mới dừng lại lăng ngọc rèn sắt khi còn nóng trình thiệu đường suy nghĩ một lát an ủi nói chuyện này nàng không cần để trong lòng nếu đã là người thái tử phi phái tới thì ngài nhất định sẽ giải quyết thỏa đáng người ta cùng lắm chỉ cho rằng ngài ấy muốn ta nợ họ một ân tình trong phủ thái tử hiện giờ ngoài trừ lương thì hắn là người được thái tử coi trọng nhất cũng là người mỗi ngày ở cạnh thái tử nhiều nhất vì thế có không ít thiếp thất của thái tử muốn tạo quan hệ với hắn từ đó có thêm một người giúp sức trên con đường tranh sủng người ra là thái tử phi ngồi tít trên cao là hoàng hậu nương nương tương lai đâu cần bán ân huệ cho chàng lăng ngọc lầm bầm rồi nói tiếp thiếp nói chàng là đồ đầu gỗ quả thực không sai mà chẳng lẽ chỉ có người khác biết nghĩ bậy thái tử phi thì không sao chàng phải biết là người ta có đoán giả đoán non thế nào cũng không nghiêm trọng bằng sự hoài nghi của ngài ấy hàng lông mày của trình thiệu đường cau chặt hơn suy nghĩ kỹ lại thì thật sự cảm thấy có vấn đề tuy phu thê họ không thẹn với lòng hắn cũng tin thái tử điện hạ không có những suy nghĩ kia nhưng bọn họ đâu biết thái tử phi nghĩ thế nào chứ ta hiểu rồi ngày mai ta sẽ xem xét rồi nói chuyện này với thái tử lăng ngọc cuối cùng cũng thở phào thế mới đúng chứ thiếp chỉ cần học cách làm lễ vấn an với quý nhân để không thất lễ không chọc giận kẻ trên là được còn những thứ khác thì học làm gì chứ những thiếp thất của thái tử quả thực có tâm tư riêng khi thấy thái tử phi phái ma ma dạy học đến dạy dỗ thê tử của một hạ thần ngay cả thị nữ bên cạnh thái tử phi cũng lấy làm khó hiểu trước cách làm của chủ tử trình thiệu đường kia có năng lực đến đâu cũng chỉ là hạ nhân trong phủ nương nương cần gì có hắn thể diện lớn như vậy thái tử phi chậm rãi nói người này được điện hạ cực kỳ trọng dụng tiền đồ vô tận ta cho hắn một ân tình sau này ắt có ích cho ta huống chi thê hiền phu họa thiểu đối với hắn mà nói vị phu nhân kia mà hiểu chuyện thì cũng là chuyện tốt nhà cửa yên ấm thì hắn mới có thể an tâm làm việc cho điện hạ được hơn nữa trần ma ma là người có trường mực biết dạy những điều đúng với thân phận của nàng ta sẽ không lãng phí thời gian dạy nàng ta những thứ không dùng được hôm qua điện hạ vừa cho vời nhi tử của nàng ta còn lệnh cho nhà bếp chuẩn bị một bàn đầy điểm tâm nhưng không biết vì sao mà về sau lại cho người vứt hết nương nương điện hạ để tâm đến thằng bé này như vậy lại còn phái người dạy riêng cho phụ nhân kia phép tắc có khi nào Thị nữ chần chừ một lát, xong vẫn nói ra lo lắng trong lòng. Thái tử phi giật mình, lắc đầu ngay tức khắc, "Ngươi nghĩ quá nhiều rồi, ta từng gặp thằng bé kia một lần, trông nó giống Trình hộ vệ Y đúc, nếu nói bọn họ không phải phụ tử thì cũng chẳng ai tin. Hơn nữa, sau này không được phép nói vậy nữa, ngươi có biết lời đồn đại vô căn cứ có thể làm hại một người phụ nữ đến mức nào không? Nếu vì chuyện này mà làm giãn nứt tình cảm phu thê họ, thì đó sẽ trở thành lỗi của ta." Nàng nghiêm mặt nói. "Nô tỳ biết sai rồi ạ." À, Thị nữ vội vàng nhận lỗi tuy trình thiệu đường đã hứa với nàng nhưng ngày hôm sau chàng lại bị giao cho một công việc khác hoàn toàn không có thời gian nhắc tới chuyện này với triệu ân đã thấy hắn vừa đi là đi những mấy ngày lăng ngọc không gặp được mắt hắn nên chỉ có thể cắn răng tiếp tục theo trần ma ma học quy củ xưa nay nàng là người không dễ dàng nhận thua nếu đã không thể thoái thác thì nhất định sẽ cố gắng học thật tốt ngày qua ngày trần ma ma vốn coi thường nàng cuối cùng cùng thầm gật đầu coi như đã hài lòng với nàng sau này bà còn thấy nàng biết đọc biết viết thì dần nhìn nàng với cặp mắt khác xưa. Lăng Ngọc đương nhiên nhận ra bà đã thay đổi thái độ với mình, nhưng nàng cũng chẳng để ý mà vẫn đối xử với bà khách khí lễ phép, săn sóc như trước, song thái độ lại không hề có chút xiểm nịnh. Dần già, Trần Ma Ma cũng đối xử chân thành với nàng hơn. Dù sao bà cũng sống từng này tuổi rồi, biết phân biệt chân thành và giả dối, đồng thời cũng biết đạo lý lấy chân thành đổi chân tình. Nếu đã có ý giao hảo, sự chỉ bảo của bà càng trở nên nghiêm khắc hơn, khiến cho Lăng Ngọc thầm kêu khổ, nhưng chỉ đành kiên trì chịu đựng quả thực là thầy có nghiêm thì trò mới giỏi song bản thân nàng lại không hề nhận ra điều đó chưa đầy một tháng phong thái và cách cư xử của nàng đã có những thay đổi nghiêng trời lệch đất khiến cho trần ma ma vô cùng đắc chí hiện giờ trình hộ vệ là người đắc lực bên cạnh thái tử điện hạ ngươi là phu nhân của ngài ấy mọi cử chỉ hành động ở bên ngoài của ngươi đều sẽ ảnh hưởng đến ngài ấy nếu ngươi thất lễ trước mặt người ngoài bản thân ngươi có thể không sao song chưa biết chừng sẽ liên lụy đến tiền đồ của phu quân giống như bây giờ thì rất tốt nếu ngươi cứ kiên trì như vậy chí ít ta dám bảo đảm rằng không ai có thể bắt lỗi của ngươi về mặt lễ tiết trần ma ma nhìn nàng tập lại một lượt những gì đã học gần đây tuy vô cùng hài lòng nhưng vẫn nghiêm mặt dạy bảo dạ đa tạ ma ma nhắc nhở lăng ngọc sẽ khắc sâu trong lòng lăng ngọc ngoan ngoãn đáp thái độ vô cùng kính cẩn khiến trần ma ma hết sức hưởng thụ trông thấy bé đá hoạt bát nhảy chân sáo tới trần ma ma vẫy tay với bé bảo bé tập lại những động tác làm lễ hôm qua bà vừa dạy thằng bé nghiêng đầu nghĩ ngợi sau đó nhanh chóng làm lễ giống hệt mẹ mình thằng bé dẫu sao vẫn còn nhỏ chỉ cần biết vài động tác làm lễ cơ bản để người ta không bắt bẻ là được không cần quá mức chu toàn như vậy sẽ làm mất đi sự hồn nhiên đáng quý của trẻ thơ trần ma ma nắm tay bé đá rồi ngồi xuống bấy giờ mới nói với lăng ngọc lăng ngọc ngớ ra sau đó cung kính nói ma ma nói chí phải nàng luôn coi việc chung sống với trần ma ma là việc bất đắc dĩ vì thế cũng chỉ quan tâm chăm sóc bà như việc mà một người học trò nên làm nhưng hôm nay nghe trần ma ma nói những lời này nàng mới biết rằng bất kể lúc đầu đối phương đến đây với mục đích và tâm tư gì thì bà cũng đã chân thành chỉ bảo nàng trần ma ma liếc nàng một cái thản nhiên nói nếu ngươi cho rằng mình học những thứ này không có ích gì thì ngươi lầm to rồi cái gọi là lo trước khỏi họa học nhiều thứ ắt có ích cho bản thân ngươi sau này huống chi trình hộ vệ ở bên cạnh thái tử điện hạ lại còn được điện hạ coi trọng sau này trình ra ngươi kiểu gì chẳng lên như diều gặp gió Đến lúc đó nhà ngươi sẽ trở thành nhà quyền quý mà ngươi hay nhắc tới. Lăng Ngọc không hề quan tâm tiền đồ của Trình Thiệu Đường sau này thế nào, nàng chỉ có duy nhất một mong muốn là chàng có thể bảo vệ được tính mạng của mình. Về phần giàu có hay quyền thế, có được nó là may mắn, mất thì chính là số mệnh, nó căn bản không đáng để trong lòng. Chỉ cần giữ được tính mạng, bọn họ có thể tay trắng về quê, cùng lắm thì làm lại từ đầu, có tay có chân, chẳng lẽ còn để mình chết đói được sao? Tuy nhiên, nàng vẫn vẫn khiêm tốn tiếp nhận lời khuyên bảo của Trần Mama. Mama nói đúng ạ, à, cháu đúng là ếch ngồi đáy giếng. Vài ngày sau, Lăng Ngọc nên đón Trình Thiệu Đường ra ngoài làm việc trở về, xong, có một việc khiến nàng bất ngờ là Dương Tố vẫn cũng về cùng với chàng. Vừa trông thấy Lăng Ngọc, Dương Tố Vẫn đã nhào tới, ôm chầm lấy nàng rồi nghẹn ngào kể rằng mình đã nhớ nàng đến mức nào. Lăng Ngọc bất đắc dĩ an ủi nàng vài câu, dẫn nàng vào trong nhà, nhìn nàng nhấp vài hớp trà rồi mới hỏi, "Sao muội lại lên kinh? Việc làm ăn của nhà mình thế nào rồi? Trước đó nàng cũng định tìm cơ hội về quê một chuyến." e rằng gia đình nàng sẽ phải ở kinh thành lâu dài mà lúc ra ngoài quá gấp rút trong nhà vẫn còn nhiều đồ chưa kịp mang theo quan trọng nhất chính là nàng đâu thể vứt số tiền mà nàng khổ sở tích góp kia ở nhà như thế được còn có tòa nhà mà huyện thái gia cấp cho trình thiệu đường ở trong huyện hiện giờ chàng đã không làm việc ở huyện nha nữa nên đương nhiên phải trả lại nhưng nàng cũng phải dọn đồ trong nhà ra cái đã không có tỷ ở nhà muội thật sự rất chán lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình nên quyết định ra ngoài tìm tỷ không ngờ trên đường đi gặp được trình tỷ phu thế là muội cùng huynh ấy vào kinh luôn. Còn về việc buôn bán trong nhà, hiện giờ muội chẳng phải bận tâm chuyện gì cả, bởi sau khi tỷ đi, Đại Xuân Ca mời được mấy người về, hiện tại nhân lực đã không còn là vấn đề nữa, Dương Tố vẫn thản nhiên đáp. Lăng Ngọc nghi ngờ nhìn nàng, luôn cảm thấy có điều gì là lạ, muội ra ngoài một mình như thế, Đại Xuân Ca và Tiêu tỷ tỷ có biết không? Đương nhiên là biết, Bình tỷ tỷ còn giúp muội sắp xếp hành lý nữa kìa. Lăng Ngọc vẫn cảm thấy có nhiều chỗ đáng nghi, nhưng nhất thời không biết hỏi từ đâu, và lại biết Dương Tố Vấn bôn ba trên đường nhiều ngày. Cả người nhìn trông vô cùng hốc hác, nàng đau lòng nói, ta đi đun nước cho muội tắm rửa, muội nghỉ ngơi chút đi, có gì hôm khác chúng ta nói tiếp. Sáng sớm hôm sau, Trần Ma Ma làm xong nhiệm vụ của mình thì trở về phủ báo cáo công việc với Thái Tử Phi, Lăng Ngọc tự mình tiễn bà ra cổng và không ngớt lời cảm tạ bà. Trần Ma Ma vỗ mu bàn tay nàng, khẽ gật đầu, lúc chuẩn bị quay người lên kiệu thì trông thấy Dương Tố Vấn đang tò mò ló ra, bà lập tức dừng bước. Lăng Ngọc khó hiểu nhìn theo tầm mắt của bà, thấy Dương Tố Vấn, nàng vẫy tay ý bảo muội ấy tới đây, sau đó kéo tay muội ấy lại và giới thiệu, "Mama, ma, đây là muội muội của cháu, tên là Tố Vấn." Trần Mama ma quan sát Dương Tố Vấn một lượt, ấn đường cho lại, "Lăng cô nương." "Không không không, cháu họ Dương, người gọi cháu là Tố Vấn cũng được." Dương Tố Vấn vội vàng khoát tay. "Họ Dương, đúng ra phải là họ Dương, theo lý thì nên là họ Dương." Trần Mama ma khẽ cười, sau khi nói một câu đầy ẩn ý thì lên kiệu về phủ bà ấy nói vậy là có ý gì vì sao phải là họ dương theo lý thì nên là họ dương dương tố vấn mờ mịt lăng ngọc cũng lấy làm khó hiểu hay tin trần ma ma đã hoàn thành nhiệm vụ thái tử phi chỉ hỏi vài câu đơn giản như lăng ngọc học hành thế nào rồi thôi cũng không hỏi thêm chuyện khác nhưng trần ma ma vẫn trình bày tỉ mỉ trần lăng thị khá bướng bỉnh nhưng cũng không phải loại người không biết điều có lẽ vì là con gái của tú tài nên biết đọc biết viết ăn nói không hề tục tiễu như đám phụ nữ nơi phố phường ta đã biết vất vả cho ma ma rồi thái tử phi đương nhiên hiểu bà nói những lời này là có ý gì bà chỉ muốn nói cho nàng rằng chính lăng thị là người có thể lôi kéo còn có một chuyện nữa nương nương còn nhớ dương bá xuyên người được xưng là thánh thủ trong cung năm đó không trần ma ma chợt hỏi thái tử phi vừa nghe lập tức dựng thẳng lưng có phải ma ma biết tung tích của dương bá xuyên rồi không thành hôn đã nhiều năm mà mãi chưa có con thái tử phi vô cùng sốt ruột thái y trong cung đã thăm khám nhiều lần thái y ngoài cung cũng nhiều lần mời tới nhưng đều không thấy hiệu quả. Sau đó có người nhắc với nàng về Dương Bá Xuyên, người được xưng là thánh thủ trong cung năm đó. Ông ta có sở trường đặc biệt là khám chữa cho phụ nữ, chỉ là sau đó phạm phải lỗi, bị đuổi ra khỏi cung đến nay không rõ tung tích. Hôm nay lão nô gặp được một cô nương trẻ tuổi ở trình phủ, chừng 17-18 tuổi, nhưng dáng vẻ cực kỳ giống với phu nhân của Dương Thái Y lúc còn trẻ, đúng lúc nàng ta cũng họ Dương. Nếu lão nô đoán không nhầm thì nàng ta chính là nữ nhi của Dương Bá Xuyên, song chúng ta vẫn phải phái người đi thăm dò mới được. Nếu đó thật sự là nữ nhi của Dương Thái Y thì đúng thật là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Thái tử Phi vừa ngạc nhiên vừa mừng rõ, tìm thấy nữ nhi đồng nghĩa với việc tìm thấy tung tích của người cha. Ngày mai Trình Lăng Thị vào phủ tạ ân, lão nô sẽ nhắc nàng dẫn theo Dương cô nương, lúc đó nương nương có thể đích thân hỏi. Thái tử Phi đâu có lý do gì để từ chối. Bên kia, Dương Tố Vấn biết thời gian qua Lăng Ngọc ở nhà khổ học các loại phép tắc, đến cả bé đá cũng phải học theo thì tạc lưỡi ôm bé đá vào lòng, nói, mọi người đều nói kinh thành nhiều quy củ, quả đúng là không sai, nhưng mà. Nàng bỗng cười gian, nói, lần này tỷ tỷ được chỉ bảo tận tình. Thoạt nhìn cả người ngày càng có phong thái của phu nhân hơn rồi đấy. Lăng Ngọc giận dỗi, dí chán nàng, muội chỉ giỏi huyên thuyên. Huyên thuyên, bé đá học vẹt, làm Lăng Ngọc được một trận cười vui vẻ. Dương Tố Vấn véo nhẹ lên hai má mũ mĩm của thằng nhóc, giả bộ hung dữ mà nói, thằng nhóc thối tha này dám mắng ta. Bé đá vùng khỏi nàng, lao ngay vào vòng tay của mẹ cười ha ha không ngừng. Mọi người trong nhà ổn chứ? Sau một trận cười đùa, Lăng Ngọc hỏi. Gia đình tỷ bỗng nhiên không từ mà biệt, Quách đại nhân và thôi bộ đầu suýt nữa lật tung cả huyện Thanh Hà lên, Trình Bá Mẫu. Châu Bá Mẫu cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, Bích tỷ tỷ nôn nóng đến nỗi tự đi tìm, khó khăn lắm mới khuyên được tỷ ấy. Sau đó thôi bộ đầu tìm được con ngựa của Trình Ti Phu, nghe nói còn phát hiện được một vài manh mối khác, nhưng huynh ấy chỉ âm thầm bẩm báo với Quách đại nhân mà không chịu nói cho bọn muội. Sau nữa có một huynh đệ họ mục sai người tới chuyển lời rằng trình tỷ phu tạm thời có việc gấp cần làm cũng không có thời gian đưa mẹ con tỷ về nên dẫn cả nhà đi theo luôn bảo cả nhà không cần lo lắng vân vân dương tố vấn kể lại qua loa nhưng bây giờ mọi người nghe nói gia đình tỷ đã vào kinh tỷ phu được thái tử coi trọng hiện tại đang làm việc cạnh thái tử mọi người đều vui thay cho nhà tỷ đây là chuyện đáng để vui mừng sao lăng ngọc thầm cười khổ mỗi lần trình thiệu đường ra ngoài làm việc trở về trên người lúc nào cũng có mùi máu tanh mà giặt thế nào cũng không hết tuy nàng không hỏi nhưng cũng biết những chuyện chàng đang làm nguy hiểm đến nhường nào chàng càng được thái tử xem trọng chức vị càng cao thì nàng càng nơm nớp lo sợ không có cảm giác an toàn kiếp trước chàng chỉ là một thị vệ bình thường của phủ tề vương nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy kiếp này chàng trở thành thuộc hạ đắc lực bên cạnh thái tử tiền đồ và vận mệnh tương lai như thế nào nàng thật sự không dám tưởng tượng nhưng những chuyện này nàng không thể nói với bất kỳ ai dẫu sao nhìn từ ngoài vào đây là ân điển mà nhiều người cầu còn chẳng được nếu chàng có ý kiến thì chính là phụ lòng tốt của người khác. Xâm xét hay mưa móc đều là ân huệ của quân vương, cho dù ân này có phải là điều ngươi mong muốn hay không, nếu bên trên đã ban xuống, thì ngươi cũng chỉ có thể tạ chủ ban ân. Sau bữa trưa, Dương Tố Vấn kéo bé đá ra ngoài chơi một lát, lúc về nhà thấy Lăng Ngọc đang nhíu mày suy tư, nhìn về phía mình với ánh mắt kỳ lạ. Tỉ nhìn muội như vậy làm gì, nàng kiểm tra trên người mình một lượt, không hề thấy chỗ nào không ổn. Ngày mai ta phải đến phủ thái tử tạ ân, Lăng Ngọc chậm rãi nói muội biết rồi trước đó tỷ nói rồi mà tỷ cứ yên tâm muội sẽ giúp tỷ trông bé đá dương tố vấn thản nhiên nói lúc nãy trần ma ma phái người tới báo bảo ta ngày mai dẫn muội theo cùng muội cũng đi á dương tố vấn không dám tin mà chỉ vào mình muội đi làm gì chứ muội có quen họ đâu sau khi nghĩ tới nghĩ lui lăng ngọc cảm thấy vấn đề bắt nguồn từ câu nói phải là họ dương theo lý thì nên là họ dương của trần ma ma trước khi đi nhưng bây giờ trần ma ma không ở đây dù nàng muốn hỏi cũng không cách nào hỏi được thôi vậy nếu đã truyền lời về phủ ngày mai muội cứ đi cùng ta nhân dịp này chiêm ngưỡng phủ thái tử luôn nghĩ như vậy dương tố vẫn cũng bắt đầu hớn hở được đó được đó thế là lúc về muội có chuyện để khoe với bọn bình tỷ rồi hôm sau khi tỉnh dậy hai tỷ muội trang điểm gọn gàng vì không yên tâm để bé đá ở nhà một mình nên trình thiệu đường để con đi theo mình đợi lăng ngọc gặp thái tử phi xong sẽ đưa con về sau khi đưa hai người đến cửa rồi nhìn họ đi vào trình thiệu đường mới dẫn con rẽ sang hướng khác đi về phía võ trường bé đá vui vẻ bước lon ton theo sau cha trình thiệu đường thỉnh thoảng quay đầu nhìn bé thấy con hoạt bát nghịch ngợm như thường không chịu sự ảnh hưởng của quãng thời gian bị truy sát trước chàng rốt cuộc cũng thấy nhẹ nhõm nhi tử bạo dạn vô tư thật sự là điều may mắn nhất đối với chàng bên kia lăng ngọc và dương tố vấn theo sau thị nữ dẫn đường đi đến chính viện mà thái tử phi đang sống đi qua một hành lang dài uốn khúc tiến vào một sân viện hình chữ thập đi đến trước mai hiên thì dừng lại thị nữ kia vào phòng bẩm báo sự hưng phấn cùng mới lạ của dương tố vấn sớm đã bị mài mòn bởi sự nín lặng đè nén và cúi đầu trên đường đi bấy giờ đợi ở đây khiến nàng càng thêm căng thẳng lăng ngọc nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng nhìn nàng bằng ánh mắt khích lệ nàng lập tức cảm thấy yên tâm hơn sợ gì chứ nàng cũng đâu làm chuyện gì xấu hôm nay tới đây chỉ để trải sự đời thôi với cả cũng có phải nàng đòi đến đâu các ngươi phải đợi thêm chút nữa bây giờ nương nương đang gặp khách e rằng một chốc chưa xong được hai người theo ta sang kia đợi đi không lâu sau có một thị nữ lạ mặt bước từ trong ra. Lăng Ngọc và Dương Tố vấn bèn theo nàng ta đến chỗ khác đợi. Hai người ngồi đó chẳng bao lâu thì có một thị nữ tới mời, nói rằng nương nương cho vời. Lăng Ngọc kéo Dương Tố vấn vội vàng đứng lên, nối gót thị nữ kia ra cửa, còn chưa đi đến chính phòng thì bỗng thấy hai nữ tử mặc áo gấm rực rỡ. Nữ tử đi trước mặc cung trang màu hồng, nữ tử theo sát nàng ta lại ăn mặc như cô nương chưa xuất giá, lúc này nàng ta đang suối đầu bước xuống thềm đá. Không làm phiền Thái Vân cô nương nữa, sau này muội muội ta có chỗ nào không phải xin thái vân cô nương nhắc nhở vài câu nữ tử mặc cung trang dừng bước mỉm cười nói với thị nữ dẫn đường thái vân cô nương ăn mặc rực rỡ phía sau nàng ta cũng không thể không dừng bước làm phúc lễ với thái vân không dám nhận cô nương xin hãy đứng lên vân vội vàng đỡ nàng dậy nữ tử chậm rãi ngẩng đầu nở một nụ cười duyên dáng đúng mực xong lăng ngọc đúng lúc đang nhìn sang bên đó lại kinh ngạc đến nỗi suýt nữa rớt cả tròng mắt ra nữ tử lơ đã ngước mắt lên cũng bắt gặp ánh mắt của lăng ngọc con ngươi nàng ta hơi co lại vẻ mặt cứng đờ là nàng là nàng thấy tỷ tỷ bỗng dừng lại dương tố vấn nhìn theo tầm mắt của nàng thì xém nữa kêu lên thất thanh nhưng trung quy vẫn biết kiêng rẻ nơi mình đang ở nàng vội vàng quay mặt sang chỗ khác cố kiềm chế trái tim đập bình bịch của mình bước theo lăng ngọc qua bậc cửa đó chẳng phải vị nương tử đã qua đời của đệ đệ trình tỷ phu sao sao nàng ta lại xuất hiện trong phủ thái tử chẳng lẽ trên đời này có hai người giống nhau như vậy ư kim xảo dung siết chặt hai tay trong ống tay áo trong đầu chỉ có một suy nghĩ tỷ ta nhận ra mình rồi tỷ ta nhận ra mình rồi ninh chắc phi quay đầu trông thấy mặt nàng ta trắng bệch cơ thể đang không ngừng run rẩy thì không khỏi nhíu mày đồng thời cũng có vài phần khinh thường dù sao cũng là ngoại thất đúng là chẳng được tích sự gì chỉ gặp một quý nhân mà đã sợ thành cái dạng này nhưng như vậy cũng tốt người nhu nhược vô nặng như này cũng dễ bắt chẹt cũng không sợ sau này nàng ta gây ra sóng gió gì nay đã được nương nương ân chuẩn thì ngươi cứ ở lại còn tương lai như thế nào thì phải dựa vào bản thân ngươi ta là người vô dụng, chỉ mong ngươi tự cố gắng. nàng nhanh chóng giấu đi vẻ coi thường, nói lời ẩn ý. muội nhớ kỹ rồi ạ. À, kim xảo dung chấn tĩnh lại, cố gắng để giọng nói của mình trở nên bình tĩnh hơn. muội tạm thời ở đây đi, cần gì thì cứ nói với ra. đa tạ tỷ tỷ, tỷ đi thong thả. mãi đến khi không thấy bóng dáng của ninh chắc phi nữa, nàng mới ngồi sụi xuống trường kỷ, cơ thể run rẩy không ngừng, miệng lẩm bẩm phải làm sao đây, làm sao đây. sao tỷ ta cũng ở phủ thái tử, không phải tỷ ta nên ở huyện thanh hà sao? ngộ nhỡ ngộ nhỡ tỷ ta kể cho thái tử phi không được không được phải nhanh chóng tìm cữu cữu thương lượng không thể để tỷ ta làm hỏng chuyện lớn của mình nhưng mà nhưng mà cữu cữu ở quá xa nước xa không cứu nổi lửa gần nàng càng nghĩ càng hoảng đến nằm mơ cũng không ngờ rằng khi nàng sắp bước vào cuộc sống mình mong muốn thì giữa đường lại nhảy ra một tên trình rào kim túm chặt cửa tử của nàng cô nương có thể để đồ ở đây không ạ à, bỗng có một thị nữ tiến vào hỏi nàng lập tức hoàn hồn để đó là được sau khi trông thấy thị nữ đặt đồ nàng mang tới xuống nàng suy nghĩ một lại, cố tình hỏi một cách lơ đãng hai vị lúc nãy chúng ta gặp ở ngoài phòng thái tử phi là ai vậy nô tỳ chỉ biết trong đó có một vị là nương tử của trình thống lĩnh vị còn lại là ai thì không rõ trình trình thống lĩnh mặt kim xảo dung biến sắc a à, sao ta chưa từng nghe nói trong phủ có vị thống lĩnh họ trình này a à, cô nương không biết cũng không lạ vị trình thống lĩnh này mới tới hiện giờ là người tâm phúc bên cạnh thái tử điện hạ nếu không thái tử phi nương nương cần gì phải lôi kéo nương tử của ngài ấy chứ? Thì nữ là người của Ninh gia cho nên không hề giấu giếm nàng. Lợi hại như vậy, không biết Trình thống lĩnh này là người nơi nào. Cái này nô tỳ cũng không biết, nghe nói trước đó ngài ấy từng làm bộ khoái của huyện nào đó, lần trước có công hộ giá nên thái tử điện hạ giữ ngài ấy lại làm thống lĩnh, ngài ấy và trữ thống lĩnh đều được điện hạ vô cùng tín nhiệm. Trái tim kim xảo dung đập điên cuồng, sắc mặt bất giác tái mét. Nói đến đây, cuối cùng nàng có thể khẳng định được rằng vị trình thống lĩnh được thái tử trọng dụng ấy chính là trình thiệu đường nàng không thể ngờ rằng trình thiệu đường lại có được cơ duyên trở thành thống lĩnh của phủ thái tử nghe giọng điệu của thị nữ không ngờ đến cả thái tử phi cũng đang nghĩ cách lấy lòng hắn ư lỡ như bọn họ kể chuyện của mình cho thái tử nàng không khỏi dùng mình không được không được mình nhất định phải nghĩ cách ngăn cản bọn họ không thể để bọn họ làm hỏng tương lai của mình bên kia Lăng Ngọc cũng không thể lấy lại bình tĩnh trong thời gian dài, nàng cũng không ngờ rằng kiếp này vẫn còn cơ hội gặp lại Kim Sảo Dung, lại còn gặp nhau trong hoàn cảnh khiến người ta bất ngờ như thế. Nàng theo thị nữ vào phòng bái kiến Thái tử phi, khi nghe thấy tiếng ban ngồi dịu dàng êm tai của nữ tử truyền tới, nàng vội vàng khuỵu gối cảm ơn, sau đó mới ngồi xuống. Từ khi nàng tiến vào, Thái tử phi vẫn luôn chăm chú nhìn từng cử chỉ hành động của nàng thấy nàng chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà phong thái lễ tiết đều đã học đâu ra đó, khiến người ta thể tìm ra bất kỳ lỗi sai nào thì không khỏi gật đầu. Xem ra ma ma dạy dỗ rất có tâm. Lăng Ngọc vội đứng lên đáp, ma ma đã tốn nhiều công sức dạy dỗ, là thiếp thần ngu dốt lĩnh ngộ có hạn. Không cần câu nệ, cứ coi như ở nhà là được. Thái tử phi mỉm cười, ý bảo nàng ngồi xuống. Lăng Ngọc phúc thân cảm tạ, sau đó lại ngồi xuống. Thái tử phi hỏi nàng vài chuyện nhà cửa ngày thường, mà trọng điểm là hỏi về bé đá, khi nghe nàng kể về đủ trò nghịch ngợm phá phách của bé, nụ cười trên mặt thái tử phi vẫn tràn hòa như cũ. Trình nương tử là người có phúc, có nhi tử như vậy cũng không uổng kiếp này, nàng thở dài và nói. Lăng Ngọc giật mình, nhất thời không biết nên đáp lời nàng như nào, bởi vì nàng biết rằng từ ngày thành hôn đến nay thái tử phi vẫn mãi chưa hoài thai. Nàng đang đắn đo, vừa định nói vài câu an ủi thì thái tử phi đã nhìn sang Dương Tố Vấn vẫn luôn ngồi yên lặng bên cạnh. Cô nương họ Dương, không biết lệnh tôn tục danh là tiên phụ là dương bá xuyên dương tố vấn không ngờ nàng lại hỏi đế mình trong phút hoảng loạn đã đáp theo bản năng tiên phụ tim thái tử phi nhói lên lệnh tôn đã tạ thế vậy có nghĩa là hy vọng cuối cùng của nàng cũng đã mất vâng đúng là vậy tiên phụ đã qua đời nhiều năm dương tố vấn căng thẳng đến nỗi nắm chặt cổ tay áo liếc nhanh qua nữ tử nhìn trông vô cùng dịu dàng dễ gần mặc xiêm y cao quý đang ngồi bên trên đây là thái tử phi đương triều sao trông thật duyên dáng chỉ là khí sắc không được tốt lắm tuy trên mặt phủ phấn nhưng nàng vẫn nhìn ra được những dấu ban li ti không biết ngày thường nàng ấy dùng cao hương gì nếu kiên trì dùng cao ngọc dung thì chưa đến nửa tháng có thể thấy rõ cải thiện nàng đang nghĩ thầm thì chợt nghe thấy thái tử phi nghi ngờ hỏi cao gì cao ngọc dung nàng nhanh mồm đáp lời vừa dứt đã trông thấy biểu cảm bất lực đến cùng cực của lăng ngọc lúc biết mình đã bất giác thốt ra những lời trong lòng thì chột dạ cúi đầu thái tử phi thấy dáng vẻ như muốn đào hố chôn mình của nàng ấy lại nhìn sang vẻ mặt hận không thể phân rõ ranh giới giả vờ không quen biết của lăng ngọc thì cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười cao ngọc dung là thứ gì sao nghe có vẻ quen tai thế nhỉ nó thật sự có công dụng thần kỳ như vậy sao thái tử phi cũng biết khí sắc của mình gần đây không tốt nhưng vẫn cố gắng trang điểm khéo nhất để người nhì không soi mói được gì nào ngờ bây giờ lại bị người ta chỉ tận mặt đúng là chuyện xưa nay chưa từng thấy nương nương quên rồi ư mấy hôm trước đại phu nhân vừa tặng một hộp nói rằng dùng rất tốt bây giờ nó vẫn đang nằm trong cháp trang điểm kìa thị nữ Thải Vân cười nhắc nhở. Ngươi nói vậy thì ta nhớ ra rồi, nếu đại tẩu và Dương cô nương đều nói nó tốt, đủ thấy nó thật sự là đồ tốt. Mặc dù thất vọng vì Dương Bá Xuyên đã qua đời, nhưng Thái tử Phi vẫn nhanh chóng nén sự ủ rũ xuống, mỉm cười nói. Thấy nàng chẳng những không trách mình thất lễ, mà vẫn dịu dàng dễ gần, Dương Tố vấn sừng sốt, ngay sau đó càng phấn khởi hơi. Nương nương, ta không lừa người đâu, tuy Cao Ngọc Dung có thể cải thiện vấn đề về da rẻ của người, nhưng mấu chốt là người vẫn phải nghỉ ngơi nhiều hơn, điều dưỡng tốt cơ thể bên trong mà điều dưỡng tốt thì bên ngoài ắt sẽ dạng dỡ dẫu không tô son điểm phấn vẫn có thể trói lọi khiến người ta không sao rời mắt được lăng ngọc không kịp ngăn cản chỉ đành bất lực xoa chán, khi nàng ấy hào hứng đứng lên toan bước đến trước mặt thái tử phi nàng túm chặt nàng ấy lôi nàng ấy quay lại khẽ nói đồ khùng này muội bớt bớt lại đi dương tố vấn sững lại chột dạ liếc nàng một cái sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống lúng túng không dám nói thêm gì nữa lăng ngọc căng ra đầu toan tạ tội xong lại thấy thái tử phi bỗng nhiên cất tiếng cười trong trẻo êm tai nàng ngẩn ngơ nhất thời không biết phải làm sao thái tử phi cười một lúc mới lấy khăn lau nước ở khóe mắt nhẹ nhàng chỉnh lại lớp trang điểm Bây giờ mới nén cười nói dương cô nương nói đúng đấy không hổ là nữ nhi của dương bá xuyên thái y có bàn tay thần thái y có bàn tay thần dương tố vấn đang thở phào vì nàng không trách tội mình giờ nghe nàng nói lời này thì lập tức nhăn mày khó hiểu lúc sinh tiền lệnh tôn chưa từng nói với cô nương chuyện này sao ông ấy vốn là thái y trong cung thường được mọi người gọi là thái y có bàn tay thần lúc mẫu hậu còn sống cơ thể của người đều do ông ấy tự mình điều dưỡng thái tử phi hơi bất ngờ không ngờ dương bá xuyên kia lại giữ kín như bưng quá khứ của mình như thế ngay cả nữ nhi thân sinh cũng không kể cho dương tố vấn gãi vành tai hóa ra cha thảo dân từng làm thái y ư việc này thảo dân quả thực chưa từng nghe người nhắc tới lẽ ra nếu có một quá khứ vẻ vang như thế thì ông ấy phải thường xuyên nhắc đến nó một cách đắc chí mới đúng Thái tử phi thấy nàng dễ thương nên bắt chuyện với nàng thêm một lúc, sau đó mới để hai người rời đi. Muội đúng là đồ điên, thật sự là khùng điên, may mà nương nương nhân hậu không trách tội, nếu không muội chết chắc. Trên đường rời khỏi chính viện, Lăng Ngọc không nhịn được mà trừng mắt với Dương Tố Vân. Dương Tố Vân nịnh nọt ôm lấy cánh tay nàng lắc lắc, "Tỷ tỷ tốt, sau này muội không dám nữa." Tổ tử, Dương cô nương, hai người đang đi qua một cái cổng vòm thì trông thấy Tiểu Mục đang mỉm cười bước tới chào hỏi. "Là Tiểu Mục đấy à, lâu lắm rồi không gặp đệ, thấy người quen lăng ngọc cũng thả lòng hơn ngươi về phục mệnh đi ta tự đưa hai người họ về tiểu mục nói với thị nữ dẫn đường thị nữ gật đầu đồng ý phúc lễ với hắn rồi rời đi giờ tẩu tử đi đón bé đá sao thằng bé đang ở võ trường với trình đại ca tẩu tử ở đây một một lúc để sai người đi báo cho trình đại ca làm phiền đệ rồi không phiền ạ à, tiểu mục gọi thị vệ cách đó không xa tới dặn đối phương vài câu lúc đang cùng lăng ngọc nói chuyện thì có một thị vệ đi tới nói thầm bên tai hắn để bận thì cứ đi đi, bọn ta ở đây đợi cũng được. Lăng Ngọc thấy hắn cau mày như thể gặp vấn đề hóc búa thì vội nói. Tuy tiểu mục muốn ở lại đây với các nàng nhưng cũng không thể trì hoãn công vụ, chỉ đành xin lỗi. Vậy để đi trước, tẩu tử yên tâm, nơi này cách võ trường không xa, chắc trình đại ca đang trên đường tới rồi. Ta biết rồi, để mau đi làm việc đi, Lăng Ngọc dục Bây giờ tiểu mục mới rời đi. Vào phủ thái tử quả nhiên khác xưa, muội thấy hắn ngày càng oai phong, cũng có phí thế hơn. Dương Tố Vấn nhìn bóng dáng xa dần của Tiểu Mục, chợt cất tiếng thở dài. Lăng Ngọc chỉ mỉm cười, không đáp lại nàng. Bề ngoài trông có vẻ oai phong, khí thế, nhưng đâu ai biết phía sau bọn họ phải đối mặt với bao nhiêu chuyện nguy hiểm. Đại Tẩu, phía sau hai người bỗng nhiên vang lên một giọng một giọng nói quen thuộc của nữ tử trẻ tuổi. Lăng Ngọc quay người thì trông thấy Kim Sảo Dung không biết đa xuất hiện trước mắt mình tự lúc nào. Quả nhiên là tỷ, ta biết ngay mà, trên đời này làm gì có người giống nhau như thế được, Dương Tố Vấn chỉ vào nàng ta và nói. Lăng Ngọc nắm nhẹ tay nàng ấy, ý bảo không cần nói nhiều, mặc dù Dương Tố vẫn có nhiều điều muốn hỏi, nhưng vẫn cố nuốt trở lại. Ngoan ngoãn đứng bên cạnh nàng, nhìn nàng thản nhiên nói chuyện với đối phương, ta và ngươi đã không còn quan hệ gì từ lâu, cho nên khỏi cần gọi ta là đại tẩu. Mà ta đoán cô nương cũng sẽ không để mọi người biết quan hệ của chúng ta trước đó. Kim Sảo Dung nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, nếu không phải đây vẫn là gương mặt mà nàng quen thuộc thì nàng không cách nào tin rằng vị nữ tử có phong thái và cử chỉ không thua gì nàng này lại chính là phụ nhân khắp người toàn mùi tiền của thôn trình ra kia. Xong, nếu đối phương đã nói thẳng ra thì nàng cũng không che giấu nữa, hú chi nơi này cũng không tiện nán lại lâu. Ngộ nhỡ để người ta phát hiện ra thì nàng sẽ gặp rắc rối mất, đến lúc đó cửa ải của đích tỷ sẽ không dễ vượt qua như vậy nữa. Nếu đã vậy, ta cũng mong tỷ có thể nhớ kỹ lời nói của mình, ta và tỷ đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Hãy chôn vùi những chuyện trong quá khứ, lời không nên nói thì cứ để nó mục nát trong bụng đương nhiên lăng ngọc cũng biết lý do nàng ta tới đây, nghe vậy cũng chỉ cười lạnh nói: ngươi yên tâm, nếu phải nói tới việc này, ta mới là người không muốn cùng ngươi có bất kỳ quan hệ gì. Vẻ mặt của kim xảo dung lập tức trở nên u ám, còn muốn nói gì đó nhưng đã trông thấy thị nữ mà nàng ta khó khăn lắm mới cắt đuôi được đang đi về phía này, vì thế kim xảo dung không dám nán lại nữa, nhanh chóng xài bước về hướng khác. Cho nên mục đích tới đây của nàng ta là muốn cảnh cáo tỷ để tỷ khâu chuyện quá khứ của nàng ta ra ngoài. Sau khi không thấy bóng dáng nàng ta nữa. Dương Tố Vấn mới nhíu mày hỏi. Có lẽ là vậy thật, nhưng muội cũng phải nhớ kỹ rằng nương tử của Thiệu An đã chết rồi, người trước mặt không có quan hệ gì với chúng ta cả, trước đây chúng ta cũng chưa từng gặp nhau, Lăng Ngọc lo lắng dặn dò nàng ấy. Tỷ tỷ yên tâm, muội biết chừng mực, Dương Tố Vấn cũng không phải kẻ ngu dốt, chỉ cần nghĩ một chút là biết tầm quan trọng của việc này, vì thế nào dám xem thường. Hai người đang nói chuyện thì Trình Thiệu Đường dắt tay bé đá đi tới. Lăng Ngọc thấy khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích của nhi tử, vừa giúp con lau mồ hôi vừa hỏi, Chàng đưa con đi làm gì vậy, sao lại toát hết mồ hôi thế này? Ta dẫn nó đến võ trường chạy vài vòng, người lúc này là. Trình thiệu đường đáp qua loa, tầm mắt lại hướng về phía kim xảo dung biến mất, hàng may rậm bất giác trao chặt. Chẳng lẽ hắn hoa mắt, không ngờ lại nhìn thấy kim thị kia. Lăng Ngọc biết người chàng hỏi là ai, nhưng không dám nói tỉ mỉ với chàng ở đây, nàng ôm con trai lên rồi khẽ nói, có gì về nhà nói kỹ hơn. Long trình thiệu đường trùng xuống, bỗng ý thức được rằng lúc nãy mình có thể không phải hoa mắt, sắc mặt lập tức đanh lại, khẽ gật đầu đến tận đêm khuya trình thiệu đường mới trở về thấy lăng ngọc khoác áo choàng lơ đãng gấp quần áo thì biết ngay là nàng đang đợi mình hôm nay thiếp nhìn thấy kim xảo dung ở chỗ thái tử phi chàng nói xem sao nàng ta lại ở đấy không phải nàng ta về nhà làm tiểu thư phú quý rồi sao thấy chàng đã về lăng ngọc vội vàng hỏi ban sáng trông thấy bóng dáng của kim xảo dung trình thiệu đường đã âm thầm thăm dò một phen giờ nghe nàng hỏi vậy bèn nói thân phận hiện tại của nàng ta là thứ muội của ninh chắc phi là tam cô nương từ nhỏ được gửi nuôi ở am nico của ninh gia ninh chắc phi vừa đón nàng ta về phủ ở tạm muội muội của ninh chắc phi đón đến ở tạm lăng ngọc khá bất ngờ nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó không bình thường trình thiệu đường ngừng một lát rồi chậm rãi nói nói là ở tạm chứ thật ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ chẳng qua là muốn vào phủ hầu hạ thái tử mà thôi sau lần đẻ non năm đó ninh chắc phi vẫn luôn khó hoài thai cho dù nàng ta xuất thân từ Ninh phủ thì trong lòng cũng không khỏi sốt ruột. Vị tam cô nương họ Ninh này chắc là được Ninh phủ đưa tới để giúp củng cố đại vị cho tỷ tỷ, đồng thời giúp Ninh phủ sinh hạ một cháu ngoại có dòng máu hoàng gia. Lăng Ngọc biến sắc. Bởi thế, giờ Kim Sảo Dung muốn làm thiếp cho thái tử, không đúng, gọi là thiếp thì trang trọng quá, thiếp của thái tử còn được dùng kiệu tám người khiêng vào phủ, được người trong cung công nhận, còn như kiểu của Kim Sảo Dung, nàng ta lấy thân phận là muội muội của Trác phi để vào phủ ở tạm nếu may mắn lọt vào mắt thái tử e rằng cũng chỉ là một thị thiếp không hơn không kém nhưng dẫu sao nàng ta cũng đã xuất giá rồi thân thể đã không còn hoàn bích nữa sao ninh phủ có thể đưa nàng ta tới chứ ngộ nhỡ chuyện này bị bại lộ há chẳng phải tự rước lấy phiền phức sao lăng ngọc vẫn không sao hiểu nổi khả năng duy nhất là nàng ta và vị cữu cữu tô gia của nàng ta đã che giấu chuyện này người nhà họ ninh không hề hay biết nàng ta đã từng xuất giá tiếp đoán được rồi có lẽ là từ khi mẫu thân nàng ta tức tô phu nhân qua đời quan hệ của Tô Gia và Ninh Gia dần xa cách, mà khi không còn quan hệ với Ninh Phủ. Cuộc sống của nhà họ Tô gần đây càng lúc càng khó khăn, bây giờ bọn họ mới cuống quyết tìm cháu ngoại về, định mượn quan hệ này để thắt chặt quan hệ với Ninh Phủ lần nữa. Hơn nữa, đúng lúc Ninh Phủ cũng không có cô nương đến tuổi xuất giá để vào phủ thái tử trợ giúp Ninh Chắc Phi. Đang ngủ ngật thì có người đưa gối đến, cho nên bọn họ mới nhận nàng ta một cách dứt khoát như vậy. Trình Thiệu Đường nói ra suy đoán của mình. Lăng Ngọc suy nghĩ một lát, cảm thấy vô cùng có lý. Nhưng mà, dẫu sao nàng ta cũng từng cùng gia đình chúng ta. Nếu để thái tử biết được, nàng ta làm như vậy quả thực mạo hiểm, nàng vẫn hơi lo lắng. Lỡ như Kim xảo dung thất bại, chọc giận thái tử, thái tử truy cứu rồi cha ra trình thiệu an, chẳng phải là chuốc rắc rối cho nhà mình sao. Hay là chúng ta nghĩ cách nhắc nhớ thái tử, để nhà chúng ta có thể rũ sạch quan hệ trong chuyện này. Trình thiệu đường lắc đầu, nhắc gì được, tam cô nương nhà họ ninh chỉ vào phủ bầu bạn với trưởng tỷ, còn được thái tử phi cho phép giờ chúng ta vội vã chạy tới nói với thái tử rằng tam cô nương của nhà họ ninh đã từng xuất giá không còn hoàn bích thì ra thể thống gì điều quan trọng nhất trong chuyện này nằm ở bản thân thái tử nếu ngài ấy không vừa ý tam cô nương họ ninh chúng ta đi nói chẳng phải là lôi thiệu an vào một cách vô ích sao cho dù ngài ấy nhìn chúng tam cô nương ninh ra đi nữa phủ thái tử nhiều cặp mắt như thế lẽ nào nàng ta có thể giấu mãi được ư nếu nàng ta đã dám làm như vậy nói không chừng đã có cách để lấp liếm chuyện kia rồi đến lúc đó dù chúng ta có nói thế nào đi chăng nữa, chỉ sợ cũng không tránh khỏi bị liên lụy, Lăng Ngọc lo lắng nói. Trình Thiệu Đường nhìn chầm chầm nàng, cho đến khi nàng bối rối, chàng, chàng nhìn thiếp như vậy làm gì. Tiểu Ngọc à, nàng thật sự chẳng hiểu nam nhân gì cả, đặc biệt làm những nam nhân có xuất thân cao quý. Lăng Ngọc trừng mắt với chàng, ấm ức nói, thiếp hiểu những nam nhân khác làm gì chứ. Trình Thiệu Đường bật cười, cũng cảm thấy lời mình vừa nói có chút không ổn, vội vàng che miệng ho khan để che giấu vẻ lúng túng. Với tính cách của thái tử, nếu ngài ấy phát hiện ra mình bị lừa thì chuyện đầu tiên làm chính là giết nàng ta cho hà giận, sau đó mới tính sổ với ninh phủ. Thái tử sẽ không phí tâm tư đi điều tra nam tử mà nàng ta từng gả là ai đâu. Dẫu sao đối với ngài ấy mà nói, tam cô nương của ninh gia chỉ là nữ tử tầm thường chơi chán thì bỏ. Thái tử là người làm việc lớn, ắt sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian với những nữ tử như vậy. Thê thiếp được cưới hỏi đàng hoàng mà thái tử còn chẳng dành quan tâm, hú chi là một người tự dâng tới tận cửa. Lăng Ngọc nghĩ về tính cách của Triệu Uân thì cảm thấy những lời chàng nói vô cùng đúng đắn. Như vậy xem ra, điều chúng ta cần làm chỉ là khoanh tay đứng nhìn, không dính líu đến nàng ta. Trình Thiệu Đường lắc đầu, thờ ơ nói, đó là điều đương nhiên, Trình Kim Thị đã chết rồi. Vị kia chẳng qua chỉ là một người xa lạ có tướng mạo giống với Kim Thị mà thôi, chúng ta tội gì phải lãng phí tâm tư vào nàng. Lăng Ngọc đương nhiên nhìn ra sự chán ghét cùng khinh thường trên gương mặt chàng biết chàng vẫn bất bình thay trình thiệu an và càng hận hành động vứt bỏ tướng công của kim xảo dung ngày đó nàng chỉ im lặng không tiếp tục đề tài này nữa vẫn còn một chuyện thiếp muốn thương lượng với chàng thiếp định mở phân tiệm của lưu phương đường ở kinh thành ý chàng thế nào hôm nay lúc ở trong phòng thái tử phi nàng đã nảy ra ý tưởng này cao ngọc dung đã du nhập vào giới quyền quý của phụ nhân trốn kinh thành tự lúc nào không hay nếu nàng không chớp lấy cơ hội này để kiếm một khoản tiền thì chẳng phải là quá đáng tiếc sao trình thiệu đường bất giác cho mày nàng có biết đạo lý cây to đón gió không lăng ngọc hít thở nặng nề lại nghe chàng nói tiếp tất nhiên nếu lưu phương đường mở tiệm ở kinh thành chắc chắn có thể kiếm được rất nhiều tiền khi việc kinh doanh càng ngày càng lớn tiền kiếm được càng nhiều ta chỉ sợ nó sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của ta và nàng xưa nay tranh đấu không thể thiếu trợ lực mà kể đến trợ lực ngoài người vật quyền thế ra thì tiền cũng không thể thiếu một khi lưu phương đường lớn mạnh nó sẽ trở thành một miếng thịt mỡ khiến người người đỏ mắt thèm thuồng ai mà không muốn nhào tới cắn một miếng chứ. Trong kinh thành có quá nhiều người quyền quý, tuy chàng dựa vào phủ thái tử, nhưng năng lực vẫn quá nhỏ bé, chàng không chắc chắn mình có thể bảo vệ được nó hay không. Nhưng nếu dựa vào thái tử, sợ rằng Lưu Phương Đường không phải họ trình hay dương nữa, mà sẽ là họ triệu. Và chàng tin rằng nàng sẽ không muốn nhìn thấy những điều này. Sau khi suy nghĩ, Lăng Ngọc hiểu rõ lo lắng của chàng, sau nhiều lần thay đổi sắc mặt, qua hồi lâu, nàng mới lẩm bẩm nói, chàng để ta suy nghĩ trước đã, nhất định vẫn còn cách khác cũng không phải không có cách, nàng chỉ cần tìm một người hợp tác là được. Giống như cách bọn nàng hợp tác với Diệp Gia của Thành Trường Lạc vậy, giờ cũng tìm một người hợp tác như vậy ở Kinh Thành, Trình Thiệu Đường lại nói. Đúng đúng đúng, thiếp còn có thể tìm thêm người hợp tác mới mà, hai mắt lăng ngọc sáng bừng lên. Trình Thiệu Đường lắc đầu, lấy quần áo sạch đi tắm rửa. Cộng sự ở Kinh Thành nào có dễ tìm như vậy, vừa phải có thế lực nhất định, lại còn phải phẩm hạnh đoan chính. Xong, đa phần những người thỏa mãn hai điều kiện này lại chưa chắc đã có hứng thú với việc kinh doanh của nàng. Trước nay nàng là người đã nói là làm, nếu đã có dự định như vậy thì sẽ lập tức liệt kê những người có thể cộng sự với mình ở kinh thành. Sau nhiều lần suy đi nghĩ lại, nàng phát hiện ra sự giúp đỡ mà mình có thể nhận được đều đến từ phủ thái tử. Hôm đó muội nghe thị nữ bên cạnh thái tử phi nói rằng hình như đại tẩu nhà ngoại của thái tử phi cũng đang cùng cao ngọc dung còn giới thiệu cho ngài ấy nữa, đây không phải là hai cộng sự tiềm năng của chúng ta sao? nghe nói nàng định mở phân tiệm của lưu phương đường ở kinh thành dương tố vấn vô cùng hào hứng tuy là thế nhưng thân phận của thái tử phi quá cao hơn nữa địa vị giữa chúng ta cách nhau quá xa làm sao có thể nói đến việc hợp tác được nếu hợp tác không dựa trên sự bình đẳng vậy thì đó không phải là hợp tác mà là bên làm bên hưởng lăng ngọc lắc đầu làm sao nàng chưa từng nghĩ tới thái tử phi chứ thế nhưng vừa nghĩ đến thân phận của ngài ấy là suy nghĩ này liền bị dập tắt đó là thái tử phi mẫu nghi tương lai của một nước không phải phu nhân nhà giàu bình thường buôn bán của Lưu Phương Đường có tốt đến đâu thì nàng cũng chỉ là một người bình dân, có tư cách gì mà bàn chuyện hợp tác với nữ tử tôn quý nhất thiên hạ. Mặc dù không thể cùng Thái tử Phi bàn chuyện hợp tác, nhưng chúng ta có thể mượn danh của Thái tử Phi, đồ mà đến cả Thái tử Phi còn công nhận, sau này còn lo không bán được sao, Lăng Ngọc cười khẽ, nói. Tỷ nói có lý, Thái tử Phi có thể giúp chúng ta làm gương mặt thương hiệu. Mắt Dương Tố Vấn sáng lên, nhanh chóng hiểu ý của nàng. Tuy có suy nghĩ này, nhưng chúng ta không thể nói thẳng ra như thế được, món hời của hoàng thất quý tộc nào có dễ chiếm như vậy lăng ngọc lắc đầu chuyện này trung quy vẫn cần hai bên cùng ngầm hiểu mới có thể làm được nếu không nó không phải trợ lực mà là trợ lực để ta viết cho đại xuân ca một thức thư hỏi ý kiến của huynh ấy đã nếu huynh ấy có thể bớt chút thời gian đến kinh thành thì càng tốt lăng ngọc đứng dậy đi tìm giấy bút nụ cười trên mặt dương tố vẫn lập tức đông cứng lại cần cần gì phải nói với huynh ấy chứ có hai chúng ta chắc cũng có thể làm được mà đâu cần vẽ vời thêm chuyện chứ hơn nữa Bên kia nhiều việc lắm, huynh ấy không rút ra được đâu." Lăng Ngọc đang mài mực nghe vậy lập tức dừng lại, nhìn nàng ấy với ánh mắt nghi ngờ, khi trông thấy vẻ mặt trột dạ thì hỏi ngay, "Muội khai thật cho ta, vì sao muội đến kinh thành? Đừng có lấy buồn chán làm cái cớ, muội tưởng ta là đứa trẻ 3 tuổi chắc, lấy câu đấy đi lừa bé đá, nó cũng chẳng tin đâu." Dương Tố vấn lắp bắp nói, "Muội nào, nào có lừa tỷ, chỉ là, chỉ là cảm thấy ở nhà chán quá, ngột ngạt quá, nên mới, nên mới muốn ra ngoài giải khuây." Và lại muội lớn từng này rồi mà vẫn chưa từng đến kinh thành muội đến đây chỉ vì muốn mở mang tầm mắt thôi mà lăng ngọc nhìn chằm chằm nàng ấy một lát sau đó tiếp tục mài mực được muội thích nói sao thì nói ta viết thư hỏi đại xuân ca kiểu gì huynh ấy cũng biết đừng 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 tỷ đừng nói với huynh ấy muội ở đây mà dương tố vấn cuống cuồng nhào về phía nàng cướp nghiên mực hai người đang ầm ĩ bỗng nghe thấy một chàng cười sang sảng của nam tử truyền vào ngay sau đó nghe thấy tiếng bước chân đang đi tới của trình thiệu đường chàng vui vẻ nói tiểu ngọc nàng xem ai tới này lăng ngọc nhìn về phía sau của chàng mừng rỡ bật thốt lên đại xuân ca huynh 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 đến đây làm gì vừa dứt lời dương tố vấn như thể trông thấy quỷ không đợi lăng ngọc kịp hoàn hồn đã đột nhiên xoay người bỏ chạy dương tố vấn nàng đứng lại cho ta lăng đại xuân không nói năng gì đã lập tức đuổi theo thấy bọn họ coi đây như trốn không người người chạy người đuổi lăng ngọc và trình thiệu đường chỉ biết đưa mắt nhìn nhau cả hai đều nhìn ra trong mắt đối phương vẻ nghi ngờ nàng ra đây cho ta không không ra, đã nói không ra là không ra. Có gan thì ra đây giáp mặt nói rõ. Muội không có gan, không có gan đấy. Cuộc đối thoại của hai người truyền tới từ xa, Lăng Ngọc bỗng thấy buồn cười, nhìn sang Trình Thiệu Đường cũng đang cố nhịn cười, hỏi, chàng gặp huynh ấy ở đâu vậy? Đại Xuân Ca tìm đến phủ Thái Tử, vừa khéo hôm nay ta trực trong phủ, vì cũng rảnh nên đưa huynh ấy về đây. Bên kia, Lăng Đại Xuân gõ cửa phòng bùm bụp, nhưng tố vấn ở bên trong lại cứng đầu không chịu mở cửa làm hắn tức đến nỗi suýt nữa tìm búa trẻ đôi cửa ra lăng ngọc tiến tơi cười khuyên giải được rồi huynh vừa đi quãng đường xa như thế cứ đi nghỉ ngơi trước đã có chuyện gì thì hôm khác nói không được sao dù sao người cũng ở đây rồi huynh còn sợ muội ấy chắc lăng đại xuân cười nhạt nàng ấy là con rùa rụt đầu chuyện gì mà chẳng làm được ngay cả chuyện không nói tiếng nào đã lén chạy mất cũng từng làm rồi đấy thôi lăng ngọc hắng giọng huynh yên tâm lần này muội cam đoan với huynh chắc chắn không để muội ấy chạy mất ngọc tỷ tỷ sao tỷ lại thế chứ dương tố vấn ở trong phòng vừa nghe nàng nói vậy đã bất mãn kêu lớn ta không như vậy thế muội ra đây nói cho ra nhẽ đi lăng ngọc nói với giọng điệu bất lực người ở trong phòng lầm bầm vài câu gì đó nhưng nàng nghe không rõ trình thiệu đường đứng cạnh hồi lâu cũng không nhìn được cười mà tiến lên bảo đảm đại xuân huynh huynh yên tâm đi có đệ ở đây muội ấy muốn chạy cũng chạy không thoát dù có chạy đệ cũng sẽ bắt được người về cho huynh Lăng Đại Xuân khá tin vào lời nói của Trình Thiệu Đường, với thực lực của chàng hiện tại quả thực có thể trông chừng thật tốt, cho nên cuối cùng hắn vẫn chừng mắt nhìn cánh cửa đóng chặt với vẻ không cam lòng, dường như làm vậy có thể lôi được người ở phía trong ra. Lăng Ngọc tự mình xuống bếp làm một bữa cơm tối thịnh soạn giúp hắn đón gió tẩy trần, sau khi ăn uống no say, nàng nói với Lăng Đại Xuân về kế hoạch mở một phân tiệm của Lưu Phương Đường ở kinh thành. Lăng Đại Xuân nghe xong cũng cảm thấy khá ổn, thật ra trước đó cũng có thương gia từ kinh thành tới tìm ta, muốn hợp tác cùng chúng ta, nhưng khi ấy muội không có ở đó nên ta định đợi muội về rồi thương lượng sau không ngờ muội lại đến kinh thành tuy kinh thành là nơi tập trung nhiều quý nhân thương gia cũng nhiều nhưng muốn tìm một người cộng sự e rằng không phải chuyện dễ dàng dù chất lượng sản phẩm có vượt trội đến đâu nếu sau lưng không có người chống đỡ thì rất dễ bị người khác gây khó dễ sau vài năm bôn ba khắp nơi lăng đại xuân đã từng chứng kiến rất nhiều nhà đang làm ăn phát đạt bỗng nhiên bị dính đến kiện cáo một cách khó hiểu sau cuộc kiện cáo ấy việc làm ăn của họ xuống dốc không phanh, sập tiệm chỉ là chuyện nhỏ, đáng sợ nhất vẫn là không giữ được tính mạng. Lăng Ngọc sớm đã đoán được hắn sẽ nói như vậy, nàng lại kể cho hắn nghe chuyện Thái tử Phi và tẩu tử nhà ngoại dùng cao Ngọc Dung, mắt Lăng Đại Xuân lập tức bừng sáng. Như vậy thì quá tốt rồi, nếu có thể nhận được sự trợ giúp của những quý nhân này, chúng ta không cần lo chuyện làm ăn thất bại, cũng không sợ những tên ăn no rừng mỡ hại chúng ta nữa. Chúng ta không rõ những cấm kỵ và phép tắc của nữ quyến quý tộc, vì thế cũng không cần bàn chuyện hợp tác với các nàng chỉ cần thỉnh thoảng mang đồ tốt nhất trong tiệm biếu cho các nàng là được nếu có thể nhận được sự đón nhận và yêu thích của các nàng thứ nhất nó đồng nghĩa với việc chúng ta vô hình chung được khoác mộ lớp áo bảo hộ thứ hai cũng gián tiếp gây được tiếng vang có câu thượng hữu hiếu giả bất tất hữu thậm yên giả hĩ những người tôn quý mà đã thấy tốt chẳng lẽ những người bình thường lại thấy tệ sao đương nhiên là nối đuôi nhau đến mua như gió rồi lang đại xuân vỗ đùi cái đét càng nói càng hưng phấn muội cũng nghĩ như vậy Lăng Ngọc cười nói. Trình Thiệu Đường uống sạch rượu trong chén, nhìn đôi huynh muội nói chuyện hăng say trước mặt. Họ đang lên kế hoạch xem chọn địa điểm ở đâu, trước tiên nên đầu tư bao nhiêu, định điều chế những loại cao hương nào vân vân. Chàng nhướng mày, cảm thấy hai người này không hổ là huynh muội, làm chuyện gì cũng sầm rền gió cuốn, không hề ẩm ở. Kể ra cũng là nhờ lần trước, lúc huynh ký hợp đồng với Diệp gia, muội đã nhắc nhở huynh trong hợp đồng phải xác định rõ nơi tiêu thụ cao ngọc dung. Nếu không bây giờ Diệp gia cũng đến kinh thành mở phân tiệm rồi, nếu thế thật thì khuynh cũng khó mà ăn nói diệp gia đang làm ăn yên ổn ở thành trường lạc sao tự dưng đến kinh thành làm gì lăng ngọc nói thế thì chưa chắc một khi tề vương về kinh thành trường lạc sẽ thay đổi sợ rằng việc kinh doanh của diệp gia sẽ có cải chấn động ta thấy gần đây diệp công tử đang rất buồn phiền vì việc này may mà quách đại nhân vẫn giữ chức ở huyện thanh hà nếu không ta cũng chẳng yên tâm mà tới kinh thành lăng đại xuân lắc đầu nói đợi chút huynh vừa nói gì cơ tề vương về kinh quách đại nhân vẫn giữ chức ở huyện thanh hà ư lăng ngọc giật mình đột nhiên túm lấy cổ tay áo hắn rồi hỏi đúng thế thánh chỉ đã ban xuống từ lâu rồi người trong thành trường lạc đều biết vài hôm nữa tề vương phải rời đất phong để về kinh thành e rằng sau này cũng không quay lại nữa công văn giữ nguyên chức vụ của quách đại nhân cũng đã được đưa tới lần trước ngài ấy vẫn còn cảm thán rằng thiếu mất một trợ thủ giỏi như thiệu đường kìa lăng đại xuân khó hiểu trước phản ứng dữ dội của nàng nhưng vẫn thành thật đáp ngài ấy nói thế thật sao lăng ngọc trước mắt nhìn trình thiệu đường đang tự uống tự rót Thật mà, Phủ Tề Vương trong kinh đã dọn dẹp xong rồi, chắc bây giờ Tề Vương đang trên đường về kinh rồi đấy. Còn về Quách đại nhân, ngài ấy quả thực vẫn ở lại huyện Thanh Hà nhậm chức. Trình Thiệu Đường cũng cảm thấy khá khó hiểu trước phản ứng của nàng, nhưng chàng không hỏi gì, dù sao những chuyện kỳ quái của nương tử cũng đâu có ít, nếu nàng đã không muốn nói thì chàng cũng chẳng muốn hỏi. Việc này, việc này không hợp lý. Lăng Ngọc cảm thấy đầu mình đau nhức. Tề Vương về kinh đã đành, dù sao kiếp trước ngài ấy cuối cùng cũng rời đất phong để về kinh từ đó ở lại kinh thành. Nhưng Quách Đại Nhân thì sao, nàng vẫn nhớ rõ rằng ngài ấy được điều tới Kim Chây nhậm chức chi phủ mà, vì sao kiếp này vẫn ở lại huyện Thanh Hà. Lẽ nào là vì kiếp này thái tử còn sống ư? Thái tử còn sống khiến cho vận mệnh của gia đình nàng cũng có biến hóa, ngay cả tiền đồ của Quách Đại Nhân cũng có thay đổi ư. Nàng nghĩ mãi không thông, kiếp trước thái tử chết, Quách Đại Nhân dựa vào chiến tích của mình mà được điều nhiệm làm chi phủ. Kiếp này thái tử không chết, chiến tích của Quách Đại Nhân cũng không hề thay đổi, nhưng tại sao ngài ấy lại không được tham quan hai người này có quan hệ gì sao nàng cảm thấy mình không thể tiếp tục nghĩ về chuyện kiếp trước nữa nên buông bỏ tất cả những chuyện đã xảy ra không thể để nó ảnh hưởng đến năng lực phán đoán của nàng ở kiếp này trên thực tế sau khi thái tử trải qua kiếp nạn sinh tử lần trước đáng lẽ nàng phải nhận ra điều này mới đúng nếu thái tử còn sống mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác nghĩ thông suốt điều này nàng dần dần bình tĩnh lại nhưng trong lòng vẫn còn thắc mắc hỏi tiếp đất phong đã ban rồi còn ở đó nhiều năm như thế sao ngài ấy vẫn còn được về kinh thành việc này ta cũng không rõ nữa lăng đại xuân lắc đầu hắn chỉ là một người dân bình thường làm sao biết được ý đồ của triều đình lăng ngọc lại nhìn sang trình thiệu đường trình thiệu đường đặt đũa xuống suy nghĩ một chút rồi nói giản lược sau khi thái tử điện hạ về kinh thế lực của ngài ấy đã tăng lên đáng kể các vương gia khác trong kinh sắp không chống lại được nữa còn về quách đại nhân sợ rằng ngài ấy đã bị liên lụy chàng cũng vừa mới biết đến chuyện này cách đây không lâu muội muội ruột của quách đại nhân là chắc phi của lỗ vương chàng từng là thuộc hạ của quách đại nhân mà lại cứu thái tử hiện giờ còn trở thành thuộc hạ của thái tử khó trách lỗ vương chút giận lên quách đại nhân lăng ngọc bừng tỉnh đại ngộ bởi thế lần này tề vương về kinh là tác động của một ván cờ giữa thái tử các vị hoàng tử khác sao có lẽ đám người lỗ vương muốn kéo thêm người về để có thêm một người luân phiên công kích thái tử để bản thân họ dễ thở hơn nhưng cuộc tranh giành giữa những huynh đệ hoàng thất này hẳn là chẳng liên quan đến bọn nàng nghĩ như vậy nàng tức thì không còn lo sợ nữa, vẫn là câu nói cũ, thật ra nàng không cần phải lo bỏ trắng răng. Sau bữa cơm tối, nhân lúc Trình Thiệu Đường và Lăng Đại Xuân nói chuyện trong sảnh chính, Lăng Ngọc bưng cơm canh đã chuẩn bị sẵn đến gõ cửa phòng Dương Tố Vấn. Vẫn là Ngọc tỷ tốt với muội nhất, Dương Tố Vấn đang đói đến nỗi đầu choáng mắt hoa hai chân nhũn ra, vừa nhét thức ăn vào miệng, vừa nhồm nhòm nói. Có phải muội làm gì đắc tội Đại Xuân ca rồi không? Sao nhìn thấy huynh ấy như chuột thấy mèo thế? Lăng Ngọc đưa chén trà cho nàng ấy, cho mày hỏi dương tố vấn đang gấp thức ăn thì sững lại dở vừa không nghe thấy lời nàng vừa nói ngọc tỷ tay nghề nấu ăn của tỷ ngày càng tiến bộ nấu ngon hơn bích tỷ gấp mấy lần liền lúc tỷ không ở mỗi ngày nào cũng nhớ đồ ăn tỷ nấu mỗi cứ giả ngu tiếp đi rồi sẽ đến lúc ta biết hết lăng ngọc hừ một tiếng dương tố vấn nuốt xuống miếng cơm cuối cùng nhấp vài ngụm trà bấy giờ mới thở dài nói thật ra muội cũng biết đạo lý hòa thượng chạy nhưng miếu vẫn còn đã làm sai thì chạy thế nào cũng không thoát trước sau gì cũng phải đối mặt rốt cuộc muội đã làm sai việc gì lăng ngọc bị nàng khơi lên lòng hiếu kỳ tuy con nhóc này hay gây họa nhưng trước đây mỗi lần muội ấy gây họa sao chẳng bao giờ thấy muội ấy sợ hãi đến mức bỏ trốn không dám đối mặt như bây giờ mà dương tố vấn đỏ bừng lên không được tự nhiên mà quay mặt đi phải mất một lúc lâu mới lý nhí nói muội 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 đã khinh bạc đại xuân ca cái gì muội nói gì cơ lăng ngọc nhất thời nghe không rõ lời của nàng ấy muội nói muội đã khinh bạc lăng đại ca dương tố vấn chột dạ nhắc lại muội khinh bạc đại xuân ca á, lăng ngọc không dám tin mà chừng to hai mắt. xịt tỷ nói khẽ thôi, dương tố vấn vội vàng bụng miệng nàng lại ngó nghiêng bốn phía như thể sợ bị người ta nghe lén. lăng ngọc kéo tay nàng ra khỏi miệng mình, thầm thì hỏi lại, muội nói muội khinh bạc đại xuân ca ư? Ừ, ta không nghe nhầm chứ, thật sự không phải ngược lại sao? mặt dương tố vấn lại đỏ hơn, ngượng ngùng nói, tỷ không nghe nhầm, là muội đã khinh bạc huynh ấy, nhưng muội, muội cũng chỉ vô ý thôi. môi lăng ngọc run run vẫn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa muội khinh bạc huynh ấy thật sao không phải huynh ấy khinh bạc muội sao nghĩ thế nào cũng không thích hợp đáng lẽ phải ngược lại mới đúng chứ nhỉ đã nói là muội khinh bạc huynh ấy mà là muội là muội dương tố vấn giận dỗi lớn tiếng nhắc lại lời vừa dứt nàng nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của lăng ngọc đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng cổ cứng đờ quay lại đập vào mắt là ánh mắt như muốn ăn thịt người của lăng đại xuân cùng với vẻ mặt nhịn cười của trình thiệu đường tiểu ngọc con đang quấy đòi nàng kìa chúng ta về xem con đi. Trình Thiệu Đường ho khan một tiếng, giả bộ nói chuyện với nàng. Lăng Ngọc bắt được sóng, đáp: đúng đúng đúng, con đang quấy. Chúng ta về thôi, chúng ta về thôi. Nói xong, Phu Thê lần lượt sải bước rời đi, né được tiếng gầm giận dữ của Lăng Đại Xuân, còn định chạy đi đâu? Đại Xuân ca đúng là lỗ mãng, như vậy thì không được đâu. Tố vấn vẫn chỉ là một cô nhóc, huynh ấy phải dỗ dành mới được. Lăng Ngọc cảm thán. Lời này có lý, nhưng hiện giờ người làm sai là Tố vấn cô nương còn người đuổi theo đòi nợ là đại xuân huynh trình thiệu đường tiếp lời lăng ngọc cười nhạo được rồi đó huynh ấy cũng lừa con bé tố vấn đấy thôi nói không chừng khinh bạc gì đó kia còn là huynh ấy cố tình dựng lên định giao sắc chặt đay dối đấy mà định bắt người trước trình thiệu đường khép miệng ho khan một tiếng tiểu ngọc à huynh ấy là huynh trưởng của nàng vì thế dù gì cũng phải nói năng nể nang tí chứ lăng ngọc cười híp mắt nói tiếp cũng may huynh ấy là huynh trưởng của thiếp đấy nếu là người khác thì thiếp đã vung con dao phay đuổi huynh ấy ra ngoài từ lâu rồi trình thiệu đường ta nghe nói trần ma ma đã dạy nàng lễ nghi quy tắc được một thời gian rồi đúng không lăng ngọc phất cổ tay áo làm một cái lễ chuẩn mực cho chàng xem tướng công thiếp thân đi trước đây trình thiệu đường bật cười lắc đầu bất lực khi nhìn bóng người duyên dáng bước đi đến sáng sớm ngày hôm sau dương tố vấn vẫn trốn trong phòng không chịu gặp ai dương đại xuân thì thoải mái ra ăn sáng cùng gia đình trình thiệu đường thậm chí thậm trạng trông có vẻ khá tốt nụ cười trên mặt phơi phới dạng người. Lăng Ngọc vừa bón con trai, chốc chốc lại quay sang liếc hắn, Lăng Đại Xuân chỉ coi như không thấy, ăn sáng xong ta sẽ lên phố xem xét tình hình, xem mở tiệm ở đâu tốt, trước tiên chúng ta cứ chọn địa điểm trước, sau đó mới từ từ chuẩn bị những thứ khác. Vậy cũng tốt, hôm nay đệ không cần đi trực, hay là đệ đi cùng huynh nhé, Trình Thiệu Đường nói. Được vậy thì tốt quá, Lăng Đại Xuân cười ha ha, vui vẻ vì có người đi cùng. Mãi đến khi hai người rời đi, dương tố vấn mới ra khỏi phòng điềm nhiên như không mà bắt đầu ăn sáng lăng ngọc muốn hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì nhưng suy đi nghĩ lại vẫn từ bỏ ngày tề vương lẳng lặng về kinh lăng ngọc trông thấy xa giá của hắn tiến vào cổng thành môi nàng mấp máy trong lòng nảy sinh một loại cảm giác như đã cách mấy đời kiếp trước tướng công của nàng cũng là một thành viên trong đoàn xa giá của tề vương nhưng ở kiếp này chàng lại trở thành thống lĩnh của phủ thái tử kiếp này không có dính líu gì tới tề vương cả nàng nhẹ nhàng thở phào đúng lúc lăng đại xuân đi tới cười hỏi thở dài gì thế tuy trong kinh đâu đâu cũng là tấc đất tấc vàng nhưng chúng ta cũng không nghèo đến nỗi không thuê được một mặt tiền ta còn đang nghĩ đến việc đón cha nương vào kinh khi khi việc làm ăn ở đây đã ổn định lưu phương đường của huyện thanh hà cứ giao cho trụ tử tẩu vậy cũng tốt sợ cha không đồng ý thôi huynh cũng biết cái tính cực kỳ cố chấp của ông ấy mà nếu đã không muốn thì huynh cũng chẳng làm gì được đâu theo muội thấy ôi chao lăng ngọc đang nói một người đàn ông hớt hải va vào cánh tay của nàng xin lỗi, xin lỗi, nam tử kia cũng không ngờ lại đâm vào người ta, vội vàng không người nói lời xin lỗi. Người ta đã xin lỗi nên Lăng Ngọc cũng không truy xét, không sao, đâu. Sắc mặt nàng đại biến, đồng tử co rút kịch liệt vì nhớ lại một số ký ức khủng khiếp, nàng nhìn chòng chọc vào bóng người nam tử đang giải bước rời đi, cơ thể nàng không ngừng run rẩy. Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, Lăng Đại Xuân nhận ra sự khác thường của nàng, tưởng nàng bị đâm vào chỗ nào nên bị thương, không khỏi lo lắng hỏi. Hà, muội, muội không sao, không sao, chúng ta, chúng ta về đi sắc mặt lăng ngọc tái nhọt đầu óc trống rỗng lẩm bẩm nói không sao thật chứ ta thấy sắc mặt muội kém lắm có phải không khỏe chỗ nào không hay là gần đây bận bịu quá mệt quá lăng đại xuân lo lắng gặng hỏi muội không sao thật mà về nhanh thôi để tố vấn với bé đá đang ở nhà kiểu gì cũng quậy banh nóc cho xem lăng ngọc cố gắng trấn tĩnh lại thấy nàng không muốn nói nhiều lăng đại xuân cũng không hỏi thêm nữa hai huynh muội đi được một đoạn lăng ngọc không nhịn được mà quay đầu nhìn sạp hàng nơi nam tử kia dừng lại bấy giờ hắn ta đang nói chuyện với ông chủ đại xuân xa huynh làm giúp muội xem nam tử va vào muội lúc nãy ở chỗ nào nàng cắn răng keo ống tay áo lăng đại xuân rồi khẽ nói lăng đại xuân nghi ngờ nhìn nàng thấy sắc mặt nàng tái hơn suy nghĩ một chút rồi đồng ý ngay được vậy muội về nhà một mình nhé ta dò la được sẽ nói với muội vâng huynh cẩn thận chút đừng để hắn phát hiện lăng ngọc dặn lăng đại xuân gật đầu bước nhanh theo nam tử cách đó không xa hai người một trước một sau nhanh chóng biến mất trong dòng người tấp nập lăng ngọc lơ đãng rửa rau không để ý đến bộ dạng muốn nói lại thôi của dương tố vấn cuối cùng dương tố vấn vẫn không nhịn được mà nhắc nhở ngọc tỷ chỗ rau này tỷ rửa nhiều lắm rồi còn rửa nữa thì nó sẽ nát hết mất bây giờ lăng ngọc mới phát hiện ra cười ái náy đang định nói vài câu thì chợt thấy bóng lăng đại xuân trở về nàng vội vàng đưa rổ rau cho dương tố vấn rồi hớt hải ra đón sao rồi lăng đại xuân nhìn trái ngó phải sau đó mới nhỏ giọng đáp ta đi theo thì trông thấy hắn vào cổng sau của phủ tề vương nghe ngóng mới biết người này là hạ nhân phụ trách mua sắm trong phủ hình như tên là tôn tử gì đó người của phủ tề vương sao lại thế được sao hắn lại là người của phủ tề vương chứ trong mắt lăng ngọc đầy vẻ không thể tin nổi cánh môi run lên sao hắn ta có thể là người của phủ tề vương chứ sao lại không thể là người của phủ tề vương tiểu ngọc rốt cuộc muội đang nghĩ cái gì lăng đại xuân lấy làm khó hiểu hạ nhân của phủ tề vương có gì mà phải hoảng hốt thế chứ khắp kinh thành này đâu đâu cũng là nhà quyền quý, ngẫu nhiên gặp được vài hạ nhân nhà thế gia vọng tộc cũng có sao đâu nhỉ. Lăng Ngọc lại không biết bắt đầu nói từ đâu, cuối cùng đành tìm đại một lý do để đuổi hắn đi, còn nàng thì về phòng với tâm tư dối bời. Đêm đó, nàng chăn chọc mất ngủ, đến tận canh ba mới mơ màng thiếp đi. Trong đêm tối, gã đàn ông lạ mặt bổ nhào về phía nàng, đè chặt nàng ở dưới thân, xé mạnh quần áo trên người nàng, chĩa cái mồm hôi thối lên mặt nàng. Nàng liêu mạng vũng vẫy, tay phải trong cơn hoảng loạn bỗng nhiên chạm vào được một vật cứng, ngay lúc đó, nàng nắm lấy nó đập mạnh lên đầu gã ta. Tức thì, gã ta rên lên một tiếng rồi ngã xuống. Sấm đánh đùng đoàng, tia chớp cắt ngang bầu trời đêm, trong nháy mắt chiếu sáng cả căn phòng tối đen như mực, nhờ thế soi rõ khuôn mặt đẫm máu trên mặt đất. Lăng Ngọc bỗng choàng tỉnh. Là gã, quả nhiên là gã ta, chính là hạ nhân tên côn tử của phủ Tề Vương ban sáng va vào nàng. Nhưng mà, tại sao lại là gã, tại sao lại là người của phủ Tề Vương? nàng cảm thấy đầu mình bắt đầu đau nhức nàng vẫn luôn cho rằng gã đêm đó chỉ là một kẻ lưu manh đầu đường xó chợ bị gã nhắm tới chỉ có thể nói là mình xui xẻo nhưng hiện tại nàng lại bắt đầu hoài nghi suy nghĩ này của mình nghiêng đầu nhìn nam nhân đang say giấc bên cạnh nàng bất giác cau mày kiếp trước mối liên hệ duy nhất giữa nàng và phủ tề vương chính là nam nhân này sau khi chàng chết phủ tề vương đưa tiền trợ cấp tới kể từ đó nàng và phủ tề vương hoàn toàn cắt đứt quan hệ nàng biết dù là ở đâu cũng sẽ có vài con sâu làm giàu nồi canh tuy tên côn tử kia từng làm việc cho phủ tề vương song cũng không thể nói rằng những chuyện xấu mà hắn làm với mình có liên quan đến phủ tề vương thế nhưng kiếp trước tướng công nàng hy sinh vì chủ tử của phủ tề vương còn nàng thì suýt nữa bị người của phủ tề vương cưỡng hiếp vì thế trong lòng nàng khó tránh khỏi cảm giác khó chịu bột một cái bàn chân nhỏ nhắn mềm mại của bé đá đập vào ngực nàng cũng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng lăng ngọc lắc đầu bất lực ôm thằng nhóc có dáng ngủ phóng khoáng này lại nhìn gương mặt nhỏ bé đang say ngủ với vẻ chiều mến cuối cùng dằn lòng không đậu thơm lên chóp mũi con chẳng biết nó mê ngủ thế này từ lúc nào nữa chắc là từ trong bụng mẹ ra giọng nói trầm khàn của nam tử bỗng vang lên bên tai nàng nàng quay đầu nhìn thì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của trình thiệu đường thiếp đánh thức chàng sao nàng áy náy hỏi chàng đi trực về đã sắp canh hai mãi đến canh ba mới đi ngủ vậy mà ngủ được vài canh giờ đã bị đánh thức lăng ngọc cảm thấy đau lòng không thôi trình thiệu đường lắc đầu không phải là ta ngủ không ngon dễ bị thức giấc trên thực tế từ khi vào kinh là chàng không có ngày nào được ngủ ngon giấc nhất là mấy ngày gần đây công việc bề bộn có khi mấy ngày liền không được nằm xuống nghỉ ngơi chàng có từng hối hận vì ngày đó không vào phủ tề vương không lăng ngọc do so dự một lát vẫn không kìm được mà cất tiếng hỏi mặc dù nàng chưa từng tiếp xúc với tề vương nhưng cũng từng nghe nói về sự nhân hậu của ngài ấy tề vương là người có khí phách quân tử có lẽ sẽ dễ trung đụng hơn vị thái tử tâm trạng bất ổn tình tinh cổ quái hiện giờ nếu ngày đó nàng không ngăn cản chàng để chàng tới phủ tề vương thì hẳn là những chuyện sau này sẽ không xảy ra. Trình thiệu đường sửng sốt, sao nàng lại hỏi như vậy? Ngày đó không đi phủ tề vương là quyết định mà ta đã nghĩ sâu tính kỹ. Huống hồ, bất kể là vì nguyên nhân gì, thái tử điện hạ đối đãi với ta cũng không tệ, vì sao ta phải hối hận vì đã không đi theo người khác chứ? Thấy nàng trầm mặc không nói, chàng thở dài, dịu dàng vén tóc mai của nàng, nàng đừng nghĩ nhiều nữa, chẳng phải bây giờ chúng ta đang sống rất tốt sao? Nếu nàng muốn tiếp tục làm ăn thì cứ làm, nếu nàng không muốn thì cứ yên tâm ở nhà bổng lộc hiện giờ của ta dư sức nuôi mẹ con nàng chàng không cố ý nói khoa trương với tư cách là thống lĩnh của phủ thái tử tiền lương hàng tháng của chàng không tính là ít hơn nữa thái tử thỉnh thoảng cũng ban thưởng cho nên thu nhập mỗi tháng của chàng thực sự tương đối khả quan ít ra cũng đủ để vợ con không phải lo kiếm sống ở một nơi tức đất tức vàng như kinh thành lăng ngọc biết chàng không nói quá tuy thái tử vui buồn thất thường nhưng quả thực là một chủ tử khá hào phóng trước đó nàng còn không biết là một lần ban thưởng của ngài ấy cũng đủ để gia đình nàng sinh hoạt trong mấy năm so ra cũng khó trách có người thà làm thiếp nhà giàu còn hơn làm vợ nhà nghèo trong khoảnh khắc này nàng càng cảm nhận được sâu sắc rằng chỉ cần người này có thể luôn ở bên cạnh nàng cả đời này nàng thật sự không cần phải lo lắng chuyện mưu sinh nữa cho dù nghèo khổ đến đâu người này cũng sẽ có cách để vợ con không bao giờ phải chịu đói nàng nghĩ bụng kiếp này mình đã quá quen với việc có chàng ở bên có chàng giúp mình lo toan hết thảy nhưng một ngày nào đó chàng bỗng nhiên không còn nữa, nàng chỉ có thể chật vật làm lại từ đầu. Nhưng mà, cứ nghĩ đến kẻ khiến nàng vài năm cuối ở kiếp trước, đêm nào cũng phải giấu một con dao dưới gối là nàng lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cho dù kiếp này gã chưa từng làm hại nàng, nhưng nàng cũng phải chút giận thay mình của kiếp trước. Một kẻ có ý đồ cưỡng hiếp thê tử của cố nhân, cho dù hắn có điều gì bất đắc dĩ hay không, thì đều không đáng được tha thứ. Nàng thầm hạ quyết tâm. Tuy Lăng Đại Xuân một lòng muốn giải quyết xong sớm việc cửa hàng, nhưng không ngờ ngày nào lăng ngọc cũng đòi đi cùng mình ra ngoài hắn đã khuyên nhủ nàng nhiều lần nhưng lăng ngọc luôn lấp liếm bằng đủ loại lý do dần ra hắn chỉ đành để nàng đi theo dù sao tướng công của người ta cũng không thèm để ý chuyện vợ mình lông bông bên ngoài cả ngày hắn bận tâm làm gì chứ nghĩ theo cách này khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn tuy lăng ngọc mang tiếng đi tìm cửa tiệm cùng lăng đại xuân nhưng thật ra nàng luôn âm thầm theo dõi thời gian gã côn tử kia ra ngoài mua sắm bao gồm cả việc gã ta có thường xuyên ra ngoài không hay đi con đường nào mấy giờ xuất phát có dẫn theo người nào đi cùng không vân vân mọi việc đều được nhà ghi nhớ trong lòng cứ như vậy mấy lần cuối cùng nàng cũng nắm chắc quy luật ra ngoài mua sắm của đối phương một ngày nọ tiểu mục đang rời khỏi phủ thái tử sau khi hoàn tất ca trực thì chợt nghe thấy phía sang có người đang gọi mình hắn quay đầu nhìn thì nhận ra ngay là lăng ngọc vì thế lập tức mỉm cười tiến lên chào hỏi tẩu tử đấy hả à? tẩu tới tìm trình đại ca ạ à? trình đại ca còn chưa về cơ e rằng phải mấy ngày nữa lận Mấy ngày trước Trình Thiệu Đường nhận nhiệm vụ ra ngoài làm việc, đến giờ vẫn chưa trở về. Ta biết, ta tới đây không phải tìm chàng, mà là tìm đệ, Lăng Ngọc đáp. Tìm đệ á, tiểu mục hơi bất ngờ. Lăng Ngọc nhìn xung quanh, ra hiệu cho hắn đến một nơi vắng vẻ, bấy giờ mới nói thầm với hắn một chàng, tiểu mục nghe xong thì ngạc nhiên há hốc mồm. Không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, qua hồi lâu hắn mới do dự hỏi, người nọ đắc tội với tẩu từ sao. Đúng, hắn đắc tội ta, nên ta muốn dạy cho hắn một bài học nhưng đệ cũng biết đó với tính tình của trình đại ca đệ chàng nhất định sẽ bảo ta phải khoan dung độ lượng xong tuy ta chỉ là một phụ nhân nhưng xưa nay tính tình hẹp hòi có thủ tất báo vì thế đệ có muốn giúp ta không lăng ngọc thản nhiên đón lấy ánh mắt của hắn hỏi tiểu mục không ngờ nàng sẽ nói những lời như vậy nhìn nàng với ánh mắt bỡ ngỡ một lát sau hắn cười toát mồm tẩu tử đúng là người thẳng thắn được đệ sẽ giúp tẩu việc này đệ còn phải nhớ kỹ là không được nói cho trình đại ca đâu đấy lăng ngọc lại dặn hắn Dĩ nhiên rồi, Tẩu tử yên tâm ạ, à, Tẩu tử tin tưởng nên mới tới tìm đệ giúp đỡ, sao đệ có thể bán đứng Tẩu được chứ? Tẩu yên tâm, Tiểu Mục ưỡn ngực, nghĩa khí đáp. Bây giờ Lăng Ngọc mới vừa ý gật đầu. Khá lắm, đây mới là Tiểu Mục mà nàng biết. Nói đến côn tử, hôm nay gã ra ngoài như mọi ngày, trên đường đi gặp không ít người trong phủ chủ động chào hỏi hắn, hắn chỉ nghiêm mặt, gật đầu coi như hỏi thăm. Từ khi có được công việc này, người muốn tiếp cận hắn càng ngày càng nhiều những kẻ ngày xưa coi thường hắn hiện tại thấy hắn thì cười tít mắt nịnh bợ những kẻ từng bắt nạt hắn bây giờ trông thấy hắn thì lập tức đi đường vòng chỉ sợ để hắn bắt gặp thì sẽ bị báo thủ như thường lệ hắn và hai người nữa chia nhau ra làm việc khi hắn đang đi một mình trong con hẻm vắng lặng thì bỗng nhiên trước mắt đen ngòm có người ở phía sau chùm bao tải lên đầu hắn hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ai đó đá lên mông khiến hắn lập tức ngã nhoài ra đất ngay sau đó là những nắm đấm nện xuống người hắn như mưa hắn hoàn toàn không thể trốn tránh mà ăn chọn từng cú đấm xem nữa ngất đi một lát sau lại có ai đó liên tục dùng gậy đánh mạnh lên người hắn tiếng bục trầm đục vang lên lưng hắn hứng chọn tất cả cơn đau ập đến như thể xương cốt sắp bị người ta đập nát đau đến nỗi hắn không nhịn dược mà kêu lên vừa kêu vừa trốn hảo hán tha mạng hảo hán tha mạng nhưng ai rè hắn càng cầu xin đối phương càng đánh dữ dội hơn vài tiếng bục 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 nữa lại vang lên đánh lên người hắn không trượt phát nào khiến hắn liên tục kêu lên thảm thiết trong mắt lăng ngọc tràn đầy cam hận nàng sốc gậy lên đánh xuống người hắn không chút khoan hồng côn tử hận không thể chết ngay lập tức hắn vốn tưởng rằng một cú này đã đủ khiến hắn đau rồi nào ngờ cú tiếp theo lại càng khiến hắn đau càng thêm đau thậm chí hắn còn nghe thấy tiếng xương nứt gãy của mình hắn vừa đau vừa sợ không ngừng kêu rên xin tha chỉ sợ trễ một khắc thôi là mình sẽ bị đối phương đánh chết tiểu mục vốn đang vung nắm đấm để đánh côn tử đã phải dừng lại trước những cú nện mạnh không ngừng của Lăng Ngọc, hiện giờ hắn chỉ dương mắt đẫn đờ, cũng không kìm được mà dùng mình một cái. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn, hắn không ngờ một người có vẻ ngoài dịu dàng săn sóc như tẩu tử, khi ra tay lại tàn nhẫn như vậy. Trong bộ dạng dữ tượng của tẩu ấy, ai không biết còn cho rằng tẩu ấy có thâm cừu đại hận gì với đối phương. Hắn nhìn nam nhân bị đánh đến nỗi trốn không thoát kêu chẳng xong bằng ánh mắt thương cảm, trong phút không để ý, hắn bị đôi chân đang vùng loạn của đối phương đá trúng. Hắn vị người vào tường theo bản năng, nhưng lại không phát hiện ra có đồ vật trên người mình bị rơi xuống đất. Thấy tiếng kêu của người nọ càng ngày càng yếu, Lăng Ngọc còn định nện một phát nữa lên người gã, nhưng cuối cùng hắn cũng không kiềm được nữa mà đưa tay ra nắm lấy gậy gỗ, lắc đầu với Lăng Ngọc đang đánh đến đỏ mắt, sau đó làm khẩu hình đi mau với nàng. Lăng Ngọc thở phì phò, thầm than may mà còn biết dừng lại đúng lúc, nếu thật sự đánh chết đối phương, e rằng khó mà giải quyết được hậu quả. Cho nên, nàng không cam lòng đá thật mạnh lên người kẻ đang quằn quại trên đất, sau đó vứt phát gậy gỗ cùng tiểu mục chạy trốn như bay. Hai người chạy đến một nơi không người mới dừng lại, Lăng Ngọc lau mồ hôi trên trán, trên mặt nở một nụ cười hả hê sán lạn. Nàng cảm thấy, nàng chưa từng nhẹ nhõm như lúc này, dường như hết thảy mây đen bao phủ trên đầu đều tiêu tán hết, lại giống như tất cả nỗi sợ hãi tích tụ hai kiếp đều được chút bỏ. Từ nay về sau, trong giấc mộng giữa đêm của nàng, nỗi sợ hãi trong ký ức sẽ chỉ còn là cảnh tượng hôm nay gã ta bị đánh. Tẩu tử, cho dù lần này tẩu không nhắc đệ thì đệ cũng chẳng dám nói cho trình đại ca biết đâu nhớ đến hành động ban nãy của hai người tiểu mục vừa buồn cười vừa bất lực cũng đưa tay lau mồ hôi hôm nay thật sự đa tạ đệ lần sau tổ sẽ làm đồ ăn ngon cho đệ lăng ngọc cười vì vận động mạnh mà khuôn mặt đỏ ửng lúc này đang nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ vui vẻ lúc nãy tiểu mục vẫn còn thấp thỏm chuyện mình dẫn thê tử của nghĩa huynh đi làm chuyện xấu bị người ta phát hiện nhưng giờ phút này lại bị nụ cười của nàng cảm hóa giờ hắn chỉ thấy những chuyện vừa làm hình như cũng chẳng có gì to tát cả dạ còn cả hai bình rượu hâm nóng nữa ạ à được không thành vấn đề lăng ngọc sảng khoái đáp bên kia côn tử bị đánh đến gần chết hắn dãy ruộng để kéo bao tải trên đầu xuống không biết nước mắt mồ hôi hay là máu làm mờ đi tầm mắt của hắn cứu cứu với cứu mạng hắn yếu ớt kêu cứu những cơn đau nhói từ tứ chi khiến hắn cảm thấy mình có thể chết ở đây lúc hắn đang vùng vẫy bò dậy thì tay trái vô ý nắm được một vật gì đó không lâu sau hắn nghe thấy tiếng bước chân hớt hải của ai đấy chẳng mấy chốc hắn đã được người tới đỡ dậy may quá cuối cùng cũng được cứu, hắn chỉ kịp thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe thấy những giọng nói quen thuộc, sau đó trực tiếp hôn mê, song trên tay vẫn nắm chặt món đồ nọ như cũ. Lăng Ngọc vui vẻ tạm biệt tiểu mục để về nhà, về tới trước cổng nhà, nên đón nàng là chiếc xe ngựa có ngắn ký hiệu phủ thái tử, nụ cười trên mặt nàng lập tức tắt ngấm. Trình nương tử, đúng là khéo quá, thái tử phi đang muốn gặp ngươi và dương cô nương. Mama tới truyền lời nhận ra nàng, cười nói. Vừa nghe thấy thái tử phi muốn gặp mình, Lăng Ngọc không dám chậm trễ, vội vàng đón đối phương vào nhà, lại vội vàng đi báo cho Dương Tố Vấn. Khi hai người chỉnh trang ổn thỏa đi ra, Mama nhìn bé thạch đầu đang bám chặt gấu váy của mẹ không chịu buông. Lại nhìn sang khuôn mặt bất lực Lăng Ngọc, cười nói, trình nương tử dẫn cả tiểu công tử theo đi. Việc này, có được không ạ? À? Lăng Đại Xuân ra ngoài tìm nơi thích hợp để mở cửa tiệm đến giờ vẫn chưa về. Lăng Ngọc cũng không yên tâm để nhi tử ở nhà một mình, nhưng lại sợ dẫn con đi gặp thái tử phi không hợp quy quỷ. Được chứ, được chứ, đương nhiên là được, sáng sớm nay nương nương còn nhắc đến tiểu công tử người nói tiểu công tử hoạt bát lanh lợi tiếc là chưa được gặp mặt lần nào nay có cơ hội như vậy nương nương ắt sẽ rất vui nghe bà nói vậy lăng ngọc cũng yên tâm hơn nàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai cùng dương tố vấn lên xe ngựa tới phủ thái tử mặc dù nàng có chút tò mò vì không biết thái tử phi tìm bọn họ làm gì nhưng nàng cũng muốn tạo quan hệ với thái tử phi để sau này dễ bề làm ăn còn về dương tố vấn trước nay nàng ấy là người cầu thả hơn nữa còn có lăng ngọc đi cùng nên đương nhiên cũng chẳng thèm nghĩ nhiều. Xong, Lăng Ngọc không ngờ rằng mình sẽ gặp Kim Sảo Dung trong phòng của Thái tử phi. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, nàng trông thấy vẻ hoảng loạn cùng sợ hãi hiện lên trong mắt đối phương. Nàng Điềm Nhiên nhìn đi chỗ khác, quay sang làm lễ vấn an Thái tử phi, rồi dỗ bé Đá làm theo. Thằng nhóc chớp chớp mắt, sau đó chắp tay lắc lắc với Thái tử phi, "Vạn an." Thái tử phi nhìn mà yêu thích không thôi, cười vẫy tay với bé, ý bảo bé đến cạnh mình. Bé Đá nghiêng đầu nhìn về phía mẹ. Sau khi nhận được sự đồng ý của mẹ bé lập tức nhảy chân sáo tới người gọi con làm gì ạ à? lăng ngọc chán nản xoa chán được lắm vừa nãy còn khen nó một câu biết lễ phép hiểu chuyện thế mà giờ đã lộ nguyên hình rồi thái tử phi phì cười cần cánh tay múp míp của bé không đáp mà hỏi con tên là gì năm nay bao nhiêu tuổi bé đá đã quen với việc bị người ta hỏi hai vấn đề này lập tức giơ bốn ngón tay nhỏ xíu lên tự hào nói cháu tên là đá sắp được bốn tuổi rồi ạ à? dương tố vấn không nhịn được mà bật cười thằng nhóc cáo già này lăng ngọc cũng không nhịn được cười từ lúc lăng đại xuân dạy bé đếm số sau khi biết được bốn lớn hơn ba sau này ai hỏi nó mấy tuổi nó đều trả lời là sắp bốn tuổi rồi nói thế nào cũng không chịu nhận là mình ba tuổi thái tử phi yêu thích tình tình hoạt bát bạo dạn của thằng bé ôm bé vào lòng sai thị nữ bưng điểm tâm thơm ngọt tới tự tay bón bé ăn thỉnh thoảng còn trêu bé vài câu sau đó bị những lời thú vị của thằng nhóc chọc cười không ngừng kim xảo dung bối rối ngồi yên tại chỗ đi thì thất lễ mà ở lại cũng không ổn thấy lăng ngọc và dương tố vấn vờ như không quen mình nàng thâm thở phào nhẹ nhõm trái tim luôn thấp thỏm mấy ngày gần đây cuối cùng cũng bình yên trở lại cho dù bọn họ có dự định gì chỉ cần không làm hại tiền đồ của mình là được ban đầu nàng cho rằng ninh gia của mình đã giàu có quyền thế lắm rồi mãi đến khi tới phủ thái tử nàng mới biết cái gì gọi là khí thế của hoàng gia nếu so sánh những nhà giàu như ninh gia chẳng có gì đáng nhắc tới nàng nhìn bé đá đang dựa vào thái tử phi mà thầm nghĩ tới tin đồn lan truyền trong phủ rằng thái tử thích đứa bé không phải con ruột này đôi môi mím chặt thằng con của tạ chắc phi yếu đuối nhất gan lại còn thích khóc sao có thể được thái tử yêu thích chứ còn thằng nhóc đá này chẳng qua đứa sáng dạ nhất trong đám vô danh may mắn mà thôi xét đến cùng cũng là vì thái tử có ít con cái thế nhưng đây cũng là cơ hội của nàng thái tử phi dỗ bé đá nói chuyện một lúc sau đó tặng ngọc bội hình con thỏ được gia công tinh xảo cho bé làm quà gặp mặt thấy thằng nhóc cầm ngọc bội cười đến nỗi mắt híp vào nàng không kiềm được mà véo lên hai má mũm mĩm đúng là một đứa trẻ khiến người ta yêu thích bảo sao điện hạ lại đối xử đặc biệt với bé thế lăng ngọc vội đứng dậy cảm ơn quà tặng của nàng chỉ từ món quà gặp mặt này có thể nhìn ra được thái tử phi biết không ít chuyện của bé đá đến cả việc thằng bé tuổi thỏ cũng biết rõ sau khi thái tử phi dặn dò thị nữ đưa bé đá ra ngoài chơi kim xảo dung cũng nhân cơ hội đứng dậy cáo tử thái tử phi cũng không định để nàng ta và đám lăng ngọc làm quen nên lập tức cho phép nàng ta rời đi. Bây giờ ta mới biết, thì ra Dương Cô Nương là người điều chế ra cao Ngọc Dung, Lưu Phương Đường là của hai người cùng nhau lập nên, đúng là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Mắt Dương tô vẫn lóng lánh, mím môi, đắc chí nói, nương nương quá khen, này có nhầm nhỏ gì. Lăng Ngọc cũng nói vài câu khiêm tốn. Nếu những điều không nhầm nhỏ gì, e rằng cửa tiệm son phấn khắp kinh thành đều phải đóng cửa hết rồi, thái tử phi cười khẽ. Lăng Ngọc nhất thời không đoán ra được dụng ý của nàng, chỉ mỉm cười lễ độ với nàng. Cuối cùng, thái tử phi hỏi, Dương cô nương có thể tự mình điều chế ra vật thần kỳ như vậy, có lẽ đối với y lý, đặc biệt là bệnh của phụ nhân có hiểu biết sâu sắc nhỉ. Tim lăng ngọc đập mạnh, không bỏ lỡ vẻ chờ mong thoáng hiện lên trên gương mặt nàng ấy, sau cùng nàng cũng đã hiểu vì sao hôm nay nương nương cho vợ họ vào. Xem ra, hôm nay nàng ấy chủ yếu muốn gặp tố vấn, và lý do có lẽ là bốn từ bệnh của phụ nhân. Nữ tử có cao quý cỡ nào, nếu như không có con cái bên cạnh, e rằng trong lòng sẽ rất lo lắng. Theo những gì trước đó nàng biết, thái tử triệu ân có một chính phi và hai chắc phi cộng thêm vài thị thiếp trong đó không có ai được sủng ái một cái đặc biệt nếu như phải so sánh vậy thì tạ chắc phi được sủng ái nhiều hơn một chút chắc là có liên quan tới việc nàng ta sinh cho thái tử một trưởng tử mẹ ruột của nàng chẳng qua chỉ là một phụ nhân trong gia đình bình thường cũng vì chỉ sinh được con gái mà âu sầu nhiều năm thế cho nên dẫu có là thái tử phi xuất thân cao quý cũng sẽ vì chuyện nhiều năm không hoài thai mà cuộc sống trở nên khó khăn lần trước muốn gặp dương tố vấn có lẽ cũng vì nghe đồn dương thái y có bàn tay thần về bệnh phụ khoa từ nhỏ thảo dân chỉ thích chơi đùa với mấy thứ bôi lên mặt nên không hề dụng công học y thuật lúc tiên phụ còn sống cũng vì chuyện này mà nhiều lần trách mắng sau đó lúc người bệnh nặng biết bản thân không qua khỏi người đã bán tiệm thuốc cho người khác để tránh y thuật thấp kém của thảo dân làm liên lụy đến tiệm thuốc do người một tay gầy nên nghe nàng nhắc đến y thuật của mình dương tố cấn ngại ngùng sờ mũi chẳng lẽ ông ấy chưa từng dạy ngươi một chút y thuật gia truyền nào sao thái tử phi vẫn chưa hết hy vọng không thể nào như thế được tuy dương bá xuyên đã qua đời từ lâu nhưng nàng thỉnh thoảng nghe vị ma ma bên cạnh tiên hoàng hậu nói rằng cao ngọc dung và thuốc bôi liền sẹo sau sinh mà dương bá xuyên điều chế cho hoàng hậu nương nương năm có có mùi và màu sắc rất giống nhau phòng trừng cao ngọc dung này cũng có tâm huyết của dương thái y y thuật gia truyền dương tố vấn trở nên mông lung cha thảo thân có y thuật gia truyền ư thấy nàng không giống giả bộ thái tử phi cuối cùng cũng hết hy vọng cúi đầu thở dài là nàng đã quá mức cấp thiết rồi Lăng Ngọc không tiện nói gì, kiếp trước thái tử chết sớm, đứa con duy nhất của nài ấy vài năm sau cũng chết yểu, huyết mạch duy nhất của thái tử coi như cũng hoàn toàn đứt đoạn. Còn về kết cục của thái tử Phi và những thiếp thất của thái tử thì nàng cũng không biết rõ. Trung quy, kiếp trước những người này quá xa vời với nàng, mà nàng cũng không rảnh quan tâm những chuyện này. Ta dùng cao ngọc dung của các ngươi cảm thấy rất tốt, chỉ là hình như hơi khó mua. Bây giờ các ngươi cũng ở kinh thành rồi, sao không cân nhắc việc mở một lưu phương đường ở trong kinh đi. Thái tử Phi nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, nghĩ đến lọ cao ngọc dung mà mình sắp dùng hết, không nhịn được mà hỏi. Không giấu nương nương, thiếp thân đang có ý này, hiện giờ thiếp đang cùng huynh trưởng tìm mặt tiền, lăng ngọc chấn động, đắn đo đáp lời. Thái tử Phi nghe vậy liền cười, như vậy thì tốt quá, ta đợi tin vui của các người. Đa tạ nương nương, thiếp thân xin nhận sự coi trọng của nương nương, lăng ngọc vui mừng đáo. Ba người trong phòng đang nói chuyện vui vẻ, triệu ân hiếm khi rảnh rỗi tới viện của thái tử Phi bất ngờ trông thấy bóng dáng của bé đá trong sân hắn nghiêm mặt đợi cu cậu phát hiện ra sự tồn tại của hắn bé đá đang nhét điểm tâm vào miệng ăn đến cong tít mặt màu nào có rảnh mà chú ý đến người khác triệu ân đợi một lúc lâu vẫn là thị nữ phục mệnh coi sóc bé đá phát hiện ra hắn trước nàng ta vội vàng tiến lên làm lễ bé đá bị quấy dày nhìn về phía phát ra tiếng động với cặp mắt tò mò lúc thấy gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt mình bé lập tức hô vang thúc thúc thị nữ đang làm lễ vẫn an sợ đến nỗi bị chặt miệng thằng bé lại ngươi làm gì thế buông thằng bé ra triệu ân trừng mắt với nàng ta thấy bé đá ấm ức mếu máu, cười chê xấu xí chưa kìa thích thì khóc đi thằng nhóc dầu môi chợt nhớ ra lời mẹ dặn chắp tay lắc lắc với hắn lanh lảnh nói vạn an hai chân của triệu ân suýt nữa xoắn vào nhau chừng thằng bé ai dạy ngươi làm lễ như thế hả chẳng ra thể thống gì cả cô cậu cuối cùng cũng tức giận dương cặp mắt to tròn đen láy nhìn lại ngay sau đó đứng dậy chạy bịch 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 vào trong phòng mẹ ơi triệu ân đang định túm thằng bé lại dạy dỗ một trận để nó biết rằng hắn không phải người mà thằng nhóc như nó có thể tùy tiện chừng mắt, nhưng khi nghe thấy nó gọi mẹ thì lập tức dừng bước, cau mày hỏi thị nữ, thái tử phi đang tiếp khách à? Mặc dù thị nữ không cho rằng Lăng Ngọc và Dương Tố vấn được coi là khách, nhưng nàng ta vẫn thành thật đáp. Triệu ân cau mày, cuối cùng quay người rời đi. Cùng lúc này ở phủ Tề Vương, Tề Vương đang trầm ngâm nhìn tấm lệnh bài trong tay, cất tiếng hỏi thị thiếp ánh Liễu bên cạnh, đây thật sự là đồ côn tử nhặt được. Dạ đúng ạ, à, ở trong phủ nhiều năm anh liễu sớm đã lột bỏ vẻ xanh sao vàng vọt của con gái nhà nghèo năm ấy thay vào đó là một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đôi mắt sáng trong veo như chứa hai dòng nước suối mùa xuân hết sức sinh động tề vương nghe xong cau mày càng chặt xem ra kẻ đánh hạ nhân trong phủ hắn một cách tàn nhẫn chính là người trong phủ thái tử nhưng tại sao lại làm vậy hắn ngẫm nghĩ một lúc nhưng vẫn thấy khó hiểu cất giọng phân phó truyền tống siêu tới gặp bản vương anh liễu không hiểu vì sao hắn bỗng nhiên cho triệu tống siêu nhưng cũng không hỏi nhiều mà nói, vậy còn côn tử kia, ti thiếp có cần mời đại phu đến khám cho hắn không? Mời đi, mặc kệ vì sao hắn chịu tội này, nhưng Trung Quy vẫn là người trong phủ, mời đại phu đến khám cho hắn cũng là lẽ đương nhiên, tề vương triệu dịch nói. Hiện tại hắn chỉ muốn làm cho rõ, đây rốt cuộc là báo thủ cá nhân hay là thái tử muốn thông qua chuyện này cảnh cáo mình. Nếu là báo thủ cá nhân thì cũng thôi, nhưng nếu là cảnh cáo, hắn cũng phải chuẩn bị trước mới được. Anh liễu lĩnh mệnh lui xuống, ngay sau đó tống siêu đi vào vị phó thống lĩnh hộ vệ họ trình tên thiệu đường của phủ thái tử có phải huynh đệ kết nghĩa của ngươi không sau khi hắn làm lễ xong triệu dịch hỏi luôn tống siêu lấy làm lạ thuộc hạ quả thực có một vị huynh đệ kết nghĩa tên trình thiệu đường còn về chuyện huynh ấy có phải vị kia của phủ thái tử hay không thì thuộc hạ không rõ lắm trình huynh đệ đáng lẽ phải ở huyện thanh hà làm bộ đầu mới đúng chứ sao lại làm phó thống lĩnh hộ vệ trong phủ thái tử rồi điện hạ đã hiểu lầm gì chăng hắn lấy làm khó hiểu triệu dịch vuốt ve tấm lệnh bài trên tay một lát sau mới đưa nó cho tống siêu nói đầy ẩn ý huynh đệ các ngươi đã lâu không gặp cũng nên bớt chút thời gian tụ tập một phen tống siêu giật mình cho nên chính huynh đệ là vị kia của phủ thái tử thật sao triệu dịch lại dặn dò hắn vài câu tống siêu như người mất hồn vội nói thuộc hạ tuân mệnh lăng ngọc từ phủ thái tử về với tâm trạng hết sức mãn nguyện thái độ của thái tử phi đối với cao ngọc dung khiến lòng tin của nàng tăng cao nhưng dương tố vấn thì hơi ủ rũ dầu dĩ nói cha muội giỏi như vậy muội là nữ nhi duy nhất của người ngay cả ba phần bản lĩnh của ông cũng không học được có phải muội rất vô dụng không lăng ngọc rất ít khi nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của nàng ấy thấy vậy an ủi bây giờ muội cũng đâu có kém muội dựa vào năng lực của mình để mua lại hồi xuân đường còn kiếm được nhiều tiền như thế muội không biết đấy thôi ở huyện thanh hà có biết bao nhà muốn lấy muội về đấy dương tố vẫn nghĩ một lát cảm thấy lời nàng nói có ý lập tức vui vẻ trở lại nghe tỷ nói như thế muội cảm thấy muội cũng rất giỏi đấy chứ không hề thua kém cha muội Lăng Ngọc cố gắng nhịn cười, liên tục gật đầu, đúng thế, muội nghĩ vậy là đúng. Về đến nhà, Lăng Đại Xuân đã về nhà từ lâu lập tức tới đón, mặt mày niềm nở nói, Tiểu Ngọc, Tố Vấn, ta tìm được cửa tiệm thích hợp rồi. Vừa về đã nghe thấy tin vui này, Lăng Ngọc và Dương Tố Vấn đều vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên, cả hai đồng thanh hỏi, ở đâu thế? Ở phố Đông, cách một con hẻm nhỏ tầm 10 dặm, ngày mai ta sẽ dẫn mọi người đi xem, nếu thấy ổn thì thì đặt trước chỗ đó, Lăng Đại Xuân vui vẻ đáp lăng ngọc hỏi hắn thật kỹ tình hình của cửa hàng kia càng nghe càng thấy hài lòng có chút mong chờ ngày mai được nhìn thấy tận mắt sáng sớm ngày hôm sau sau khi ăn sáng xong xuôi ba người dẫn theo bé đá cùng nhau tới phố đông thế nào mắt nhìn của ta không tệ chứ nếu hai người thấy được thì chúng ta đặt cọc trước một tháng sau chủ tiệm sẽ dọn hết hàng hóa trong tiệm lúc đấy chúng ta có thể bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị lăng đại xuân cười hỏi quả thực không tệ quan trọng là phía trước chỗ này có nhiều đất trống khách hứa đi lại cũng thuận tiện Lăng Ngọc khá là hài lòng. Ta nghe nói phố Đông là một trong những con phố sầm uất nhất kinh thành, nay chúng ta ở cửa tiệm ở đây, việc kinh doanh ắt cũng không thể tệ được, Dương Tố vấn phấn khởi nói. Ba người đều cảm thấy mỹ mãn, Lăng Đại Xuân đi về phía ông chủ cửa tiệm đang đợi bọn họ thương lượng kết quả. Chủ cửa tiệm là một nam tử trung niên khoảng 40 tuổi, Lăng Ngọc nhìn Lăng Đại Xuân và ông ta bàn bạc một lúc, cuối cùng hai bên thống nhất giá tiền. Lăng Đại Xuân đưa tiền đặt cọc trước, dành ra một tháng để ông chủ dọn hết đồ trong tiệm đi hai tháng sau sẽ chính thức bàn giao chuyện cửa tiệm giải quyết ổn thỏa lăng đại xuân chuẩn bị lên đường về huyện thanh hà bắt đầu chuẩn bị cho việc nguồn hàng hắn ngập ngừng nhìn về phía dương tố vấn đang chơi đùa rất vui vẻ với bé đá làm sao lăng ngọc không biết tâm tư của hắn cho được nàng khẽ cười trêu nói sao thế huynh không yên tâm về tố vấn à lăng đại xuân chừng nàng một cái lẩm bẩm đây không phải là biết rõ rồi còn hỏi sao cô nương này tính tình lỗ mãng rất dễ gây họa nhưng kinh thành là nơi toàn là quý nhân ngộ ngỡ đụng chạm đến ai sợ rằng không dễ giải quyết huynh cứ yên tâm muội sẽ coi chừng con bé cơ mà bây giờ huynh đang lấy thân phận gì để lo lắng cho người ta vậy lăng ngọc nảy lên ý xấu hỏi lang đại xuân lộ ra vẻ ngượng ngùng hiếm thấy hắn đón lấy ánh mắt trêu chọc của nàng hạ quyết tâm nói lần này ta trở về sẽ trình bày rõ ràng với cha mẹ dù gì bây giờ cha mẹ cũng đang âu sầu về chuyện hôn sự của ta chẳng thà nói rõ ra để tránh họ lo lắng huynh sớm nên làm như thế rồi ai bảo huynh cứ quan tâm quá tính hết cái này đến cái kia tha răng thẳng thắn dứt khoát cưới luôn người về rồi nói tiếp vẻ mặt vui mừng của lăng ngọc như muốn nói rằng cuối cùng huynh cũng nghĩ thông suốt rồi hai người đang nói gì vậy dương tố vấn bế bé, đá vào hỏi đại không có gì lăng đại xuân cướp lời đáp lăng ngọc mỉm cười nhưng cũng không nói gì nữa dương tố vấn nhìn tới nhìn lui khuôn mặt của hai huynh muội nhà này toan định gặng hỏi cho ra nhẽ chợt nhớ ra chuyện gì đó lập tức nuốt những lời định hỏi xuống giờ cũng đã muộn rồi hay là đợi thiệu đường về rồi hãng đi chắc chàng cũng có vài thứ muốn nhờ huynh mang về cho bà mẫu và thiệu an ấy lăng ngọc đề nghị lăng đại xuân nghĩ một lát rồi đồng ý trình thiệu đường trở về vào lúc nhà nhem tối lúc về còn dẫn theo tống siêu đường tấn nguyên và một nữ tử trẻ tuổi ăn mặc kiểu phụ nữ đã có chồng lâu rồi không gặp tẩu tử vẫn khỏe chứ ạ à? đường tấn nguyên mỉm cười nhìn lăng ngọc hỏi thăm lăng ngọc luôn dõi mắt nhìn nữ tử đi sát theo hắn thấy bụng dưới của nữ tử hơi gồ lên đoán bụng vị này là đệ muội sao đường tấn nguyên cười thật thà nhưng không hề lên tiếng phủ nhận hắn nhìn nữ tử mà nói minh cúc mau chào tẩu tử đi nữ tử tên minh cúc tiến lên phía trước định làm lễ nhưng lại bị lăng ngọc đỡ lấy đều là người nhà cả muội còn đang thế này nên không cần phải khách sáo đâu minh cúc cười e thẹn nhà có khách tới nên lăng ngọc và dương tố vấn đích thân xuống bếp làm một bữa tối thịnh soạn trình thiệu đường và đám tống siêu ở nhà trên ôn lại chuyện cũ lăng ngọc thì dẫn bé đá Dương Tố vấn và Minh Cúc đến sảnh nhỏ sát vách dùng bữa. Bé đá quấy đòi tìm cha. Sau khi bị Lăng Ngọc nghiêm mặt dạy dỗ vài câu thì ỉu xìu ngồi yên một chỗ. Có lẽ vì Minh Cúc đang có thai nên rất thích trẻ nhỏ. Thấy thế thì không nỡ nên đã kéo bé lại gần, dịu dàng dỗ dành chẳng mấy chốc đã khiến bé cười tít cả mắt. Để muội kiên nhẫn như thế, sau này tất sẽ là một người mẹ tốt. Lăng Ngọc khẽ cười. Ngay sau đó lại hỏi, không biết đệ muội có thai mấy tháng rồi? Bốn tháng rồi ạ. À. Lăng Ngọc hỏi nàng vài chuyện sau khi có thai được hay ban đầu nàng là thị nữ trong phủ tề vương bị bán làm nô tỳ từ bé bên cạnh đã không còn người thân nửa năm trước thành thân với đường tấn nguyên nghe xong nàng không khỏi nhắc nhở nàng một vài điều cần chú ý khi mang thai mỗi điều nàng nói minh cúc đều nghiêm túc ghi nhớ thỉnh thoảng còn nhờ nàng dạy mình vài chuyện mình chưa hiểu rõ hai người kẻ hỏi người đáp bầu không khí khá là hài hòa ở nhà trên sau khi đám người trình thiệu đường uống được vài chén thì bầu không khí trở nên sôi nổi hơn không ngờ rằng bây giờ đệ lại trở thành người đắc lực bên cạnh thái tử Ngày đó huynh còn nghĩ rằng đệ sẽ ở huyện Thanh Hà làm bộ khoái bên cạnh quách đại nhân mãi, Tống Siêu thủn thức nói. Tuy giờ huynh đệ chúng ta không thể làm việc cùng nhau, nhưng dù sao cũng ở gần nhau, sau này sẽ thường xuyên tụ tập, đây cũng là chuyện đáng mừng, đường Tấn Nguyên nấc rượu một cái, cười nói. Tấn Nguyên nói phải đấy, đúng rồi, không phải bây giờ tiểu mục cũng làm ở phủ thái tử với đệ sao. Sao không thấy đệ ấy đâu, Tống Siêu bỗng nhiên hỏi. Hôm nay là ngày tiểu mục trực, chắc không thể tới được, hôm khác đệ sẽ dẫn đệ ấy đến tụ tập với các huynh đệ sau lang đại xuân không quen hai người tống đường cho nên hầu như chỉ ngồi im lặng ăn cơm uống rượu thỉnh thoảng sẽ giúp họ rót rượu chứ không quấy dày họ ôn lại chuyện cũ ngày đó đệ nói không muốn tiếp xúc nhiều với quý nhân hoàng thất cho nên chọn ở lại huyện thanh hà bây giờ đệ lại vào phủ thái tử làm việc nếu không phải người hiểu rõ đệ ta còn tưởng rằng đệ chê phủ tề vương là cái miếu nhỏ đấy sau khi uống hết một lượt rót tống siêu đã ngà ngà say đại ca nói quá lời rồi trong việc này có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, nhưng để lại không biết phải nói từ đâu, chỉ có thể nói rằng có lẽ mọi chuyện đều là do ý trời, Trình Thiệu Đường thở dài. Huynh đệ ngày xưa cùng nhau vào sinh ra tử, giờ đây lại một lòng vì chủ, may mà Tề Vương điện hạ là người khoan dung, chưa từng muốn tranh giành cùng người khác, nếu không tương lai của mấy huynh đệ bọn họ khó mà thật lòng đối đãi nhau. Nghĩ đến đây, hắn lấy tấm lệnh bài vẫn luôn nhét trong ngực ra, đặt lên bàn rồi đẩy tới trước mặt Trình Thiệu Đường, "Để xem thứ này đi." Trình Thiệu Đường ngớ ra, lập tức sửng sốt nói: đây đây không phải lệnh bài mà tất cả thị vệ trong phủ thái tử phải đeo sao vì sao đại ca lại có nó tống siêu nhìn chàng chằm chằm không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt ấy hỏi dò để thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì sao ngày đó phủ tề vương có một hạ nhân ra ngoài mua sắm vô cứ bị ăn một trận đòn bây giờ đang bị thương nặng nằm liệt giường vật này là thứ hôm đó hắn ta nhặt được ở hiện trường bị hại trái tim trình thiệu đường nhói lên có chuyện này ư chàng lật lệnh bài xem kỹ một lượt Hàng may trao lại ngày càng chặt, đợi ngày mai để về phủ cho hỏi kỹ càng đã, xem đây là ai mà ra tay tàn nhẫn thế. Ngừng một lúc, chàng vẫn thấy khó hiểu, hỏi, lời đại ca nói ba nãy, chẳng lẽ huynh nghi ngờ thái tử điện hạ là người sai khiến ư? Tống siêu không ngờ chàng lại nói toạc ra như thế, hắn định phủ nhận theo bản năng, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả, đây chẳng khác nào một lời thừa nhận. Trình thiệu đường lặng lẽ thở dài, sau đó nghiêm túc nói, để có thể cam đoan rằng chuyện này chắc chắn không có liên quan tới thái tử điện hạ điện hạ là người có thân phận như thế nào sao có thể làm khó một hạ nhân trong phủ của huynh đệ mình chứ chuyện này hoàn toàn không có khả năng tống siêu nửa tin nửa ngờ muốn hỏi chàng dựa vào cái gì mà cam đoan nhưng khi thấy vẻ mặt kiên định của chàng thì cũng tin hơn nếu là tư thủ thì người khác cũng không tiện nhúng tay vào ta sợ lệnh bài này rơi vào tay người có ý đồ xấu nên mới cầm về cho đệ sao trình thiệu đường có thể không biết đây chỉ là những lời nói hình thức trong lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực một lòng vì chủ giờ này khác này Trang chợt cảm thấy căm thù bốn từ tay đến tận xương tủy. Được rồi, được rồi, chúng ta không nói đến chuyện của người ta nữa, nào, cạn tiếp nào. Đường Tấn Nguyên dơ chén rượu chen lời đúng lúc, làm dịu đi bầu không khí kỳ lạ này. Khi mọi người đánh chén no say, Đường Tấn Nguyên mặt dày nói, "Trình đại ca, huynh cũng biết đệ và bạn đời của đệ đều là người không cha không mẹ, nay nàng ấy đang bụng mang dạ chửa, bên cạnh lại không có ai giàu kinh nghiệm giúp đỡ, đệ nghĩ nếu như tẩu tử rảnh rỗi, có thể làm phiền tẩu ấy đến nhà đệ chỉ bảo đôi chút không?" ít nhất cũng để cho đứa cháu của huynh ra đời bình an. Trình Thiệu Đường khẽ cười, huynh đệ một nhà, vốn là việc nên làm, đệ cần gì phải khách khí thế. Như vậy thì đệ xin đa tạ, nào, đệ kính huynh một chén tiếp, Đường Tấn Nguyên hớn hở nói. Lang Đại Xuân tỏ ra bình tĩnh nhìn ba người trước mặt, trong lòng gợn sóng lan tăn. Sau khi đám người Tống Siêu và phu phụ Đường Tấn Nguyên rời đi, Lang Đại Xuân múc một bát canh giải rượu cho Trình Thiệu Đường. Nhìn chàng uống xong mới chậm rãi nói, tuy lần này bọn họ đến cũng có ý ôn lại chuyện cũ, nhưng e rằng phần lớn là muốn giúp Tề Vương điện hạ nghe ngóng tin tức. Trình Thiệu Đường sao lại không biết điều này, chàng thở dài thườn thượt. "Thiệu Đường, không phải ta có ý đồ ly gián huynh đệ các đệ, nhưng nay đệ đã là người bên cạnh thái tử, mà bọn họ lại cống hiến cho Tề Vương điện hạ. Tuy bây giờ thái tử và Tề Vương sống yên ổn với nhau, nhưng khó bảo đảm rằng tương lai, đệ cũng nên chuẩn bị tinh thần đi thôi." Trình Thiệu Đường đau đầu, "Dây Thái Dương, chuyện này không vội, đệ còn có một việc quan trọng hơn là ngày mai phải tính sổ thế nào với Tiểu Mục." Tiểu Mục có liên quan gì tới đệ ấy, Lăng Đại Xuân không hiểu tại sao lại lôi tiểu mục vào chuyện này. Trình Thiệu Đường không tiện nói rõ với hắn, vỗ lên vai hắn mà nói, đêm đã khuya, Đại Xuân huynh nghỉ ngơi sớm đi. Đúng là, người làm quan luôn thích nói úp nói mở, chẳng thẳng thắn gì sất. Lăng Đại Xuân dõi theo bóng lưng của chàng, bất mãn nói. Từ hôm làm chuyện xấu với Lăng Ngọc về, tiểu mục phát hiện ra lệnh bài trên người mình không cánh mà bay, hắn suy đi nghĩ lại, cảm thấy có thể nó đã bị rơi ở hiện trường ẩu đả với người nọ. Sau đó, hắn cố ý canh lúc không ai chú ý mà tới đó tìm một vòng nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì việc này làm hắn lo đến độ mấy hôm liền ăn ngủ không yên cũng không dám nói với người khác dẫu sao một khi để người khác biết mình vô ý đánh tơi lệnh bài thì hậu quả không phải thứ mà hắn có thể gánh vác nổi thế xong hắn càng hiểu rõ rằng chuyện này không thể giấu được quá lâu bèn quyết định tìm một cơ hội thích hợp để nói thật với trừ lương thống lĩnh thị vệ mãi cho đến khi trình thiệu đường đến tìm hắn trình đại ca huynh tìm để có chuyện gì sao thấy trình thiệu đường chỉ nhìn mình đăm đăm mà không nói một lời hắn hơi mất tự nhiên mà rời mắt sang chỗ khác chột dạ hỏi trình thiệu đường nhìn khuôn mặt vẫn còn vài nét ngây thơ trước mặt với ánh mắt phức tạp sau khi rủ mắt hồi lâu chàng bĩnh tĩnh hỏi lệnh bài của đệ đâu tiểu mục che thắt lưng theo bản năng mặt biến sắc sao huynh ấy biết được ngay sau đó hắn thấy trình thiệu đường lấy từ trong ống tay áo ra một vậy và vứt cho hắn hắn bắt lấy theo bản năng tức thì mừng rỡ hóa ra là huynh nhặt được làm đệ mấy hôm nay thấp thà thấp thỏm không phải ta nhặt được mà là tống đại ca của phủ tề vương mang tới lúc trình thiệu đường nói lời này nụ cười trên mặt tiểu mục tắt ngấm sao để lại ẩu đả với hạ nhân tên là côn tử của phủ tề vương trình thiệu đường hỏi thẳng tiểu mục hít thở nặng nề song vẫn định vờ như không biết mà nói côn tử nào cơ đệ không quen nhưng mà khi hắn nhìn thấy khuôn mặt xa sầm của trình thiệu đường hắn lập tức nuốt lại những lời ngụy biện đệ không quen hắn mà lại đánh người ta gần chết ngay cả lệnh bài trên người bị rơi mà cũng không biết còn bị người ta nhặt được giữ làm chứng cứ chí mạng thậm chí còn làm cho tề vương nghi ngờ việc này là do ý của thái tử vừa nghe chuyện này làm ảnh hưởng đến thái tử tiểu mục không còn giữ được bình tĩnh nữa cung quyết nói đại ca chuyện này là do một mình để làm không có liên quan tới người khác thái tử điện hạ sẽ không sai người đi làm những chuyện thế này đại ca nhất định phải nghĩ cách chớ để tề vương hiểu nhầm thái tử thầy hắn cuối cùng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này trinh thiệu đường cười nhạt nói tiếp giờ đệ mới biết mình đã gây ra họa lớn rồi sao thế sao lúc đầu lại làm ra những chuyện không biết kiêng rẻ gì hết nói đi vì sao để lại đối phó với tên côn tử kia để có thủ cũ với hắn hôm đó tình cờ thấy hắn ta ra ngoài chỉ vì một thoáng bốc đồng mà ra tay dạy dỗ hắn một trận nhưng đệ không hề có ý lấy mạng hắn côn tử kia ở phủ tề vương ở thành trường lạc suốt những năm qua mãi tới hai tháng trước mới về kinh sao để lại có thủ cũ với hắn được trình thiệu đường không tin lý do của hắn nhưng tiểu mục vẫn cắn răng nói đệ với hắn có thủ từ ngày sửa ngày xưa rồi Bản thân hắn làm rất nhiều chuyện xấu xa, sợ là hắn cũng chẳng nhớ nổi, nhưng đệ thì khác, quân tử báo thù 10 năm chưa muội, bây giờ để đệ gặp được hắn, đương nhiên phải trả lại món nợ xưa rồi. Thấy hắn như thế, Trình Thiệu Đường cũng không gặng hỏi nữa, sắc mặt ngày càng trầm xuống, đệ và hắn có thù hay không, ta tạm thời không quan tâm. So với việc đệ lén đả thương hắn thì còn có một chuyện khiến ta càng phẫn nộ hơn, đó chính là hành động quá mức lỗ mãng, không biết thận trọng của đệ. Mặt Tiểu Mục tái mét, áy náy cúi gằm đầu, đệ biết sai rồi ạ. À. Trình Thiệu Đường lắc đầu, một câu biết sai thì có tác dụng gì? Tiểu Mục, đệ phải biết là sau này trong những công việc của chúng ta có rất nhiều việc không thể công khai, nếu vô ý để lộ thân phận, nó không chỉ làm đệ mất mạng, khủng khiếp hơn là sẽ làm hỏng việc lớn của điện hạ. Ta không truy cứu lý do đệ đánh người nữa, chỉ là đệ làm việc quá lỗ mãng, không thể không rèn luyện thêm. Từ ngày hôm nay trở đi, đệ tạm dừng mọi công việc đang làm, đợi ta thương lượng với chủ lương ca xong sẽ sắp xếp lại cho đệ. Tiểu Mục cắn mạnh cánh môi, vẫn muốn nói vài câu cầu xin nhưng cuối cùng nghỉ khẽ nói, vâng, mọi chuyện đều nghe theo đại ca sắp xếp. Để trở về tự kiểm điểm lại mình đi, ngẫm thật kỹ những lời ta vừa nói, Trinh Thiệu Đường sầm mặt nói. Điều khiến chàng bực nhất không phải là việc hắn ra tay đánh người, mà là hắn quá bất cẩn. Mà sự bất cẩn này lại chính là tối kỵ của bọn họ giờ đây. Từ lúc đến phủ thái tử, nhiệm vụ mà tiểu mục cần thi hành đều là những việc bên ngoài, nhưng nói không chừng một ngày nào đó đệ ấy sẽ bị sắp xếp làm những việc không thể công khai như hắn. Công việc này một khi bị bại lộ thân phận sẽ dẫn tới hậu quả hết sức nghiêm trọng, không phải là việc hắn dùng tính mạng của mình có thể giải quyết được. Nếu đã đi đến bước đường ấy, đó sẽ không phải là điều mà một mình hắn có thể gánh vác được. Tiểu mục cục đầu rời đi. Tối hôm đó, Lăng Ngọc hay biết chuyện này thì sắc mặt lập tức thay đổi, nàng chột dạ không dám nhìn mặt của Trình Thiệu Đường. Song Trình Thiệu Đường đang có tâm sự nên cũng không chú ý đến sự khác thường của nàng. Lăng Ngọc thở phào nhẹ nhõm, biết tiểu mục không vạch trần mình thì cảm kích không thôi nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn nhột nên nàng cũng không dám nói gì nhiều ân cần đưa cho chàng chiếc khăn sạch để lau mặt trình thiệu đường đang mải lo lắng cho tiểu mục không biết rằng bản thân chàng lại bị người ta nói lời dèm pha trước mặt triệu ân tào trừng đã đi theo thái tử nhiều năm thị vệ trong phủ ngoại trừ trừ lương thì hắn là người có kinh nghiệm nhiều nhất vốn cho rằng sau lần thanh lọc trong phủ dẫu hắn vẫn không sánh bằng trừ lương nhưng dù sao cũng có thể lên làm phó thống lĩnh ai ngờ giữa đường nhảy ra một tên trình thiệu đường hắn ta không chỉ chiếm mất vị trí thuộc về hắn mà còn chiếm được sự tín nhiệm của thái tử lòng hắn bất mãn nhưng khổ nỗi trình thiệu đường làm việc cực kỳ thận trọng khiến hắn không cách nào bắt bẻ nào ngờ hôm nay cuối cùng cũng có được một cơ hội tốt trời ban theo lý thì thuộc hạ không nên nhiều lời chỉ là hiện giờ trình thống lĩnh không chỉ đang làm việc cho điện hạ mà còn giữ chức phó thống lĩnh hộ vệ thế nên có một số việc nhất định phải tránh tị hiểm thế nhưng mấy người phủ tề vương vừa mới về kinh đã vội tới tìm ngài ấy ôn lại chuyện xưa nói là ôn lại chuyện xưa chứ ai mà biết được bên trong có ý đồ gì tuy trình thống lĩnh trung thành với điện hạ nhưng nghe nói những người đó là huynh đệ kết nghĩa nhiều năm của ngài ấy họ còn từng cùng nhau trải qua sinh tử hai bên đối xử rất chân thành với nhau tào trừng liếc nhanh qua triệu ân một cái thấy mặt hắn trở nên u ám thì không mình lui ra bản thân hắn hiểu sâu sắc đạo lý dừng lại đúng lúc triệu ân sầm mặt tay phải liên tục gõ nhẹ lên án thư một lúc sau lại có người gọi trừ lương tới cô nhớ là hình như ngày đó triệu dịch từng vì dám tiêu sư của tiêu cục nào đó mà cầu xin cô sau đó nghe nói trong đám tiêu sư kia có rất nhiều người nguyện đi theo hắn có chuyện này không trừ lương không ngờ chuyện đã qua lâu như thế mà hắn vẫn hỏi tới vì thế đáp ngay quả thực có chuyện này trình thiệu đường có phải là một trong số đám tiêu sư kia không trừ lương ngạc nhiên song cũng không dám giấu hắn thiệu đường huynh đệ quả thực là một trong số đó triệu ân cười lạnh nói như thế hóa ra ngày ấy cô là người muốn lấy mạng hắn còn triệu dịch lại là ân nhân cứu mạng của hắn thứ cho thuộc hạ không dám trả lời bừa câu nói này của điện hạ lỗ vương là chủ mưu trong chuyện này đó người thật sự giữ lại tính mạng cho bọn họ là điện hạ ngài cho nên nếu phải nói về vấn đề này điện hạ mới là người cứu thiệu đường huynh đệ một mạng từ tay của lỗ vương trừ lương nghiêm túc nói triệu ân lại cười lạnh trừ lương không đoán được suy nghĩ của hắn nên không dám nói nhiều ngươi cảm thấy trình thiệu đường là người thế nào thiệu đường huynh đệ là người trung hậu cực kỳ trọng tình trọng nghĩ cẩn thận chú đáo chỉ là hơi cương trực trừ lương đắn đo đáp cực kỳ trọng tình trọng nghĩa hơi cương trực triệu uân suy tư một lát sau đó phân phó chuyện của thái văn tương giao cho hắn làm đi trừ lương chấn động e rằng thiệu đường huynh đệ không thích hợp làm việc này cửa ai này hắn trước sau gì cũng phải trải qua bên cạnh cô không giữ kẻ mềm lòng triệu uân lạnh lùng nói tâm sự chút về phần này có thể nữ chính có điều đáng trách nhưng cũng đáng thương không phải ai trùng sinh cũng có thể biết rõ diễn biến sau này cô nàng chỉ là một người con gái từng bị lăng nhục khi gặp kẻ thù đời trước dù đời này chưa làm gì thì cô cũng ghét là đúng theo tình huống bình thường thì ai cũng vừa hận vừa sợ thôi, đáng trách là nữ chính không nói với chồng hay ai cả nên mới gây ra những điều không vui về sau, hết phần 4.